tất cả các tình yêu, chào tất cả các tình yêu nhé. Buổi tối ngày hôm nay chiến sớm để chúng ta nghỉ đây. Nghe điện thoại đây không? Chào tất cả mọi người ạ, chào tất cả mọi người. Lai gì hả Yến hả? Hôm nay thì lai sỉ. Lai sỉ có khả năng là trưa mai chị sẽ lai lẻ nhá. Trưa mai nếu mà chị khỏe khỏe thì lai lẻ, hoặc là chị có thể sắp xếp được chị lai lẻ cho mọi người nhá. Còn nếu không thì chắc tối mai, tối mai tới mốt đây là như thế. Cảm ơn mọi người. Và tối hôm nay này lai sỉ, các chị em ủng hộ em bằng cách chia sẻ được không? Các bạn mua lẻ cho em, mỗi một bạn cho em một hai lượt chia sẻ nhé, để chúng ta có thể tương tác tốt hơn, và cũng như là có cơ hội để các bạn sỉ khác biết được đến trang của em mọi người ha. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người và chúc các bạn một buổi tối thật là nhiều niềm vui. Tối ngày hôm nay thì đầu giờ luôn là chơi luôn hàng thiết kế, nên bởi vậy ai mà lên sớm thì nhanh chóng vào đây giùm em luôn. Hàng thiết kế lên sớm thật sớm nên bởi vậy các chị em vào nhanh chóng giùm em luôn nhé. Đẹp hoàn hảo luôn, phải nói là đẹp cách tuyệt vời luôn á. Đây, hàng thiết kế và đầm. Ủa? Sao ba? Lam Phương em chuyển khoản ở đâu ba? Hả? Chuyển từ tối hôm qua đó. Số tiền nhiêu rồi? Anh Phương hả? Anh Phương là gì Diễm nha chị hả? Là Diễm nào ta? Diễm nào ta? Khoan từ chị xin lỗi. Cái gì nhở? Lê Thị Diễm hả? Hay cái gì Diễm? Anh qua có ai tên Diễm bé? Sỉ á. Chào Nguyễn Ngọc Anh, chào Yến, chào tất cả mọi người. Các bạn ơi, ngày hôm nay là chúng ta săn hàng sỉ nhá. Nên bởi vậy đầu giờ này là em sẽ like luôn hàng thiết kế và luôn đầm luôn. Với cái giá cực kỳ sốc luôn. Hàng tất cả những hàng này đều là hàng cao cấp, cực kỳ cao cấp luôn. Giá nghiêm của nó là toàn 9x là ít nhất, mà bây giờ nó được giá sale hơn một nửa so với giá gốc đó các bạn ạ. Nên bởi vậy các chị em nhanh chóng vào giúp em nhé. Ba lấy kéo và cắt hàng đi. Nè, những cái này có thể dẹp đi được mà. Và đừng quên lấy hết những cái hàng màu xanh này này, cùng một loại luôn, chút lát nữa không biết đầu lần luôn. Cái này nó có một xài gì nữa phải xài, con từ con nhí rồi chứ không có đại. Rồi đúng rồi, để ta xem được bao nhiêu đi. Hàng này đẹp lắm luôn, hàng này xịn cực kỳ nha mọi người ơi. Các chị em đã vào rất là đông, cảm ơn mọi người.
chuyển cọc bên cọc Lê Thị Thanh Tâm hả? Lấy hàng hả? Ai? Anh Phương. Anh Phương. Hoài Thu ơi, hôm nay đầu giờ live luôn, chị chiến đấu đây. Bây giờ em lấy hàng đi nhá. Chắc muốn sinh bé gái nên để đại diện là gái kia. Ôi Ngọc Anh ơi, chị để lâu lắm rồi, từ khi bắt đầu lập Facebook là cái hình này luôn, cũng lười đổi luôn á. Nói chung là rất là mê sinh con gái, mê lắm luôn đó Ngọc Anh. Con gái thì mê từ bao nhiêu năm nay rồi. Cảm ơn các chị em đã vô cùng là tinh tế. Rồi chúng ta bắt đầu luôn, đầu giờ luôn, rất là ít, số lượng hàng rất là hiếm hoi nha mọi người. Bé ơi, bé đưa về lên thiệu nhân chị Nhung nha. Hàng này là hàng thiết kế, hàng rất là cực xịn luôn, hàng xịn lắm. Ok, bạn nào đã đặt cọc rồi thì cứ vào đặt hàng và nhớ inbox địa chỉ số điện thoại vào cái trang mới cho chị Nhung nhá. Trang Thi cũng vậy luôn, Trang Thi đặt cọc để chị Nhung lấy hàng nhá. Hôm nay hàng thiết kế đẹp lắm luôn, các bạn mà không hốt thì em nghĩ là tiếc lắm á. Đây, trời ơi chị sao thấu đây, maxi. Cái maxi này của hôm trước là đi là 98 ngàn một đồng, 98 ngàn một đồng nha mọi người ơi. Hàng maxi tay này, các bạn nhìn thấy xinh không? Xinh lắm luôn đó, chịu không nổi luôn nha. Đây là size nhỏ nhất, à size số 2, có size nhỏ nhất. Size nhỏ nhất nó nằm dưới này. Size của nó là size từ 10kg cho đến 27kg mặc vừa. Cực kỳ đẹp luôn, hoàn hảo luôn. Nó là 98kg nha, 98 ngàn mà hôm nay nó sell cho chúng ta chỉ có 55 mà thôi. 55 ngàn một cái đầm siêu xịn như thế này mà không hố thì em nghĩ là các bạn bán shop rất là tiếc. Nè, nó may xếp ly này, các bạn nhìn là dập ly này, dập ly này, dập ly này. Hàng xịn chưa? Hàng xịn chưa? Cái này dây cột nơ nữa. Em đầu giờ like nó hơi ít nên mà em lên luôn khi mà các bạn chưa vào đông, chứ lát nữa các bạn vào đông các bạn sẽ lấy lắm luôn á. Mà chả có à? Anh ở đúng rồi, bạn Nhung bán về lắm cũng không có. Được chưa? Rồi, ai lấy đầm xanh, comment đầm xanh. 55 ngàn quá rẻ luôn, em bao giá luôn đó các bạn. Maxi quá cưng. Trời ơi, hốt đi chứ không để lát nữa. Các mẹ khi mà hôm nay em lên sớm, đầu giờ em lên sớm nên vậy là nhiều bạn chưa biết được cái giờ này em lên đâu. Mọi khi em toàn lên 8, 9 giờ, 8 rưỡi bắt đầu em bật không mà hôm nay lên sớm. Bất ngờ, bất ngờ. Rồi ai lấy đầm xanh cơ mà đầm xanh giá có size từ 1 đến 10. Giá có 55 ngàn mà thôi. 55 ngàn về bán mấy cái này, bán kiểu nào cũng được hết. Cái vải của nó rất là cao cấp, giống như hàng đuổi ấy, nó y dạng vậy đó. Rồi 55 ngàn các bạn chốt đi. Anh đừng có để cho tiếng mà chúng ta sẽ mang vào đây. Nghe đó. Tắt luôn. Hả? Mới đi. Trời ơi, hàng xịn lắm luôn Liên nha. Cái này có 4 màu. Khoan từ đã, em lấy màu nào cũng được. Bây giờ em lên đủ màu cho em đi chọn luôn đi. Có màu xanh này. Xanh này, ai chốt xanh thì chốt xanh đi. Này cho Liên xanh trước đi đã, không làm mấy bạn ai chưa lên. Này, Liên xanh này. Anh ơi, em nghĩ em ném một phát là nó đổ này luôn á. Có cái ly. Nó để cho khác em đi. Đó mà đổ là nguy hiểm lắm, cà phê. Rồi, bạn nào lấy xanh có màu xanh. Ai vào rồi thì comment nhanh vào chứ không là ế hết tự tiết đấy nha. Rồi Ngọc Anh, ok Ngọc Anh này. Ngọc Anh Silver này. Ba có thể bỏ xuống được không? Ba bỏ cái này để em đẩy hàng xuống được. Rồi Ngọc Anh Silver có hình nhưng mà hình hơi xấu. Hình xấu lắm. Hình này là hình tự chụp. Và Nhung bà tự chụp xấu giả man luôn. Kiều Trần. Kiều Trần là cách cũ phải không bố? Ok Kiều Trần luôn. Đẹp lắm nha em ơi, cái này là ri 10 đấy bé ạ. Rồi ok Kiều Trần này. Hả? Có hình nhưng mà hơi không đẹp. Tức là hình chị Nhung chụp không đẹp. Hình bà Nhung bà chụp là không thể nào đẹp được rồi. Rồi Phương Nguyễn là ai? Phương Nguyễn là cái avatar rất là mờ, cái avatar là rất là quen này. Phương ơi, Phương nhắn vào trong Zalo giúp em nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok Phương Nguyễn này. Đầm này cao cấp lắm luôn. Phương Nguyễn. Phương Nguyễn thả số điện thoại lại cho em để em kiểm tra lại trong Zalo nha chị nhá. Phương Nguyễn thả lại số điện thoại để em kiểm tra lại Zalo nhá, để có xem đúng không. Phương Nguyễn ở đâu nhá? Phương Nguyễn ở Vũng Tàu đúng không hay là ở đâu vậy? Còn một ri cuối cùng, còn đúng một ri duy nhất em mở lại cho mọi người xem. Hàng này nghiêm của nó là 98 ngàn. Đi 98 ngàn là đi giá rẻ đó. Mà ở đây sale cho mọi người giá chỉ có bao nhiêu nhỉ? 55 ngàn mà thôi. Này Trang Thi. Trang Thi anh nhắn tin rồi phải không? Rồi Trang Thi. Trang Thi đặt cọc nha ta gái ơi. Rồi Trang Thi này. Trang Thi như chiều lấy ba cái đi áo gì đó chị quên mất rồi. Trang Thi cao cấp lắm, mấy cái hàng này bán shop là tuyệt vời, rẻ quá trời rẻ, 55 ngàn. Hết rồi, rồi xong. Đấy chưa? Đâu còn đi hả? Còn ri. Bầm bầm mắm ơi, đầm đẹp lắm Thủy ơi. Đầm đẹp lắm, đầu giờ like chơi ác, chơi mấy cái hàng này lên đầu tiên. Đây, còn ri cuối cùng này. Còn ri cuối này, còn ri cuối này.
Trời ơi đẹp lắm. Hàng các bạn nhìn hàng là biết rồi ha. Hãng thương hiệu này các bạn biết rồi nha. Nhìn nhá, nhãn mác đầy đủ rồi, maxi, nó là dạng maxi như vậy đây. Nó là tay con mặc lên là bẹt vai như thế này nhá. Rồi cái này là xếp ly bèo. Cái dây này cột nơ lại là xong. Xinh lắm, gắn hạt đá hạt cườm từ lưa tất lả hết. Mà nó sale cho chúng ta còn có 55 ngàn à. Trời ơi rẻ cả 40 ngàn một cái đầm đấy. Rẻ cả 40 ngàn về bán bằng giá nhập thôi cũng đủ rồi. Bằng giá mà người ta bán ở trên thị trường, ở trên tại An Đông đó mọi người. Nó đi xỉ tại An Đông là 98 ngàn. Còn giá niêm yết luôn á, còn giá niêm yết luôn á. Còn thôi đi các bạn. Ok Trang Thi có rồi. Trang Thi có rồi em yêu. Rồi à, cái hàng này mà hả các bạn đi ra An Đông các bạn lấy là 90 mấy ngàn đó, 98 ngàn. Bây giờ nó sale cho mình có 55 ngàn. Tốt không? Hốt đi các bạn ơi, lấy hàng này về và bán. Rồi ai đây xanh, còn một ri xanh cuối cùng. Size của nó là từ 10 cho đến 27, 28 ký thoải mái nhá. 55 ngàn. Cảm ơn chị Nguyễn Vân. Hèn quá chị Nguyễn Vân vào kịp. Em kêu đang sắp rồi, không biết chị có vào chưa, nãy giờ chờ chị. Rồi ok, hết xanh. Còn mã nào nữa bác ơi? Cái mã đó còn màu nào nữa, lên hết lên đi. Cái hàng này hơi ít nhá. Hết ít lắm luôn bởi vì nó là hàng sale. Cùng mã đó đó. Cùng mã đó. Ừ. Ok, rồi. Y như vậy luôn. Y như vậy luôn, kiểu y như vậy luôn mà nó là màu hồng ruốc. Một ri duy nhất nha. Một ri duy nhất hồng ruốc. Ai lấy ruốc cơ mần ruốc, bán lên luôn đi. Đỡ phải mất thời gian chờ. Ai lấy ruốc cơ mần ruốc, ai lấy đỏ cơ mần đỏ. Rồi, ai lấy đô tây cơ mần đô tây, quá đẹp luôn. Trời ơi nè. Đô cơ mần đô nha. Đỏ cơ mần đỏ, ruốc cơ mần ruốc nha mọi người nha. Mỗi thứ có một ri duy nhất thôi. Hàng này là hàng keo. Ba cắt luôn cái hàng kia cho em với. Anh cắt luôn cái hàng kia cho em với. Thương Nguyễn là ai ta? Ba hả? Em Thương Nguyễn là bạn nào? Thương Nguyễn là khách cũ mà. Khách cũ lấy hả? Ừ. Em nhìn ra ba ta giùm em. Rồi Thương lấy màu nào? Comment nhanh đi. Màu đô này. Màu ruốc này. Rồi màu đỏ này. Quá xịn xò luôn. Thương Nguyễn lấy màu nào ủng hộ nha. Rồi lấy cho Liên luôn ha. Lấy cho Liên lấy một... Hả? Ai vậy? Đô rồi, một ri thôi, Liên ơi. Tôi có một ri à. Đô một ri Liên này. Rồi chị Nguyễn Vân một ri này. Hồng ruốc này. Đấy ruốc còn một ri đỏ ơi. Ờ, hồng ruốc cho chị Nguyễn Vân. Ờ, đô cho Liên. Rồi còn một đỏ. Một đỏ cuối cùng nha. Ai lấy đỏ thì cho mình đỏ luôn. Em không mở nha. Nó quá đẹp rồi. Đỏ này mà bán Noel thì tuyệt vời luôn. Hết đô rồi Phương ạ. À. Bây giờ chị lấy đỏ cho em nha. Nha, hết đỏ rồi. Phương nào vậy? Phương thả số điện thoại cho em đi. Phương thả số điện thoại và nhắn vào trong Zalo lại chị Nhung, mà chị Nhung mới nhận đơn được. Phương nhá, thông cảm chị. Phương ở đâu vậy? Rồi, qua mã luôn. Cái chấm bi này xịn luôn. Hàng mấy cái hàng này là xịn lắm. Cái hàng của nó là mê luôn á. Đây này. Đỏ cho Liên. Phương Nguyễn đỏ. Ừ, ý em Phương Nguyễn đỏ nhưng mà đang hỏi em ở đâu. Còn nếu mà không thì đẩy cho chị Vân. Và chị Vân thấy Vân nhắn tin kế Phương Nguyễn. Đẹp chưa? Trời ơi đẹp chưa? Đẹp chưa? Hàng xịn sò chưa? Hàng này. Mấy cái hàng thương hiệu này bạn nào biết là biết rồi đúng không? Hàng rất là xịn luôn mà giá chỉ có 55 ngàn thôi nha mọi người nhá. Rất rẻ, em nói là cực kỳ rẻ luôn. Tầng, đèo tầng, hàng này là vải cô tông. Thân ở trên là vải cô tông chính phẩm, dưới là vải đũi. Quá xịn sò luôn. Rồi ai lấy vải form to nha, hàng này form to lắm luôn á. Nó là phải từ 12kg đổ lên nha mọi người nhá. Form to 12kg đổ lên, được chưa? Rồi ai lấy comment giùm em là chấm bi đen. Chấm bi đen được mấy ri thôi, hốt nhanh đi các bạn ơi. Hốt nhanh vào, mấy cái hàng này là hiếm hoi lắm luôn á. Không có nhiều đâu. Rồi, chấm bi đen. Phạm Thị Hoài Thu rất là xinh. Mấy cái hàng này xinh lắm. Phương hiện tại giờ chưa nhắn tin lại phải không? Chưa. Vậy thôi xả luôn cho chị Nhung cái hàng của Phương kia đây này. Ơi Trang Thi ơi, chốt đi chấm bi đen. Ai lấy chấm bi đen thì comment chấm bi đen. Hả? Vậy lấy lại chị Nhung xanh dương nhanh lên, tại vì Phương nó không nhắn tin lại chị Nhung. Phương ở đâu vậy Phương? Em phải nhắn lại chị biết là em ở đâu và nhắn vào Zalo chị Nhung với nhá, giúp chị với, tại vì rất là nhiều bạn Phương Nguyễn lấy hàng bên chị, có tới 3-4 mạng rồi. Cho Phương Nguyễn em ơi. Hả? Rồi Phạm Thị Hoài Thu này. Phạm Thị Hoài Thu. Để anh kiểm tra cho. Hoài Thu, ok Phạm Thị Hoài Thu, cái ri đầm quá đẹp luôn. Phạm Thị Hoài Thu bi này. Hả? Rồi Nguyễn Vân. Nguyễn Vân đi. Ngọc Anh Silver. Ngọc Anh Silver B. Rồi thủ Thủy Ruby. Thủy Ruby B. Ngọc Anh Silver lấy 2 ri hả? Từ để chị coi xem còn không đã nhá. Rồi còn không ba?
ba cây ba kìa. Ruby nó có không lấy thằng này nào, không lấy hả? Em nó comment này, đẹp quá mà tội gì không lấy kia, xong một ri chấm bi kìa. Bi đại. Nó có một size à, là mình có đại thôi. Nó một size à, đưa đây. Nào đưa đây. Rồi Trương Bến VG. Trương Bến VG một bi luôn. Rồi xong hết. Rồi anh cho em à đây. Trương Bến VG. Cho liền đi. Đi lấy á. Chưa mà. Cứ lấy đi. Trương Bến VG. Còn không? Từ đá để coi xem còn không. Đang. Đấy coi xem còn màu đen không? Hết đen hả? Đằng sau kìa. Còn Bến Bùi, còn Trang Thi từ lưa đây nè. Còn không? Rồi cho Bến Bùi một ri. Cái đó của Bến Bùi đấy anh. Bến Bùi ri mấy vậy? Tất cả đều 10 hả? Rồi còn một đỏ này mọi người này. Còn một maxi đỏ này, giá 55 luôn nha mọi người ơi, maxi đỏ này. Hàng bao cao cấp cho các chị em luôn. Maxi đỏ mọi người nha, maxi đỏ, thấy chưa? Cưng chưa? Maxi đỏ cưng lắm luôn, nó không thể nào hình dung được những con những bé gái mà mặc cái đầm này lên mà không yêu nổi luôn. Thuyền ơi, bi nhiêu giờ chị hả? Chị à, hàng này của chúng ta chỉ có 55.000 thôi nhá, cả đồng hết tất cả luôn, tức là nó đi lô cho mình đấy, đồng giá hết đó các chị em. Hàng này nghiêm của nó tới tận 98 ngàn hả? Đi đỏ cho Liên. Rồi ok. Đi hả? Đại không có chị ạ. Nãy em tưởng đi đại nhưng không phải đi đại. Cho Thuyền Lê cái bi chọn rồi đỏ đen đó. Đỏ là maxi luôn. Liên. Rồi anh Phương em đã nói là Nick Lê Thị Diễm đã chuyển cọc rồi lấy hàng à, cọc lấy hàng rồi ạ à. Giờ em lấy có gì chị chốt Nick này. Kêu inbox Zalo anh đi. À, anh Phương ơi em nhắn vào trong Zalo cho chị Nhung nhá. Nhắn vào trong Zalo 0937495480 cho chị Nhung với nhá. Nhá. Rồi em ơi nhập vào maxi đỏ lên này rồi xong. Còn một cái lẻ sai. Không cho nó cho cái hỏi Thuyền Lê lấy cái này không? Thuyền Lê hả? Thuyền Lê chưa mà. Ừ Thuyền Lê ơi bây giờ lẻ sai em có lấy cái này không? Chị không cho ưu tiên tại vì mấy cái hàng này nó hiếm quá. Nên chị cho mỗi bạn một ri. Lẻ sai Thuyền Lê có lấy chị tính cho em 52 ngàn này. Bằng gốc luôn 52 ngàn nha. Thuyền Lê có lấy không? Ok nhanh mà không là hết. Không là chị đẩy cho bạn khác luôn. Rồi lẻ sai nha. Tiếp tục qua. Rồi y như vậy luôn mà. Chấm bi đỏ. Chấm bi đỏ này các bạn ơi. Chấm bi đỏ. Trang Thi hết rồi. Rồi chấm bi đỏ ok. Em nhắn vào Zalo chị Nhung liền nhé. Nhắn vào Zalo chị Nhung đi. Zalo chị đang ghi này. Rồi địa chỉ và số điện thoại nhắn vào Zalo đó. Rồi ai lấy chấm đầm chấm bi đỏ. Chấm bi đỏ nha mọi người ơi. Chấm bi đỏ rất là đẹp luôn. Chấm bi đỏ có sang còn bao nhiêu đi bố? Không một đi à. Thì thêm màu khác luôn đi. Lấy nhanh vào. Lẻ sai cho Trang Thi luôn. Thấy chưa Thuyền nó không chốt là ổn lắm nha. Trang Thi ok Thi này. 8 luôn 2, 4, 6, 8, 10 ok giá 52 ngàn nha bé Hồng ơi. Rồi đi lẻ hết rồi. Rồi đi đỏ đi các bạn ơi, đi đỏ, ai lấy đi đỏ có mình đi đỏ này. Đi đỏ, quá đẹp luôn, trời ơi đẹp tuyệt vời hết rồi thì. Ý sâu lâu quá. Rồi đi đỏ đây các chị em ơi, giá 55 ngàn một cái đầm quá cao cấp như thế này mà không hốt thì uổng lắm luôn á. Phần trên đi đỏ cho Linh Nguyễn. Nó nè, hàng này, nhìn hàng giúp em nhá. Đây, thương hiệu đây, khỏi chê, khỏi lo. Rồi Linh Nguyễn đi đỏ luôn. Linh Nguyễn đi đỏ này. Cảm ơn Linh Nguyễn. Rồi còn cái maxi đen này, maxi đen hơi bị bụi bặm rồi, hơi bị chất bắc lượng luôn rồi. Hả? Hồi cái nó bay luôn này. Rồi cái này là maxi đen. Maxi đen nha mọi người nha. Ôi cha ôi nó đẹp ghê mà nó đẹp. Yêu lắm lắm luôn. Yêu lắm lắm luôn nha mọi người ơi. Cưng không? Rồi maxi đen ai lấy comment nhanh giùm em. Maxi đen quá chất lượng luôn. Con mặc là hơi bị trắng nõn mà hơi bị tây luôn á. Cái kiểu dáng của nó, đây tay của nó này. Rồi ai lấy đen thì comment đen nhanh vào liền nha mọi người ơi. Cái lưng khung của nó rất là mềm. Mềm siêu mềm luôn. Siêu mềm luôn. Giá 9x mà bây giờ nó sale. Giá mà 98 ngàn nó để mặc luôn nó 98 ngàn rồi. Sale có 55 ngàn. 55 ngàn. Rồi ai lấy đen thì đẩy đen cho em nhé. Đen mặc lên rất là chất. Rất là đẳng cấp luôn. Rồi bạn nào lấy đen đẩy đen giùm em. Đỏ hết rồi mọi người ơi. Đi đỏ có ri à. Em có chốt mà chị không thấy hả? Ơi bi đỏ sao đông quá vậy mà không thấy, đúng thiệt không thấy thiệt. Rồi đen đi mọi người ơi. Chị không thấy thiệt luôn á, chị mà thấy là chị chờ em mà, chị để chị hỏi em mà. Đen nha mọi người nha, đen rất là chất lượng. Rồi ai lấy đen thì lấy đen giùm em. Đen mặc lên chất lắm á, đẹp lắm luôn. Chị Nguyễn Vân, ok chị Nguyễn Vân này.
Nguyễn Vân đen này, có 3-4 ri đen thôi, cốt đen đấy các bạn. Rồi anh cho lên nào, coi xem con nào nào nữa. Rồi bạn nào lấy đen ủng hộ đen nha, để mở mọi người xem cái size lớn nhất này. Đây mở cái size lớn nhất cho các chị em, form to lắm. Cái hàng này form to đúng đã luôn á, to gọi là to vật vã luôn. Thấy chưa? To chưa? Rồi em nghĩ là cái này phải tới tận 20-30 kg thoải mái luôn á, mặc rất là xinh. Quá xinh luôn, mặc trắng nõn. Rồi ai lấy đen cho mình đen giùm em nhé. Ai lấy đen thì comment đen giùm em. Cực kỳ bụi, mặc lên đáng yêu lắm luôn á, bẹt vai rồi còn đeo hạt nữa. Ai lấy đen thì comment đen giúp em. Hello Hiền Nguyễn. Rồi bạn nào lấy đen ủng hộ đen nha mọi người nha. Ai lấy đen thì comment đen giùm em. Ai lấy đen thì comment đen nha. Đen nha mọi người nha. Rồi còn ở đây còn ri hồng. Hồng này có 2 ri thôi. Ai chốt này thì comment nhanh giùm em là hàng ép này. Cũng vậy luôn. 55.000. Xinh chưa? Xinh chưa? 55.000. Rồi ai lấy comment giùm em là đầm tầng. Đầm tầng nha mọi người ơi, 55.000 ở phía trong nó lót. Nó may lót này. 55.000 cùng thương hiệu luôn, cùng hàng luôn nha mọi người nhé. Rồi ai lấy đầm tầng comment 5 đầm tầng. Vải rất là đẹp, vải đẹp lắm. Mấy cái hàng này bán shop là tuyệt vời luôn. Rồi ai lấy đầm tầng comment đầm tầng. Đầm ruốc lên. Lên đầm tầng. Anh Phương ok. Rồi hết. Anh Phương ok hết. Có 2 đi thôi hả? Harry. Ngọc Anh hết rồi, Ngọc Anh ơi. Rồi anh Phương, nhắn tin chưa? Rồi. Rồi, tiếp. Qua mã, lên mã tiếp đi. Lên tiếp đi đây, lên tiếp đi. Các bạn cứ yên tâm. Thành Nguyễn Thị hết rồi, Linh Nguyễn hết rồi, chị Nguyễn Văn hết rồi. Chị Phạm Hoài Thu hết luôn, cho em xíu. Cái hàng này là hàng hàng. Tiếp à chị? Ừ, tiếp. Nè, cái đen này đẹp lắm luôn mà mọi người lại bỏ qua cái đen của em. Nó còn 3 ri đen nè. Em tưởng nghỉ rồi á. Đi hàng rồi, Mẫn ơi, nghỉ đi hàng rồi. Ý chị đang lên hàng thiết kế đấy nè, đẹp cực. Trời ơi. Các chị em ơi, ủa, em không biết làm sao nhưng mà thực sự em rất thích cái đầm này luôn đó mọi người. Đây, rồi ai lấy đen thì comment đen. Cái này là có hạt này. Đây, các bạn nhìn thấy không? Có hạt này, hạt đính này. Thấy chưa? Hạt mà chạy kim sa này, cái tay của nó là xếp ly như thế này mọi người này. Rất là mềm luôn á, con mặc rất là sướng. Rồi có cái dây cột như vậy cho các chị em luôn. Cột luôn. Tuyệt vời chưa? Đó, xịn sò luôn nha. Rồi cái này là maxi, ai lấy đen thì có mình đen. Đen đi các bạn ơi, ai lấy đen thì có mình đen nha, hết tầng rồi. Hết tầng rồi. Rồi ai lấy đen thì có mình đen, nó còn nữa mà, còn hàng nữa mà yên tâm. Rồi ai lấy đen thì có mình đen nha, ủng hộ ri đen nha các bạn. Nó có 3 ri mà rất là chất, bụi, cực kỳ bụi luôn, mặc lên rất là sang, nhìn con vậy chứ mà mấy bạn trắng trắng mặc mấy cái đầm đen này nhìn bụi lắm, nhìn cưng lắm luôn. Hôm bữa em đi ngoài công viên em nhìn thấy em bé kia mặc cái đầm đen tuyền luôn, xinh ơi là xinh. Cái này là đính hạt nữa rất là đẹp. Rồi ai lấy đen thì ủng hộ đen nha mọi người nha. Bạn nào lấy đen thì comment đen. Rồi tiếp tục ba. Cái đầm kia là cái đầm gì vậy? Cái đầm xanh xanh kìa. Đại. Này hàng đại. Hết rồi. Không, cái này là đại hả? Cái gì rồi? À, cái set này là set đại hả? Cái này là set đại mọi người ơi, set thiết kế đại. Trời ơi, hơi bị bánh bèo nha mọi người ơi. Cái này là đại nha mọi người nha. Một ri duy nhất. Một ri duy nhất, đại, một ri duy nhất đây. Hơi bị đỉnh luôn. Cái gì vậy trời? Cái này là chân váy, à cái này là váy nha mọi người, à quần váy nha mọi người nha. Trời ơi, may tiền không là tiền luôn á. Rồi ai lấy comment giùm em là đại này nhá. Đại chỉ có 59 thôi nha mọi người ơi. Đại 59k quá đẹp luôn. Mấy cái set này bạn nào mà đi lấy là biết rồi. Mấy cái hàng này là mắc lắm luôn. Hàng của cái thương hiệu này này, cực kỳ mắc, không có để may luôn á, không có để bán luôn á. Rồi ai lấy comment giùm em đại này. Đại mặc cưng cực kỳ. Cưng lắm luôn. Rồi ai lấy đại thì comment đại nha. Đại các bạn ơi. Rồi ok này. Em Trang Thi này. Đại có 4 à. Đại có 4 thôi, hiếm hoi lắm luôn á, hàng này có 1 ri duy nhất thôi. Hả? 59.000 ri 4. Ok Trang Thi. Hết rồi Hồng Thắm, hết rồi Bảo Hàng ơi.
Rồi, tiếp ba. Rồi, đây cái mã này mới là đỉnh luôn này, hàng này là đỉnh lắm luôn. Trời ơi, cùng một cái hàng này là không bao giờ nó có hàng teo. Tức là hàng này là gần như là em thấy là cứ may đến đâu hết đó, may đến đâu hết đó luôn á. Em thấy là không có, không bao giờ chị này chị gọi hàng teo cả. Mà hôm nay dạng như là chị vét mấy cái mã này nó cứ còn thứ, còn ri hay ri chị sell cho mình á. Chứ hàng nghiêm của chị cao lắm nha mọi người, đây hàng xe đại đây. Đại nữa nha, đại đây cùng một cái công ty đó luôn, cùng một cái hàng này luôn. Đẹp chưa? Trời ơi, mặc lên mà không đẹp, đẹp nghiền luôn á, đằng sau này. Đằng sau là nó bao khung như thế này, rất là mềm mại, được chưa? Và đi với quần váy. Trời ơi, cưng quá à. Thiệt đó, mà cái này đi biểu diễn văn nghệ còn được ấy. Và có cả quần chip ở trong rồi nên không cần phải lo lắng gì nữa nha mọi người nhé. Có cả quần chip ở trong này có 69.000, quá xịn sò luôn. Rồi, ai lấy sọc đẩy sọc nhanh vào, đại sọc này mọi người ơi. Em thấy là cưng quá à. Rồi, hồng thắm ok. Này sọc nâu quá Hồng ơi. Rồi, đẹp lắm, không hốt cái hàng này về uổng luôn ấy. Mà đã vậy bèo ơi, bèo có 59.000 nữa chứ. Trời ơi, nghiêm của nó cao lắm. Hồng thắm Nguyễn Vân. May kỹ thật luôn cái hàng này. Ba đưa cho em đi. Ba đưa đây. Hồng thắm Nguyễn Vân võ hàng. Võ hàng thật cũ. Võ hàng Phạm Thị Hoài Thu của em. Võ hàng. Rồi, Phạm Thị Hoài Thu. Thì ngoài thu. Rồi cái màu đó hết. Thu hết rồi, y như vậy luôn mà hồng nha. Hết rồi, thủy ruby hết rồi, trang thi nha, ngọc anh silver hết luôn. Ừ, tất cả là đại đại mà. Thôi lấy cho luôn luôn này nhá, nó cũng na ná, nó là hồng luôn nhá, hồng nha mọi người nha. Rồi. Rồi thủy ruby luôn, chứ không lại không ít quá chia cái này, hàng này nó đẹp lắm nên mời bài chia cho mỗi bạn một đi. Thủy ruby này. Rồi. Trang thi này. Chia mỗi bạn một đi, hàng này rất là cao cấp nha mọi người ơi, hàng này cao cấp lắm mà nó rẻ lắm. Trang thi này, ngọc anh silver này. Hàng đại mà giá 59.000 mà hàng thiết kế nữa. Rồi anh Phương còn không? Ủa hết hả? Kìa. Đó, đó, đó. Rồi anh Phương. Anh Phương còn không? Hết màu đó. Hết rồi. Còn màu nữa này. Còn màu nữa. Rồi. Đây nó còn 2-3 màu nữa thôi. Chị Nhung hàng chị có xỉ nào ở Gia Lai bán không, em muốn kiếm để mua cho con à? Gia Lai nhiều lắm luôn. Gia Lai nhiều lắm, đây hỏi trong này có Gia Lai luôn, nó đảm bảo luôn. Cách xỉ Gia Lai rất là đông. Thương quá à. Rồi ai lấy nâu cơ mà nâu hết hồng rồi. Hồng thắm chưa có, tại vì hết cái màu đó, hai cái màu nó na ná nhau nên em chốt cho giống nhau luôn á. Rồi ai lấy màu này tây chưa? Nâu, comment nâu. Nâu, cái này gọi là nâu nha, thực chất là ở ngoài nó màu nó sáng lắm chứ không có đậm như trên live đâu. Bích Nguyễn Thị Ngọc inbox đi em ơi. Bích Nguyễn Thị Ngọc inbox nha. Rồi, hồng đằng sau là lưng khung. Ôi đẹp quá. À. Nè, nó là váy này. À, cái này vậy gọi là bò đi. Cái này là bò. Ừ, gọi là bò đi. Cái màu nó sáng. Chị Huyền Mai em thấy, Huyền Mai thấy đó. Chị hồng Huyền Mai em thấy nhưng mà có điều là chị chốt đi, chị chốt đi chị ạ. Hồng thắm hồng dương hết. Đây có ri này. Rẻ ơi là rẻ luôn. Thấy chị Loan Phạm ơi, nhưng mà lúc mà tới chị thì nó lại hết nên em không đọc tên đó. Rồi bò này. Đâu, đầu tiên là hồng thắm có chưa? Ha, à, hồng thắm có rồi phải không? Hồng thắm với hồng dương. Hồng dương có chưa? Chưa. Hồng dương. Hồng dương hết. Hồng dương này. Hồng hết, dương. Hết bò. Vậy là hồng thắm với hồng dương thôi phải không? Quỳnh Anh không có đúng không? Rồi, trắng đen có 4 đi. Bessie ơi, hàng của Kid Style nè, hàng xịn lắm luôn. Mà xây đại mà giá có 59.000 à. Trắng rồi. Đen 4D. Cái này là trắng đen 4D nha. Trắng xanh á chứ không phải là đen đâu mọi người. Nó là xanh, xanh than đấy. Xanh than. Các bạn trắng đen đi, trắng đen đi. Chị hết bò mất rồi à mọi người. Có một đi bò à. Quỳnh Anh. Hai đi bò rồi, Quỳnh Anh này. Em biết rồi. Anh đưa em đi. Quỳnh Anh này. Chị nãy giờ em được mấy ri? Bé hồng thắm. Hồng thắm được 2 đi. Phương Biên Hòa. Hàng này cao cấp nha mọi người ơi. Phương Biên Hòa ok. Rồi chị Nguyễn Vân. Nguyễn Vân. Ngọc Anh Silver. Còn không? Rồi. Ngoài thu hình như nãy có đi rồi. Hết trắng đen, hết trắng xanh rồi. Rồi, cái này là ruốc. Lá. Cái này là người ta ngàn năm mới ta sell một lần đó mọi người. Ba ri. Có cái màu đâu mà rêu đẹp quá. Màu rêu em mở ra các bạn không nghiền luôn á. 4 ri rêu. Có 4 ri rêu tất cả nha mọi người nha. Rồi ai lấy rêu thì comment rêu giúp em. Hồng thắm lấy em 1 ri thôi nha chị. Như vậy là cái
bò nãy là từ để anh để cho cái bò nãy để cho chị Loan Phạm đi. Chị Loan Phạm nãy giờ không được đi nào luôn á. Đi anh. Rồi, em ơi bò của Hồng Thắm cho chị Loan Phạm nhé. Rồi ai lấy rêu thì comment rêu. Chị Loan Phạm nãy giờ không được đi nào á. Đây em mở mọi người xem rêu này. Tốt nhanh mọi người ơi. Em nói là em không mở thôi, mở ra mất công chính hết mà. Đẹp lắm, mặc lên trắng nõn luôn. Mặc lên trắng nõn trắng nào luôn á. Rồi ai lấy rêu comment rêu cho em nha. Phương rêu. Hàng xịn thiệt luôn á, trời ơi. Hàng xe đại mà thiết kế mà giá có 59 ngàn. Em đi cho các chị em rất rẻ luôn. Em nói là nó rẻ đèo luôn đó, chứ không phải là rẻ thường đó. Rồi Phương rêu, Nguyễn Vân, Gò Bắp. Đó. Ừ đó, em chưa thấy luôn á. Rồi, rêu cho chị Nguyễn Vân Huế này đó. Ủa Nguyễn Vân đâu Nguyễn Vân này? Nguyễn Vân Huế. Mặt của cô bé trai là của chị Nguyễn Vân Huế. Rồi Hồ Thương. À, đây, đây. Hồ Thương. Hồ Thương. Quần ăn chưa? Ờ một ri rồi. Quần ăn chưa? Chưa. Quần ăn Phương. Đây quần ăn đây. Ủa anh nhìn Hồ Thương sao Hồ Thương phía dưới à? Hồ Thương đầu tiên của quần bên em. Quần ăn đầu tiên luôn nè. Nhưng mà bên em quần là ăn. Quỳnh Anh hả? Rồi. Quỳnh Phương. Anh, Hồ Thương, Nguyễn Phương. Vân, chị Phương Biên Hòa. Okay. Hết. Hết. Rồi, còn màu nào nữa ba? Lên đi. Hàng này bán sắp xịt nha mọi người ơi. Hàng mấy cái hàng thương hiệu này nó ít khi nào nó sale lắm luôn. Rồi. Chưa bao giờ cái hàng này nó gọi sale luôn á. Mà hôm nay nó sale cho chị em mình đấy. Đô, đô, đô đô nhá. Mà Bích Nguyễn Thị Ngọc ơi, chị inbox giùm em với nha. Inbox để em nhận đơn, chị ê, Thái Thương Vân hết rồi. Ê, có một cái là lẻ của chị Phương này là 6-10 rồi nhá. Của chị Phương này là lẻ sai đó. Là sao? Nhưng mà có ba bây giờ cục này cục lẻ sai. Nhưng mà lẻ sai làm sao? Em nhập chị Phương là lẻ sai rêu đấy em ơi. Thì tính bớt cho chị 2k. Chị Phương lẻ sai rêu 4 đấy ạ. Ủa tức là có 4 cái hả? Ừ. Thì nó vẫn là 4 mà anh 4 nghĩ sao vậy? Nó lẻ sai, sai từ 2 từ 6 10 rồi. Còn cái này là đại nguyên. Trong cộng này là lẻ sai. Vậy hả? Rồi đô cho chị Phương. Có một bạn nó lẻ sai nữa. Đường Biên Hòa. Rồi đô cho chị Phương Biên Hòa. Rồi đưa lại đô cho vợ đi. Đô, đô bộ, bộ, bộ say đại ơi. Gái ơi. Duyên Kiss Style, đúng rồi, nó là Duyên Kiss Style đó, đúng chính xác nó luôn đó. Hay quá vậy các bạn. Rồi, Phương Biên Hòa rồi, Hồng Thắm. Hồng Thắm, Đô. Tiếp. Tiếp, 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 tiếp. Hồng Thắm cho lấy một riêng mà. Ờ, con bé. Hết Đô rồi. Rồi, đưa đây. Đô lẻ sai. Cái này là nhí à, hay là sao? Để em kiểm tra coi xem nó đẩy sao để sai. Tại vì bên đó nó đâu có báo em hàng để sai mà nó cũng không tính em giá để sai, nó tính một giá à. Thì ba lẻ sai chứ mà lẻ sai. Nó không phải là lẻ sai. Trời ơi. Ủa đâu là đẹp dữ rồi. Không phải lẻ sai đâu, tại vì nó đâu có báo em hàng để sai đâu. Bên này chị chỉ làm có một sai. Này à, đi có 4 à. Họ tính một, họ tính đồng giá hết mà. Họ đâu có chịu tính lẻ sai rồi, biết cái đâu mà đứng nguyên vi mà. Đô cho Linh Nguyễn nè. Đô cho ai? Đô cho Phương nè. Ai nữa? Hồng Thắm nè. Nguyễn Vân. Chị Nguyễn Vân. Nguyễn Vân Huế. Rồi còn đô nữa không ba? Hết đô. Rồi còn đô không? Đô. Hết đô. Hết đô. Rồi. Còn cái thứ gì đây? Cái này là hàng, này là hàng siêu cao cấp rồi. Không có nhỉ. Hết đô. Hồng Dương hết đô. Trời ơi, nó sale hơn một nửa luôn mà. Chứ đại chị đừng bỏ em nha hả? Ơi, Phạm Thị Hoài Thu. Không, nó là đại hết đó. Phạm Thị Hoài Thu có ri nào không bé? Ba. Phạm Thị Hoài Thu có ri. Mới có một tí à. Lấy đi nào. Bỏ ra cho bạn đi. Hả? Bỏ ra nâu, bỏ nâu ra. Bỏ nâu ra. Thì bạn lấy nhí. Mà cái hàng này là hàng đại mà. Ba bỏ ra. Cái này là đại, 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 đại. Nó là hàng thiết kế, Sơn ơi. Không chưa? Có chưa? Đâu rồi? Cái nâu này cho... Đại mọi người ơi, không phải nhí đâu nhá. Hàng này hàng đại đấy. Nó là đại, đem mở mọi người xem. Rồi tiếp tục, ai lấy cái hàng này này. Em cho mọi người xem cho mất công các bạn còn chưa biết được hàng gì. Chất chưa? Xỉu chưa? Hàng này à, cái này là gọi là móc xích nhá. Móc xích gì đây này. Nó là đi với quần dài, nó hàng size đại mà mọi người. Cái này là size đại.
đại đại không phải tới 45 kg đâu, mấy cái hàng thiết kế này không được tới 45 kg đâu nha mọi người nha, không được tới 45 kg đâu, trời ơi cưng quá à. Em đâu chị hả? Hả? Vu xì hả? Mẹ ơi, ta nhìn không ra được cái vu xì. Mắc xích các bạn ơi, đẹp chưa? Hồng Dương nha. Trời ơi. Tốt đi, hàng thiết kế đó mà đại như vậy mà giá 59.000. Trời ơi là bèo luôn. Rồi. Móc xích, gọi là móc xích giống như đi tù quá trời à. Nhưng mà em thấy móc xích thật mà, cái này là móc xích mà. Nhìn em không nhìn ra được cái chú vu xì thương hiệu. Đi có 4 thôi. Chị nghĩ mấy cái hàng này đại nó không to đâu thu à. Trời ơi mấy cái hàng này mặc lên mới sướng, nhìn đẳng cấp luôn á, con đi tiệc còn được ấy, mặc mấy cái này đi chất lắm, bụi mặn vô cùng luôn. Rồi cam lại cho Trang này, à, móc xích cho bạn Trang Thi này. Trang Thi này có hai đi thôi hả? Móc xích cho chị móc xích cho chị bé Sinh này. Chị Nguyễn Vân lại là cam đại hả? Chị Vân Nguyễn Vân cam đại hả? Rồi. Nguyễn Vân cam đại để em coi xong còn không? Cho chị Nguyễn Vân một đi đó đi. Hết rồi. Từ từ. Hết hả? Vậy đây đưa cái lẻ thôi, đưa cái lẻ đây. Chị xả mất rồi mắm ơi. Hết rồi, hết luôn rồi. Đây nè, tuần sau nó sẽ có tất này luôn. Nó là hàng lụa đúng rồi. Nó là hàng lụa, hàng lụa đấy, sơn kit. Rồi có một cái ri đẻ sai nhá, đẻ sai. Đây chị Vân này, chị Vân ơi comment nhanh cái này này chị này. Nó là lẻ sai. Đây, nó là xếp ly như thế này này, các bạn nhìn thấy không ạ? À? Hàng xếp ly này. Xịn lắm luôn, lẻ sai. Tại em tưởng to hả? Đi vây quần váy. Trời ơi, đâu ra mà nhìn này. Nha, thập cẩm 3 màu, một màu đỏ, màu vàng, màu màu này màu rút, màu gì đôi này. Con mặc lên mát lắm luôn. Mát lắm. Chốt mai chị. Ờ đây, rồi ai lấy comment giùm em. Ai lấy comment giùm em nha. Ai lấy đỏ comment đỏ nha. Ai lấy đỏ comment đỏ giùm em nha. Ai lấy đỏ comment đỏ giùm em nha. À quên lời, có lẻ sai quên. Lẻ sai cho bỏ hàng này. Lẻ sai bỏ hàng ok được ri này. Em bỏ hàng này. Mấy này mặc cưng lắm luôn ấy. Không yêu mới lạ luôn mà vải mát lắm. Hàng này là các bạn biết hàng thương hiệu rồi. Đây, cầm. Rồi, ba cho em cái ri kia rồi. Lẻ sai. Mấy cái lẻ sai sọc này nè mọi người ơi, lẻ sai chỉ có 5-7 ngàn thôi. Lẻ cho chị Hà. Hết mất rồi. Đây lẻ đây này chị này. Ai lấy lẻ này comment lẻ này giùm em luôn này. Lẻ sọc nha mọi người ơi, lẻ thì chỉ có 5-7 ngàn mà thực sự là người ta không đi giá lẻ mà em trước giờ cứ lẻ sai là em hay đi giá nghiêng. Hả? Lẻ cho bạn Võ Hằng. Thế kế em lô luôn thì chỉ có nhiều đâu mà ông lô. Nó có ít lắm. Này lẻ đây này, lẻ sai sọc nha. Lẻ sai sọc đây đúng rồi, Phạm Thị Hoài Thu. Rồi ok tốt đây. Hoài Thu, lẻ sai sọc mấy Trang Thi sọc đúng rồi. Hết luôn. Rồi xong, hết hàng. Tiếp ba. Bà nào? Trời ơi, cái này là cái gì đây? Cái này em không biết nó gọi là cái gì luôn nè các chị em này. Ok đi em ơi. Không, một cái gì hoàn cọc đi. Ai? Tình chưa? Cái này là như thế này. Tình không? Tình chưa? Rồi, nó đi với váy. Váy xếp ly, quần váy xếp ly ấy. Quần dạng như quần váy xếp ly ấy. Rồi, ai lấy xếp ly comment xếp ly giùm em nha. Xếp ly comment xếp ly, trời ơi cưng quá à. Mặc mát lắm luôn á, mấy cái hàng này mặc mát lắm luôn. Gọi là tôi nói là siêu mát luôn á. Rồi ai lấy xếp ly comment xếp ly. Xếp ly các bạn ơi, comment đúng xếp ly cho em nha. Bé Sinh đấy sẽ được ri nào chưa bố? Được một ri hả? Nhìn móc xích à. Xếp ly các bạn ơi. Ừ. Gì đỏ của bé Sinh á. Xếp ly Trang Thi. Trang Thi nhiều chứ mà anh ưu tiên đấy đi. Trang Thi giờ được 1-2 lâu nó khó bị. Bảy là bé Sinh đi. Rồi, còn ri đen này mọi người ơi, ri đen chất lượng luôn nha. Cho bé Sinh nha mời. 3 đen cái ri đen này nè. Ai chưa lấy được cái ri đen này ủng hộ em luôn cho hết luôn này. Đen rất là chất lượng. 3 đưa em đi. Rồi, ok. Hàng này đẹp lắm. Em nói là các bạn nhận về các bạn đảm bảo các chị em mê. Hết xếp ly rồi mọi người. Này. Các bạn hết tất cả, còn có màu đen thôi. Rồi còn một ri đen, còn mấy ri đen này. Gọi là maxi nha mọi người nha. Mặc lên là trắng nõn con luôn á. Trắng nõn trắng nà luôn á mọi người. Đây.
Rồi ai lấy maxi đen này, cái tay là tay bệt vai. Rồi đính hạt cườm này, ngay cổ đây. Thiết kế 1, 2 ri cho em đi hả? Cổ hàng này còn không? Hàng còn mới lạ luôn á. Đẹp chưa? Không comment được hả? Rồi ai lấy đen thì comment đen đại đi các bạn ơi. Comment đen đại đen đi. Maxi này đi giá là của nó là 98 ngàn mà cũng sale 55 ngàn hết mọi người nha. Maxi 55 ngàn luôn. Maxi mà 55 ngàn là không thể tưởng luôn á. Trời ơi rẻ quá mà. Em thông báo là lên sớm tại vì lâu lâu có được những cái lô hàng xịn sò. Nãy chị Vân có đen rồi. Nãy chị Vân có đen rồi đó. Chị có lấy thêm không? Rồi đen đi các bạn ơi. Đen mặc lên chất lắm nha. Hơi bị đỉnh. Em nói là các con làm bây giờ nó mặc màu đen lên nhìn bụi lắm luôn á, nhìn chất lượng lắm luôn. Trừ ngày Tết ra thôi chứ ngày thường mặc đen đi xịn sò đẹp đẽ vô cùng luôn. Đúng không? Chị Nguyễn Vân này chị có một đi đen rồi, chị có lấy thêm không ạ? À? Nếu mà thêm thì ghi thêm nhá để mà công để em lấy thì tội nghiệp chị. Đúng rồi, đen này chị có rồi. Đẽ xinh. Đẽ xinh đen đúng rồi. Đỉnh luôn. Áo khoác bò hả? Khoác bò chị like quá trời lần. Cứ mỗi lần Hồng Thắm hỏi áo khoác bò chị like mấy lần rồi đó. Chiều nay chị Nhung like một lần nữa rồi mà. Rồi lên đi ba. Thiết kế, trời ơi tuần sau thiết kế nhiều lắm. Đang làm việc với cái kho này để có hy vọng nó cho được nhiều thêm. Đây, rồi em Đình Vi. Đó. Em An Nhiên, Nguyễn Nhiên là Đình Vi hả? Rồi Đình Vi. Hàng này bán shop là tuyệt vời nhá. Ai bán shop là hốt cái hàng này về mặc cho có chất lượng nhá. Rồi Đình Vi. Rồi ai lấy đen nữa, hộ đen luôn để chúng ta qua mã luôn nhá. Cái áo này sale luôn mọi người này. Hàng này sale rẻ lắm luôn. Hàng này là sale và nó là rẻ xúc phạm luôn này các chị em này. Hàng thu mà sale giá mà nó là thê thảm luôn. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 tức là có 5 ri tất cả này. Hàng này nghiêm của nó đang đi luôn nha mọi người. Hàng này là hàng đi đầu vụ luôn á. Nó đang đi cũng là hình như là cũng là giữa 5X. Giữa 5X. Em có Zalo của bạn đó và bạn đó cũng đang buôn đó cũng đang đi với giá 5X luôn. Đó nhưng mà nghẹt một nỗi xưởng họ may xong rồi họ sell cho mình đây này. Nước tức là nó cắt số lượng nhiều xong rồi nó còn vài ri nó sell cho chúng ta. Nên bởi vậy lấy mấy hàng này về bán nó đã lắm. Nó rẻ. Đẹp chưa? Đây. Đẹp lắm luôn nha mọi người. Vải rất là xịn, vải cực kỳ xịn luôn. Hàng bán shop, hàng Level Kit, hàng của Level Kit nha. Rồi ai lấy comment nhanh giùm em. Đẹp chưa? Và được sell với giá bèo chưa bao giờ bèo hơn, chỉ có 30 ngàn một áo thôi. 30 ngàn. Thu, tuần này thu chai hơi nhiều, chị thấy vậy thiệt. Tại vì sell mà. Rồi ai lấy comment giùm em nha. 30k, có 30 ngàn khỏi phải lo. Rẻ hơn hai mấy ngàn rồi, chắc chắn là rẻ hơn hai mấy ngàn rồi. Đẹp lắm. Rồi ai lấy rêu comment rêu cho em. Mặc hơi bị đỉnh luôn. Rêu nha, 30 ngàn. 30k, 30k nha các chị em nha. 30 ngàn nha, 30 ngàn nha mọi người nha. Từ từ nó sập cái bàn rồi. Ba bỏ xuống đi, bỏ xuống đi, nó bị ấy thôi. Rồi, có ai lấy 30 ngàn lấy đi ra thu chị ơi hả? Hay không chị, chiều nay chị Nhung lên được có một cái má đó thôi, nó còn chưa gấp xếp xong luôn á. Rồi bạn nào lấy áo này comment giùm em 30 này. 30 nha mọi người nha. 30 ngàn. Này bác. Rồi 30 nha mọi người nha. Cái màu này là màu rêu á. Nó màu rêu á chị Nguyễn Vân. Nguyễn Vân 3 ri 1 màu hay 3 màu chị? Chị Nguyễn Vân 3 ri 3 màu hay là 3 ri 1 màu? Nguyễn Thị Thu Thảo. Còn thiết kế, tuần sau chị Nhung về thiết kế. Tuần sau bé sinh có gì gọi chị Nhung trước đi để chị Nhung lấy cho chứ không là để chị like là hết đó. Ừ lắm. Không là tuần sau tụi bé sinh lên sớm đi nha, chị thông báo. Em nhập cái món này 3 ri em ơi. 3 ri 3 màu lựa cho chị 3 màu đẹp đẹp. Nó có 3 màu thôi. Đây để em lấy cho chị con này. Này rêu bỏ ra. Ba cho em màu xanh đá đó. Cái màu đó đẹp, màu đó đẹp đó. Trời cái màu này đẹp quá mọi người ơi. Màu này là không đụng hàng luôn này. Có 30 ngàn thôi, hàng của Level Kit. Mấy cái hàng này các bạn biết rồi. Giờ cho Nguyễn Văn 3 đi nha. Đẹp chưa? Mặc lên là không bao giờ gọi là lỗi mốt hết. Tại vì sao những cái màu này là màu rất là sang. Sang lắm luôn mà nó màu nó cứ hoài như vậy luôn á. Vải rất là xịn, hàng của Level Kit rồi. Các bạn biết rồi, rồi ai lấy comment giùm em mà nó đã sell cho chúng ta thê thảm. Hàng thiết kế hết sạch luôn rồi, nó có 4, mới hôm nay nó về có mới 400 mấy hàng à. Tuần sau bắt đầu mới bùng nổ, tuần sau chắc chắn là bùng nổ.
Rồi ai lấy xanh comment xanh. Bây giờ các bạn cứ đi hàng hết rồi về bán hết rồi xong rồi gom tiền là tuần sau chúng ta đại chiến. Rồi các bạn ơi, ai lấy xanh comment xanh giùm em nhé. Xanh, xanh, 30 ngàn một cái áo như vậy về bán một nốt nhạc đi. Bán 50 ngàn cũng được chứ không cần bán gì nhiều hết đúng không? Với em thì em nghĩ là như thế. Rồi ai lấy comment giùm em nhé, màu xanh 30k. Hàng này nghiêm của nó tới tận rồi. À, Trang Thi, ok Trang Thi. Đấy, trước đây này. Rồi. Trang Thi nha mọi người nha. Ai lấy Trang Thi cho mình, ai lấy xanh cho mình xanh. Rồi, còn màu nào nữa ba? Phương. Chị Phương. Phương Biên Hòa. Rồi, còn còn 2 Paris nữa, ai lôi lấy nốt đi ủng hộ luôn cho nó hết luôn nha. Chắc là lên cái một đá luôn đó. Nhưng nó còn một đá không chưa. Mấy hàng này mặc đẹp lắm, mặc mấy cái vải này đẹp, mặc sướng lắm nha mọi người. Mấy cái hàng này sướng lắm luôn á, tại vì do là ngày hôm qua em like hàng bé trai nhiều nên bởi vậy các bạn lấy hàng bé trai được khá là nhiều rồi. Nên bởi vậy ai mà chưa lấy thì cứ lấy về mà bán, cái hàng này xịn lắm luôn á. Mà giá thì quá tốt đi. Cái này gọi là màu tím. Tím nhưng mà chả lẽ gọi là bấm tôm. Đấy, đây. Thấy không ạ? À? Ngắm kỹ giùm em nha. Rồi ai lấy tím comment tím giùm em nhé, 30 ngàn. Tím, vải xịn. Vải đẹp lắm mọi người ơi. Này, vải này. Các bạn nhìn vải này, mềm, mềm đã đó. Đầy dặn mặc lên rất là sướng. Rồi ai lấy tím thì comment tím. Trời mưa mưa xuống con mặc mấy cái vải này, áo này cho nó xịn. Nhìn con nó mát mà nó thoải mái. Tức là cái vải này nó rất là mềm. Rồi ai lấy tím comment tím giùm em. Nó có mấy ri thôi, hàng này cũng là hàng sale nên bởi vậy nó cũng hết rồi. Nguyễn Văn 1 nó là 4. Hồng Dương Tiến. Em cảm ơn chị. Ai mà lấy hàng các bạn để ý hàng là biết nha. Rồi. Rồi chị Hồng Dương. Hồng Dương tím. Rồi chị Hoa Nguyễn là xanh và tím. Anh. Còn tím không? Còn tím không? Còn ri tím. Hoa Nguyễn. Ờ có 30 ngàn thôi chị Hoa Huyền Mai. Hoa Nguyễn này. Hoa Nguyễn xanh và tím. Hoa Nguyễn rồi em biết tím rồi này. Rồi đưa xanh cho em. Đây là tím, này là xám mà. Tím đó, mắt em sao nhiều không? Đây. À đây đây. Rồi, rồi Hoa Nguyễn này. Hoa Nguyễn tím này. Hoa Nguyễn xanh này. Rồi. Rồi Trang Thi tím. Ba. Trang Thi này. Ừ. Tím. Có hay không chứ? Bên góc bên này là hàng gì vậy bố? Cô Thái. Anh, đó, cái góc đó là cái gì vậy? Hết tím rồi. Hết tím hả? Rồi Trang Thi hết tím luôn, nó có một ri xám này. Nó còn màu nào nữa mà cho em lên nó đi. Màu xanh da kìa, màu xanh da cũng có xịn luôn. Chị ơi, hàng thu người ta đi nghiêm nó giá là 5x mà bây giờ mình đi chỉ có giá là gì nhỉ? 3x, 30 ngàn thôi chị nhá. Nó rẻ hơn giá nghiêm của nó tận tận hai mấy ngàn đó. Em cam kết luôn á. Vải rất là mềm. Con mặc mấy cái vải này là đã lắm luôn á. Em nói thật, nhập vào 30 ngàn về bán kiểu nào cũng lời hết. Kiểu nào cũng được hết. Trời ơi, nó rẻ quá tưởng tượng luôn. Màu đâu đẹp quá. Trời ơi, anh lấy cho con cái áo này mặc này con anh. Trời ơi, cái da của cô tí này em nó hay bị nổi ngứa lắm luôn. Nên phải toàn phải lấy cái mấy vải này này mặc này. Rồi ai lấy nhanh thì được nhá. Hàng này xanh da có 3 ri thôi. Xanh da nha mọi người nhá. Hàng xịn lắm mà 30 ngàn. Em nhiều khi em bán rẻ quá đó chị, em không thể nào tại sao mà bà nước báo bán rẻ mà lại giá hàng đẹp như thế này. 30 ngàn. Rồi xanh đi các chị em không làm không có đâu. Xanh chị Phương này. Xanh cho Phương. Trang Phi lấy xanh đi Trang Phi. Nó là xanh da đó. Rồi. Xanh cho Huế Nguyễn này. Nó đẩy hết thôi chưa. Rồi, Huế Nguyễn này. Của Hồng Dương luôn. Rồi, còn một cái cuối. Còn một ri cuối nha mọi người nha. Còn một ri cuối cùng, xanh da. Xanh da siêu xịn sò luôn. Để em mở mọi người xem cái màu xanh da này. Em mở cho mọi người xem cái xanh da của nó đỉnh như vậy không ạ. Hàng này tuyệt vời luôn, em mở mọi người xem size lớn nhất. Cái size lớn nhất thì em nghĩ chắc phải tới tận 30kg. Cái form nhà này nó may to lắm. Nó không tiếc vải luôn á. Đây.
thấy chưa, 30 kg thoải mái. Mà cái áo đẹp như thế này mà giá chỉ có 30.000 vải này. Các bạn nhìn này, khổ ôi nó may này, bo này, đã không? Mà có 30.000 mà em đi cho mọi người giá rất bèo luôn. Để đây chị em có hàng này các bạn về các bạn bán nhé, thực sự là bán. Rồi ai lấy comment giùm em nhận mấy cái hàng này về các bạn, chờ một cái vải là các bạn nhìn luôn. Rồi ai lấy comment giùm em xanh da còn một ri cuối cùng để cho nó đi hết luôn nha mọi người nhé. Ai ở miền Bắc rồi kia đi. Chị Lan Nguyễn hôm nay em không bán lẻ. Em ơi, Nguyễn Thị Bích Ngọc là bạn nào? Bích Ngọc Nguyễn Thị này. Bích Nguyễn Thị Ngọc inbox đi em ơi. Bích Nguyễn Thị Ngọc ơi, từ nãy giờ luôn á. Bích Ngọc inbox đi, hôm bữa Ngọc cũng vào lấy hàng nhưng mà lại chưa quên chưa inbox nên chị Nhung chưa nhận đơn của Ngọc được. Nha Ngọc inbox đi. Ngọc hay Bích gì đó, inbox đi để nhận đơn nha. Rồi còn một ri xanh, ai lấy thì ủng hộ luôn. Và có một ri xám. Này có một ri xám nào bạn. Một ri xám. Cái góc hàng bên này là của khách này. Đứng thẳng đó là của khách này. Một ri xám duy nhất này. Bích Nguyễn Thị Ngọc em ơi. Em kêu chị nhắn nó cứ điện thoại cho chị. Xám. Khổ đẹp chưa? Xám xám xám, khổ đẹp quá à. Đẹp lắm luôn á. Ôi cái áo mê luôn. Huế Nguyễn Sám. Huế Nguyễn Sám, chị Vân Sám. Rồi ba coi xem ở đây nó còn sám không. Hết sám rồi, còn có một đi à. Đẹp lắm luôn. Trời ơi, hàng cao cấp lắm nha mọi người. Em nói là hàng cao cấp lắm mà có giá có 30.000. Không hiểu làm sao mà nó sale thế, thôi tội nghiệp luôn. Nhiều khi mình đi ôm hàng sale mình cũng cảm thấy áy náy. Vân hết sám nha. Huế Nguyễn. Thế Nguyễn Sám trước. Anh mới có xem còn ri nào không? Bên đó còn không? Còn một ri xanh hồi nãy đó, có một ri xanh da đấy mọi người. Rồi. Vậy thì ba đưa cho em cái ri thử. Đó đó, cái màu đó. Màu cuối cùng ấy, màu cuối cùng ấy. Ừ, lên lại. Đúng rồi. Màu này là màu xanh đấy lên rồi. Tại vì bên em chuyên hàng sale, em đi ôm hàng sale. Hàng mới, phải là hàng mới, không đi ôm hàng sôn. Tức là tụi em đi hàng mà giống như là vì những lý do trục trặc đồ này kia đấy thì em ôm thôi chứ em không đi hàng sâu nên các chị em cứ yên tâm. Cực kỳ may luôn, cực kỳ chuẩn hàng, cực kỳ chuẩn. Anh đây này, đi giá sale. Đó, còn cái màu cuối đó, phải mê đi đó. Dạ, thì cứ đi đi cho em đi. Ôi ôi ôi, nó nặng lắm, đúng rồi, đúng. Nó còn đúng màu ri này thôi này. Thôi, thêm 77 khách hàng ôm được hàng của chị Nhung về bán đã lắm. Thay vì các bạn phải đi lấy hàng nghiêm về các bạn bán. Hàng nghiêm giá nó chênh nhau kinh khủng lắm. Một cái áo như vậy đã chênh tới hai mấy ngàn rồi, một đi hàng 8 áo là tới tiết kiệm cả được cả trăm mấy rồi, đúng không? Chị Vân ơi, không còn xám nữa, Thương ơi hết xám luôn rồi Thương ạ. À. Chỉ còn mỗi xanh thôi nhá. Rồi ai lấy xanh này chưa lấy thì xanh comment xanh. Hình như là chị Vân này có xanh được phải không? 30.000 một cái áo quá xịn luôn, trời ơi cái vải đẹp quá. Rồi ai lấy xanh comment xanh. Xanh nha mọi người nhá. Bạn nào chưa lấy xanh thì ủng hộ xanh luôn. Em không biết là nãy bạn nào lấy rồi. Chị Vân có xanh được không? Bé. Những cái áo như thế này con mặc lên nhìn nó đỉnh lắm, đúng chất bé trai luôn á. Tức là những cái màu tông màu này là tông màu của bé trai, tông màu nhìn rất là sang và tây. Màu hàng thu á, nhìn nó ấm lắm, nhìn nó ấm áp. Rồi ai lấy xanh thì comment xanh giúp em. Chị Vân hình như nãy có xanh rồi chị ạ. Em có lấy cho chị một ri xanh này rồi đó. Xanh cho Ngọc Anh này. Ngọc Anh Silver này, còn xanh không bố? Còn xanh không? Là sân kit một xanh này. Còn màu nào nữa không? Hết, còn một rêu nữa thôi. Còn một rêu nữa thôi. Còn mỗi rêu thôi. 30.000 chị ạ, 30.000 một áo. Chị Huyền Vy ơi, 30.000 một áo nhá. Chị Huyền Mai nhá. Đây, 30.000 một áo. Cái áo này mới là vải đẹp nữa này. Mà em không hiểu sao mà tự nhiên người ta lẩm cẩm sao mà người ta cắt hàng xong để mà đi phải sale. Đây anh, ừ đúng rồi đó. Em nói thật sự luôn, hàng này bạn nào đã lấy rồi thì cho em một vài phút nhé để em lên cho các bạn lại. Tại vì hàng này hôm qua em like đầu giờ nên nhiều bạn chưa biết cái hàng này lắm luôn. Cái hàng này nó là vải xuất Nhật nha mọi người ơi, hàng của Lena Tuyết này. Chị Vân lấy thêm rêu. Chị Vân thì lấy thêm rêu. Anh, chị Vân thêm rêu. Thế kìa. Còn một ri áo rêu đó. Bé ơi chị Vân thêm rêu nhá. Rồi, biết rồi.
Đây, cái hàng này là hàng Lenakit. Hàng này là hàng rất là xịn. Vải của nó y như cái vải xuất Nhật mà đợt trước chị em mình lấy một cái lô áo cô tông hàng em lấy có một lần rồi mà em không nhớ. Quên cái lô áo mà cách đây chắc phải cả tháng rồi. Chị Hoa Nguyễn một rêu, cảm ơn chị Hoa Nguyễn. Vải đẹp lắm luôn. Bé, nhưng mà quên mất là giá bao nhiêu bé? Cái này đầu tiên á, à quay. Hả? Chỉ có 25 ngàn, 23 ngàn. 23 hay 25 để kéo lên cho chị Nguyên con. 25 hả? Đại 25 hả? Cái hàng này hàng đại nhỉ? Ờ. Kéo lên chị Nhung với. Kéo lên áo đầu tiên, like đầu tiên luôn. Hồng ơi, Nguyễn Văn thêm rêu, Hoa Nguyễn rêu chứ Hồng ơi. Trời ơi, có 25 ngàn một áo. Cái vải nó mặc xuống cực kỳ đại nha mọi người nha. Mà có 25 ngàn một áo mà thôi. Nó xẻ tà như thế này này. Các bạn nhìn năm nay này, đúng hàng chất Nguyễn công ty hàng năm nay này. Xẻ tà này, thấy chưa? Các bạn nhìn con xem dùm em, nó có đường chỉ, kim chỉ đầu tiên. Nó có một cái đường gì gọi là để mà chê trách không các bạn. Mà có 25 ngàn, tội nghiệp không? Tiền vải không đủ nha mọi người nha. Vải rất là xịn rồi, ai lấy comment dùm em hàng đạt 25k, ai lấy tím comment tím. Chị Nguyễn Vân và chị Hoa Nguyễn là rêu. Rồi bạn nào lấy tím thì comment tím. 25 ngàn một cái áo như thế này. Cái này là mặc có tới 50 tí luôn á, mẹ bon chen được luôn. Sao à? Mẹ bon chen thoải mái nha mọi người nha, mẹ bon chen thoải mái. Cái này là cả nhí cả đại luôn. Rồi ai lấy nhí cả đại? Nhí, comment nhí, ai lấy đại comment đại giùm em. Rồi có màu tím, có màu xanh. Đây này, có cả xanh nữa. Bên kia đang like hả? À. Rồi ai lấy xanh thì comment xanh giùm em nhé, ai lấy xanh thì comment xanh. Đẹp chưa, xanh đẹp lắm luôn á. Xanh hình như còn có ri hai ri á, ai lấy xanh thì comment xanh. Tà ngắn tà dài, các bạn thấy không ạ, xẻ tà nhá. Rồi ai lấy xanh thì comment xanh. Xanh chưa xanh xanh. Làm rồi mới uống, ngon. Nó mới có ý nghĩa hả? Anh bần xanh. Anh với em còn bao nhiêu ri xanh anh đưa xuống hết cho em với. Có 25 ngàn đó mọi người ơi, có nhí và đại nha. Món hàng này về bán, rồi chờ em xíu. Đây thì tao uống trước không à? Đúng rồi. Có nhí và đại luôn, nhí và đại để các bạn về các bạn bán cặp, mặc rất là xinh. Rồi, Thanh Bình, cảm ơn Thanh Bình. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Tám cái này size 9 là sao ta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ô vậy là nhí rồi. Vậy là hết hết đại rồi. Đây này, nó là nhí rồi Thanh Bình ơi. Hết đại rồi, hết đại chị Bảo An Tạ ơi. Nó là nhí. Đây này, nó đây này. Thấy không, 25 ngàn mà cái vải nó xịn lắm luôn. Rồi, ai lấy này comment giùm em là xanh nhá, 25k. Nhí nhưng mà form to, tức là nó phải tới tận 20kg đổ lên á. 20kg đổ lên, nó không còn đại nữa rồi, hết hàng đại rồi. Hồng hả? Hồng đây. Thanh Bình, Hồng nha bé ơi, đại Hồng nha. Đại là mấy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, Thanh Bình, đại Hồng. Rồi ai lấy xanh của mình xanh? 6. Rồi lấy xanh nhí đi, xanh cho sân kít này. Xanh kít, ok, hàng vải cao cấp nha mọi người, vải cực kỳ cao cấp luôn. Xanh cho sân kít, ok. Sân kít mà không comment thôi, comment một mình là chiếm mấy comment. Rồi ai lấy xanh thì chị Bảo An Tả có lấy xanh này không? Tại vì hết nhí rồi nhưng mà có điều cái form nó to lắm. Form của nó là từ 20 phải tới 20kg đổ lên á. Form rất là to, em mở cái các bạn xem cái size nhỏ nhất rồi đó, nó to đùng luôn á, rất là đã. Nhá, ai lấy xanh thì có màu xanh. Ba còn màu nào nữa nhỉ? Còn hai đi màu cam cho em lên luôn. Đây. Đại Hồng cho Bảo An Tả. Bảo An Tả. Đại Hồng cho Bảo An Tạ, cảm ơn chị. Ai lấy Đại Hồng thì có mặt Đại Hồng. Rồi, cam. Không, chị Huyền Mai, tức là ý em đang nói là cái đại xanh không có. Nãy em nhìn lộ, em lại thấy số 9 em tưởng 8. Nó là nhí, chị comment đại đây mà vậy em không lấy được cái gì á. Em hỏi chị có lấy xanh mà xanh nhí được không. Nhí nhưng mà thực chất là form to lắm rồi. Ai lấy cam đẹp chưa? Rồi ai lấy cam comment cam nha, ai lấy cam comment cam.
Ôi mọi người ơi, cố gắng đi hàng hết cho em chứ đừng để gom là nhà chị cũng chật lắm luôn đấy nhá. Rồi ai lấy cam con mình cam giùm em, cam còn đúng 3 ri đạm, cam đại này mọi người này, ai lấy cam đại con mình cam đại nhá, cam đại nha mọi người nhá, cam đại, cam đại rất là xịn sò, cam đại. Ờ, nhí đại luôn ạ, à, nhí cam luôn ạ. Không có nhí, không có nhí. Không có nhí mà. Đây này, cái áo này các mẹ mặc được luôn, chắc chắn là các mẹ mặc được luôn á. Cái này là các mẹ ví dụ như là Chờ chị xíu. Đây. Có nhí cam luôn. Thấy không, em nói là các mẹ mặc là thoải mái luôn á. Các mẹ mặc luôn, đẹp lắm luôn. Rồi, cam đại nhá. Cam đại thanh bình này. Ờ, đúng rồi. Anh bỏ cái hồng của bạn Thanh Bình ra. Anh Bình bỏ hồng. Rồi cho chị Huyền Mai cam đại này. Huyền Mai anh thấy rồi phải không? Huyền Mai. Chị Vân biết sao, dáng cố gắng đi hết à nhà em ơi. Nhà không còn chỗ chứa nữa. Thảo nó nhiều kinh khủng, em nhìn em sợ luôn á. Hai vợ chồng cố gắng làm sao để xếp gọn nhất có thể mà lên tới tận mái nhà rồi. Lên tới mái nhà. Ông xã em cứ suốt ngày cứ lay hoay xếp cho nó gọn để đi hàng, để cho nó sắp xếp, cố gắng giúp em nha. Rồi, ai lấy cam cho mình cam. Biết là các chị em ở xa thì một lần vận chuyển cũng là một cực, nhưng mà thôi cố gắng giúp tụi em. Nói chung là chị em thì cũng hỗ trợ nhau hết mình luôn để có thể mà tiện cho các bạn nhất có thể, nhưng mà cái nhà nó không còn chỗ chứa, hàng nó nhiều quá. Dạ. Hay là gì vậy bà? Ôi trời ơi, cái này đẹp lắm. Thôi Thủy ơi, chị nghĩ là hôm nay các bạn cứ lấy hàng thu bé trai đi, xong rồi tuần sau bé gái bù lại. Chứ bây giờ chị lên hàng thu Thủy nó tủi thân chết luôn á. Thủy hôm nay lấy hàng thu toàn bé trai không, chị tò nhiều lắm rồi. Đây còn ri này này, còn 3 ri này. Còn 3 ri này nha mọi người nhá. Hàng này là hàng sale chắc chắn luôn. Sale rẻ bèo luôn mọi người ơi. 30 mấy ngàn bé nhỉ. Đâu, đây ok. Cái quần này, đẹp chưa? Các bạn nhìn hàng này. Đẹp không? 32 ngàn, rất rẻ luôn. Em nói là thực sự hả? Trời ơi, đẹp chưa? Dài này, may này, lót này, may này. Các bạn nhìn cái lưng quần là biết ngay hàng công ty may rồi. Chứ không thể nào mà nói xưởng lên may này. May cái quần thấy đẹp không anh? Thôi. Thấy không? May cái này là máy may á. Nó phải có máy đấy. Ừ, đẹp không? Đợi mãi mới tản lấy ngay nha. Rồi ai lấy máy có phải đầy đủ máy móc nó mới may được cái quần này nha mọi người. Không bao giờ. Chứ nếu mà mấy nhúng như cái hộ gia đình hay là may thường thường không may nổi cái quần xịn sò như thế này đâu. Hàng đúng chuẩn công ty may luôn á. Ừ. 33. Hả? Ủa vậy hả? 33, 39. Thôi lỡ lời rồi, thôi lấy luôn đi. Lỡ lời rồi, nó là 33 ngàn, nó hơi tính lại 2 ngàn đi. Ôi thế vậy thì tiêu rồi, hơi tính lại đi. Chị lỡ lời đấy. Chị Nguyễn Vân này, ok chị Nguyễn Vân, chả nhớ Nguyễn Vân này. Nguyễn Vân qua đấy là chưa? Không nhớ nữa chứ, chị Nguyễn Vân bắt lấy rồi hay sao rồi, không biết nữa. Thủy Ruby này. Nguyễn Vân thủ Ruby, hàng siêu kỳ xịn nha. Sun Kit này, còn không anh? Còn chưa. Ba tuổi sắp thì em chả nhớ hàng. Rồi. Sun Kit Khánh Ngọc Nguyên này. Khánh Ngọc Nguyên này. Cút lông của vợ đâu rồi? Trả giùm em cái này, nó tụt mất rồi à. Chị Huyền Mai này. Chưa, lát nữa chị lên đại bây giờ đấy. Nguyễn Thị Thu Thảo, mấy cái hàng này cao cấp lắm nha mọi người. Mà nó còn cao cấp hơn so với những cái lô mà đợt trước các bạn lấy nữa. Bởi vì cái hàng này là hàng công ty. Nguyễn Thị Thu Thảo này, còn không bố? Nhí trước đã mọi người ơi. Rồi Thương Nguyễn. Thương Nguyễn này, còn không? Này hết hả? Vậy là hết hả? Ba bé bới trong đó còn không? Đây, ba bới. Anh coi giùm em cho nó. Chưa, lát nữa lên đài sau, chưa có đài đâu. Lát em lên đài giờ đó, có đài, cái mã này có đài nhưng mà để lát em lên. Thủy Ruby cho em thêm một ri nữa hả? Để từ từ chị coi chân còn không mà. Hết rồi. Nó đó, nó còn một ri này cho Thủy Ruby luôn. Thì Nguyễn này là ai có chưa? Dạ. Bạn nào nó chưa có mà. Này Huế Nguyễn ha. Huế Nguyễn một ri này. Huế Nguyễn một ri này mắm. Thôi mắm đi về mắm. Rồi. Cho em mã này luôn. Huế Nguyễn. Rồi mã cho em luôn. Anh xem đây.
cái hàng này là tuyệt vời nha. Em nói là các chị em bán shop là mấy cái hàng này về là cạnh tranh là cực đỉnh luôn. Mà giá thì quá bèo, hôm nay là em lỡ em không nhớ giá đó. Nè, nó may này, nhìn này, máy chuyên dụng nó mới may nổi nhá. Chứ đừng may mà may một kim đẹp chưa. Rêu, hốt nhanh không là tự tiếc. May này, trời ơi còn hơn cả hàng, đã quên đằng sau mông nữa này. Thấy chưa, rồi ai lấy rêu qua mình rêu. Rêu, hốt đi các bạn. Được bao nhiêu ri rêu bố? 3 đi, 4 đi. Trên kia kìa, trên kia là cái gì vậy? Cái nào rêu á Trang Thi ạ, à? Chứ không phải dương đâu gái. Ba đưa hết ra cho em đi. Cho em còn bao nhiêu đi. Ba đừng lừa, đưa mà. Ba cắt qua đây này. Đang lên nhí, chưa lên bất kỳ một ghi đại nào nha mọi người. Lát em sẽ lên đại cho mọi người. Rồi bắt đầu rêu. Rêu chị Nguyễn Vân. Rêu chị Nguyễn Vân. Rồi rêu cho chị Trang Thi. Hàng rất là cao cấp, hàng này bán shop là quá đỉnh luôn. Ai mà bán mấy cái hàng này về khách hàng họ nhận họ không mê thôi. Thủy Ruby. Rồi shop Cẩm Vân. Tiếp Cẩm Vân, Huế Nguyễn. Huế Nguyễn. Rồi Trang Thi có chưa nhở? Hình như Trang Thi có rồi. Trang Thi có rêu chưa bé? Rồi. Có màu này chưa? Rồi. Huế Nguyễn, Tân Kít, cao cấp lắm nha mọi người ơi. Má đừng mắt em xem lại. Tân Kít. Rồi, còn 2 đi nữa hết. Ơi, Hồng Dương. Hồng Dương. Hương Nguyễn. Hương hả? Khác bá Bình ạ, à, khác nha. Rồi Thương, bạn nào lấy hàng bên chị Tâm thì cứ qua lấy, còn bạn nào bên lấy chị Nhung thì cứ lấy bên này. Thương Nguyễn, ok, Thương Nguyễn. Rồi ok. Khác khác nha mọi người ơi. Rồi ok. Tiếp, còn màu cuối cùng. Này đã. Còn được 1 2 3 4 5 đây, đi. Đây, 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 đây. Đó, để nó không nó bị cái tay em. Đại này. Đại có tất cả 5 ri tất cả nha mọi người nha. 1 2 3 4 5. 5 ri. 5 ri đại tất cả thôi. Khoan từ từ, trước khi lên đại thì em phải mở mọi người xem đại chứ không lại không biết. Đây. Đại chỉ có 39 ngàn mà thôi nha mọi người ơi. Hàng đẹp lắm luôn. Trời ơi, này. Cái quần này, may bo này. Tuyệt vời chưa? Nhìn ha. Theo nha, theo nha, theo in nha. Này viền này, chạy viền này. Rồi đây. Viền nha, chạy viền nha. Rồi bo chân nha, đại nha. Quá xịn luôn, đằng sau lưng này, đằng sau mông này. Đó, rồi. Chạy này, ráp này, rồi ai lấy đại cho mình đại giúp em. Có 5 ri tất cả. Đại các tí luôn. Hàng xịn lắm luôn á, chứ không phải là xịn thường nữa. Đại nha. Đây rượu hình nha. 39 ngàn là thôi nha mọi người. Mấy cái hàng này các bạn lấy nghiêm nó cao lắm nha. Nó tới tận 5x lượng chứ không phải đâu. Rồi bắt đầu chốt đại. Đại chị Cao Thanh Nga. Đạo Cao Thanh Nga. Tân Kít. Đại cho Trang Thi. Đại chị Nguyễn Vân. Đại cho Huế Nguyễn. Rồi. Còn đại không bố? Còn đi đại nào không? Cho Hoa Nguyễn, cho chị Hoa Nguyễn. Ba bố hết 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 hết. Chê nó, chơi nó còn á. Hết. Bên góc bên kia kìa. Nó hết mà. Không, bình thường, tức là làm sao? Những cái bạn nào mà là khách bên chị Nhung thì ở bé Úc nó sẽ nhờ chị chụp bill qua giúp ba các bạn. Thế thôi, tức là giống như các bạn có địa chỉ bên chị Nhung rồi thì Úc nó gửi bill qua, cái anh Thái anh chụp bill gửi qua cho em thôi. Đấy, bình thường, không sao hết nha. Ơi, từ từ, bé, có góc như đó còn ri nào nữa không? Thật ra. Ra cá mình còn không? Không còn hả? Rồi, còn một ri này. Chị trước rồi hả? Ôi, chết rồi, không biết làm sao bị lại.
sót hả? Không không thấy đấy mọi người ơi, yên tâm nhá, không thấy. Nó còn một ri nhí nữa này. Nó coi xem còn vớt bát ở góc dưới này còn ri nào nữa không? Gọi gọi đem mà đem lên. Còn nó hết rồi. Hết là hết, vớt bát thì vớt ra là vớt. Hết hả? Rồi còn một ri nhí này mọi người ơi, còn một nhí nhá, còn một nhí sọc này. Còn một tí sọc này. Nhí sọc đó em đang cầm tại trên tay là size lớn nhất nha mọi người nha. Nhí sọc. Ai lấy này? Phối sọc quần may này. May cắt phối này, các bạn nhìn thấy không ạ? Rồi ai lấy nhí thì comment nhí thủy ruby nhí luôn. Hết. Có ri à. Ok thôi được rồi, có một nhí rồi mọi người. Hết cả cô rồi đó. Tức là hàng này là hàng hàng em đi nhiều lắm luôn đó các bạn. Ngày hôm qua là em đi biết bao nhiêu số lượng, biết bao nhiêu rồi. Là bây giờ là chạy cháy hàng rồi đó, không đủ hàng để hết sạch luôn rồi. Nhí nha mọi người nha. Thủy ruby. Rồi tiếp tục chiến đấu với hàng tiếp theo. Ốp, cái hàng này đâu ra bây giờ vẫn còn rồi ta. À, rồi chiều nay nó thôi thảy qua được mớ nó này mọi người này. Hàng bé gái mới thảy qua tức thì luôn á. Có thêm, hôm qua hôm bữa là hết sạch mà hôm nay nó thêm này. Rồi cái này lên nhí trước nha. À, Thương ơi hết rồi Thương ạ. À. Đây cái này là bộ bé gái. Bộ bé gái hàng phải khỏi chê. Hàng hàng siêu cao cấp được mấy ri anh? Bộ gái nhí. 5 ri tất cả. Tức là nó mới gấp xếp. Cứ kiểu dạng như ăn cốt ăn nhặt đấy trời ạ. À. Khổ thân. Đây. Cưng không? Cưng không? Cái quần áo crop top đi với cái quần này. Cưng không? Đó. Bé gái nha mọi người nha. Mặc lên là hơi bị đỉnh luôn. Ai lấy nhí comment nhí. Chốt nhí trước. Chưa chốt đại. Rồi nhí đỏ đấy các bạn ơi. Hàng này của chúng ta chỉ có 69.000 mà thôi nhá. Các bạn mà lấy, các bạn mà đi lấy giá nghiêm á là cũng là 9x. Cái hàng này tới 9x rồi. Trời ơi cái hàng của nó là vải chính phẩm mà. Rồi đỏ. Đỏ, đỏ cho bạn là Ngọc Anh Silver. Ngọc Anh Silver, thủy ruby. Rồi thủy ruby. Sun Kid. Hàng này bán đá lắm, hàng này đẹp lắm luôn. Rồi sân tiết thủ ruby. Ờ, cái này của Trang Thi. Cóp tóp. Ừ nó là hàng cóp tóp rồi, ok. Từ từ mọi người chờ em tí. À tức là Ngọc Anh bỏ cóp tóp ra. Nó thực ra nó cũng không phải ngắn đâu mọi người ạ. Nó không phải ngắn đâu. Mặc hơi bị chất lượng luôn, vải đẹp lắm, từ chờ mọi xí. Chị Thương Nguyễn, ok, Thương Nguyễn. Rồi, Thương Nguyễn, còn một ri này, ai lấy comment giùm em. Cái này có hình để trả cho các bạn luôn nhá. Có hình trả cho các chị em luôn, có hình trả cho mọi người luôn. Còn một ri vàng duy nhất. Còn một ri vàng duy nhất này. Ai lấy vàng comment vàng. Vàng đi với quần khối đen để em mở cho các chị em ngắm luôn. Hàng này em nhận rồi đẹp lắm luôn. Đúng rồi, hàng này đẹp lắm, trời ơi. Mặc lên hơi bị chất, cưng. Rồi ai lấy vàng thì comment vàng nhé. Vàng. Chú mẹ ơi có ri à. Hồng Thắm lấy đỏ đi. Hồng Thắm lấy đỏ đi. Ế sạch rồi. À mẹ ơi. Rồi có ri vàng duy nhất thôi. Các bạn đừng lấy nữa. Rồi đỏ cho bé xinh luôn. Đỏ cho bé xinh. Còn ruốc còn đồ này kia không cho em một ri với. Hết rồi. Rồi đỏ cho bé xinh. Vàng của chị Nguyễn Vân. Hết. Hết rồi, hết rồi các tình yêu ạ. Nguyễn Văn vẫn chưa có hàng này chưa? Nhớ rồi. Chưa rồi mà, dễ gì mà không có. Dễ gì mà không có. Ông xã em kêu, ý là chị Vân, chị nhanh tay lắm luôn á. Rồi có chị, cứ kể cho chị Nguyễn Vân đã. Ừ, tất nhiên là chị bởi vì chị comment trước. Rồi y như vậy mà đỏ đại nha mọi người ơi. Có 69 thôi ngoài thu mà hàng đẹp lắm. Có 2 đi đại thôi nhá. Có 2 đi đại duy nhất thôi, là hết sạch luôn á. Chưa có, chị nhớ. Này, hàng của chị chất từ trong nhà chất ra này. Đó là của chị không. Sao bỏ qua em rồi à? Nó hết rồi. Tuần sau nữa, tuần sau chị nói là tuần sau sẽ rất là nhiều hàng thu và hàng thiết kế. Đại rồi, ai lấy đại có mần đại. Thủy ruby đại. Đại 79 nha mọi người. Thủy ruby đại và chị Hoa Nguyễn đại hết. Hết rồi, tiếp tục hàng khác. Đúng. Thủy ruby và chị Hoa Nguyễn, ok. Rồi, ba cho em hàng khác luôn. Bạn chờ em xíu, ông xã em lên hàng. Cái đó là cái gì nhỉ? Em có chơi mất rồi. Còn 1 ri 2, 1, 2,
3, 4, 5, 6. Cái đầm, đầm, đầm. Đầm này đầm đầm đại hả? Cái này là đầm đại đúng không? Bé không ơi, cái này là đáng nhiêu bé? Cái này là nhí, 43.000. Trời ơi, sale giá bèo như con ốc nước bèo luôn. 43.000 đầm. Từ từ các bạn chờ em một xíu, các bạn nhìn hàng đã nhá. Hết rồi nhung san, hết sạch sẽ luôn rồi đó. Rồi cái mã này có 2 ri. Đây, đầm này 2 ri. Thôi hôm nay nè, em nói thật luôn, đã là cái giờ sale thôi, sale luôn nhá. Sale luôn 39.000, chắc chắn là không còn một đồng lời nhá. Luôn, chơi luôn. 39.000, ok chưa? Nó là như thế này nha, từ từ nhìn hàng kỹ giùm em đã mất công nè. Đây, xè. Rồi nó đi kèm với dây đai, dây nịt gì đó này này. Em qua em lấy được không? Ừ, qua đi. Ôi nhưng mà thứ hai chị Nhung like rồi, bé Sinh em kêu là qua bên kho lấy hàng luôn. Bé Sinh chạy qua kho lấy hàng luôn ha, nhưng mà còn không thì sáng thứ hai. Sáng thứ hai sớm. Phải thật sớm. Chị like thứ hai mà, em like thứ hai mà, em like cố định thứ hai. Còn không thì thôi, em ở nhà em đặt hàng. Không thì không bán 43 mà bán 39 thôi nhá. Tức là thực sự là sẽ rất là rẻ cho các chị em rồi. Sale rồi, ai lấy comment giùm em 39.000 một cái đầm. Vâng vâng đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Dạ vâng. Đầm đi các bạn ơi, ai lấy đầm thì comment đầm giùm em nha. Rồi ai lấy comment giùm em này. 39.000. Hôm nay sáng thứ hai bé em chịu khó coi like, đặt cũng nhanh mà, đặt được nhiều hàng mà. Chỉ ghép một cái thiết kế với sao nó có mỗi thứ nó có ri hai ri, nó không có được nhiều. Rồi bé Sinh. Rồi, có ri à? Có ri đại luôn, ai lấy đại comment đại nha. Ai lấy đại thì comment đại luôn. Đại luôn nha mọi người ơi, đại của nó này. 455 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
Đài nhá, y đài luôn, đài hình như là đài bao nhiêu tiền nhở? Ôi trời ơi, túi luôn, tù luôn đi. Bố 39 ngàn luôn. Đài 39 ngàn luôn, ai lấy cặp thì đài con mặt đài. Đã sale thì thôi quan tâm làm gì. 45 ngàn, đài 45. Đấy, coi chừng là sẽ lỗ, thôi kệ đi. Rồi ai lấy đài con mặt đài giúp em nha. Ai lấy đài con mặt đài còn có 2 ly thôi. Đây còn một ly đài màu xám nữa này. Đại màu xám, để em mở cho mọi người xem. Đại xám này các chị em này. Đại cho bé Sinh, cảm ơn bé Sinh 39 ngàn luôn cho em luôn đi. Mặc mấy cái hàng này vải mát lắm. Như đại trùng màu. Đây hả, đây trùng màu hả? Đây. Rồi bé Sinh. 1, 2, 3, 4, 5 nha bé Sinh, 5 nha. Rồi. Xám to như thế này này, rồi xám dây này, rồi xám đi các chị em. 39 ngàn mặc rất là mát, mấy cái vải này mát lắm, vải này thì mát lắm luôn. Rồi ai lấy comment giùm em đại xám cho bạn Trang Thi. Cho Ngọc Anh Silver. Rồi hết. Trắng trắng đây là cái gì vậy bố? Gì? Trắng trắng là cái gì vậy? Em không nhớ luôn. Áo này chưa. Rồi còn hai đi này ai lấy ủng hộ luôn, còn không là em cho lên nóc. Cho lên nóc, cho lên nóc, lên nóc, lên nóc. Rồi. Cái đi cam của ai vậy? Đây nè. Chiều nay là em cái hàng này là em phải đi, em vẫn phải đi lại. Hồng Thắm có đó không? Hồng Thắm ơi, bây giờ chị lên áo khoác jean cho các bạn, để các bạn nhiều bạn cứ hỏi là chị ơi lên áo khoác jean đi đây nhá. Em lên nhiều lắm luôn rồi, tức là hàng này tại vì do là cái số lượng nó về nó quá nhiều, số lượng nhiều lắm luôn. Các bạn cũng đã ủng hộ rất nhiều rồi, nhưng mà cái số lượng khá là nhiều nên bây giờ em vẫn lên cho các chị em đây, nó vẫn còn sót lại cả mấy đi luôn. Đó, rồi ai chưa lấy thì ủng hộ em luôn và em sale cho các chị em. Hàng này đúng thực sự là nghĩa sale luôn chứ không phải là hàng gọi là gì nữa, sale trầm trọng luôn á, 55 ngàn một áo nha. Hai màu xanh với đen. Đây, lấy đen trước đã. Thấy chưa? Áo khoác jean Quảng Châu, co giãn, may bo này. Các bạn nhìn hàng may bo này. Thấy chưa? Rồi ai lấy áo khoác jean, comment áo khoác jean nha. Áo khoác jean nha. Lưng thun đầy đủ hết 55 ngàn. Form rất to, form cực kỳ to luôn. Mang tiếng hàng Quảng Châu nhưng mà form rất là to. Đây là size thôi nhỏ nhất này. Size của nó 130 cho tới 170 hả? Ừ, đúng rồi.
Rồi ai lấy zin comment zin giùm em nha. Bạn nào chưa lấy thì lấy luôn đi, chứ không là lúc sau lại hỏi thì ơi lên chưa. Các bạn lấy nhiều lắm đâu rồi. Đó, rồi ai lấy comment giùm em là zin này. Zin đen nha mọi người nhá. Còn zin xanh mai cho em zin xanh, cho em đi zin xanh. Đen này, chiều nay các bạn lấy cái này khá là nhiều rồi. Ai chưa lấy thì lấy đi. Hàng này quá rẻ luôn đó mọi người. Rồi ai lấy xanh comment xanh này. Đây, xanh xịn sò chưa? Đẹp lắm. Nói chung là mấy cái hàng này, cái túi của nó là túi nắp như vậy này. Nó có túi thật luôn nha, túi thật nha, nắp như vậy. Được chưa? Rồi ai lấy xanh thì comment xanh. Cực kỳ cưng luôn. Hai cái nắp của nó này. Rồi xanh, xanh, xanh. Đấy, biết ngay mà hồng thắm không? Rồi hồng thắm đen, ok, hồng thắm đen thì hồng thắm hỏi. Cái xanh đẹp đẹp này lấy hai ri, hai áo. À, hai áo hai ri, hai màu. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, ok. Ri 5 giá chỉ có 55 ngàn thôi, của hồng thắm này. Hồng thắm. Hồng thắm. Cái này các bạn lấy về các bạn cũng ưng lắm luôn á. Rồi, Hoài Thu em lấy màu nào? Hoài Thu lấy màu nào? Màu đen phải không? Rồi, Hoài Thu lấy đen. Phạm Thị Hoài Thu. Rồi, Nguyệt Minh là ai ta? Nguyệt Minh là bạn nào ta? Kiều Hoanh Đỗ xanh. Còn xanh không? Từ từ chờ chút xíu. Lan Mai lấy đen hay xanh vậy? Có 55 ngàn thôi. Kiều Hoanh Đỗ xanh. Rồi. Ừ, cái này là zin đó, chị lấy em rồi. Chị Nguyệt Minh là bạn nào nhỉ? Chị Nguyệt Minh thả số điện thoại lại cho em nhé. Kiều Hoanh, Kiều bỏ đâu hồng. Rồi, anh cho em một ri xanh nữa. Lan Mai. Của bạn Lan Lan Mai em nhé. Hả? Đấy á. Nguyệt Minh ơi, em đang like xỉ cho chị nhá. Đi nguyên ri đấy ạ. Nếu mà xỉ thì vui lòng ép Zalo đặt cọc giúp em nhá. Cho bộ, cho em một ri xanh nữa. Còn không? Các bạn nhìn thấy xanh không? Bắt mắt quá mà. Hồng dương xanh. Còn không cho em nữa đi. Rồi. Ấy, sao dục cái kia? Ồ, vậy nè, sorry, tại thuận tay. Rồi, Nguyễn Vân. Chị Nguyễn Vân xanh. Rồi. Em, nấy của chị Phạm Thị Hoài Thu. Ba qua cho em Phạm Thị Hoài Thu, em lấy màu nào? Đổi cho em là xanh. Phòng to lắm, nói chung là hàng này phải 25kg chắc chắn luôn. Chứ không phải là hàng. Chị ơi, điện thoại em hết pin luôn. Chờ điện thoại em hết pin luôn. Các bạn chờ em xíu để em lấy cái nốt đi xanh cho chị Vân. Ố, cái này còn tươi không? Quay ở dưới đáy đáy, ở dưới đáy quay, anh nhìn bên đây nhé. Đó. Ừ, chị đang đổi cho em nè. Rồi, Phạm Thị Hoài Thu là đen hay xanh? Đổi cho em nó chưa? Đen hết rồi. Hết rồi hả? Vậy là chị Vân hết mất rồi hả? Ở trên kia còn ri đen không? À, ri xanh không? Hết sạch luôn hả? Mắt hoa mắt luôn, nhìn đen với xanh để hàng trong cái bọc bục nữa chứ. Ác nhân thật luôn. Hết xanh rồi mọi người nhá. Chị Vân ơi, chị hết rồi ạ. Vậy là Thu có được ri xanh không bố? Em Thu có được ri xanh không? Không, hết luôn. Vậy là Thu không được ri đỏ, là đen luôn hả? Đen thôi. Vậy là hết sạch hả? Ok, hết rồi. Hết rồi mọi người ơi. Rồi còn cái ít áo phao cho ba kìa. Còn à, còn ít áo gió luôn, em sale cho các bạn rẻ luôn đi. Cho nó rộng luôn đi. Rồi. Sợ cái hàng này là hàng gì đấy. Các bạn nhìn hàng giùm em này, đại cổ 1 2 3 4 5, tức là 3 ri màu rêu và 2 ri màu xanh dương. Thấy Minh Hoa Ngô, thấy. Úi giời ơi, hàng thiết kế chị Nhung like đầu tiên rồi. Hàng thiết kế chị Nhung like đầu giờ. Like đầu giờ Ruby ơi là Ruby, á quên Ruby ơi là Ruby. Chị like đầu tiên luôn á. Like đầu tiên luôn. 7:30 chị lên rồi. Chắc hôm nay nó lại nghĩ phải dùng bán điện trễ nó, mình cứ từ từ lại lên. 7:30 chị lên rồi. Like có xíu hơn hết rồi. Ừ, nên bởi vậy nhiều bạn dự đoán không được. À, hàng đại cồ nha mọi người ơi. Hàng đại cồ rất là xịn sò. Các bạn nhìn hàng giúp em này. Hàng đại cồ đây này. Hàng mới có size L mà nó to như thế này nhá. Hàng đại cồ này giá bao nhiêu bé Hồng nhỉ?
Cô 65 ngàn. Thôi sell 69 ngàn luôn đi. Rồi thôi để em chọn màu khác cũng được. Ừ. Ấp lộn. 65 ngàn sell 69 đi. Sell 59, sell 59 được rồi. Rồi ai lấy xanh dương cơ bản xanh dương. Em nói thì cái hàng này về các bạn mặt xuống lắm rồi đó. Trời ơi này. Hàng này may này. Các bạn nhìn thấy hàng may không? Chuẩn không? Rồi ai lấy nhanh cơ bản nhanh. Chết hù. Em đợi khoác jean mà giờ hết nó là sao? Ý là hết xanh rồi, nó còn màu đen thôi Minh Hoàng ơi. Nó còn màu đen thôi. Rồi ai lấy xanh dương, có bạn xanh dương nha. Cái này là mấy bạn mà mập mập rồi, mấy bạn thanh niên đồ này kia, nhiều khi bố còn bon chen được các bạn. Mà nhập vào có 59 ngàn một áo như thế này. Ai bán shop thì lấy về mà bán nha. Có 2 ri xanh dương duy nhất. 2 ri xanh dương thôi, các chị em ủng hộ cho hết luôn cái hàng này luôn đi. Nha, 59 ngàn, em lưu đây chứ không em chả nhớ. Đại cổ mà 59 ngàn là rất rẻ, em đảm bảo cho chị em luôn. Mà hàng là hàng chính phẩm nữa. Đại cổ, ai lấy đại cổ? Ông chú Lê nó thả ông đầu lâu mặt người từ từ lên, trợn mắt trợn mũi lên luôn rồi kìa. Nhiều khi không thể nào, không được nghĩ là chị Nhung lúc nào cũng trẻ nha chú Lê. Thật to khổ thân bé, chỉ nói giỡn thôi nhưng mà tuần sau vẫn còn nữa mà. Rồi ai lấy rêu comment rêu giúp em nha, ai lấy rêu comment rêu. Đó, Mạc Huyền hả? Trời ơi, chị xen kẻ hàng thu nhiều lắm luôn. Ok, mình hoang ngô để chị Nhung lên cho. Rồi, ai lấy rêu comment rêu. Chị lấy hàng thu nhiều mà, thu nhiều lắm luôn á. Hàng này hôm nay thu nhiều hơn cả hàng hè mà. Rồi, còn dương, màu xanh dương với màu xanh rêu, giá sale với giá là 59 ngàn. Dương với rêu nha. Rồi, ai lấy ủng hộ luôn có 2 ri này thôi. Còn các bạn mà không lấy là em sẽ đẩy em. Rồi anh cho em một cái áo khoác đen đi cho bé nó coi lại. Đây bộ đó đây. Ờ bộ này. Bình thường like trễ nay đúng giờ đột xuất thật luôn. Dữ liệu. Cuộc sống mà nhiều khi mình không có biết được đúng không. Đây còn một đi nữa này mọi người này. Ở đây này em này. Minh Hoa Ngô này. Đây áo khoác jean này. Thấy không? Đẹp không? 55 ngàn bạc. Có 55 ngàn thôi. Mà jean co giãn nha. Mặc rất là sướng nha. Mặc rất là êm luôn á. Vải vừa vặn mịn màng vô cùng luôn. Dây kéo đầy đủ hết. Thấy chưa? Rồi ai lấy đen thì có bần đen. Đó, mình hoang ngô chốt cái đi đen đi em ạ. Chị Nguyễn Vân kêu thôi chị lấy đen. Ơ, nãy em lấy rồi đó. Chị, cái gì Tiên Nguyễn là bạn Hồng Thắm đúng không? Ba lấy cho em nó rin như thế này. Hồng Thắm. Nó là phải kiểu như thế này. Nó mới chịu. Ý là hồi nãy là cái chữ gì, chữ ấy gì nãy mình chưa lên cái mã này. Coi xem có không đã. Dạ em lấy, ừ, rồi đầu tiên cho bạn Minh Hoa Ngô. Tại Minh Hoa Ngô là cái người mà khơi mào mở hàng. Ừ, Minh Hoa Ngô. Ý nó có nó kiểu khác hồi nãy. Khác hồi nãy một xíu, hai kiểu. Kiểu này nó khác. Minh Hoa Ngô này. Nó là kiểu khác, hồi nãy là kiểu chữ N-I gì đó. Này, rồi. Cái này của Minh Hoa Ngô. Cái này của Huế Ngồi, cái này của chị Nguyễn Vân. Rồi, cái này của Huế Nguyễn. Đó, rồi, ok. Rồi, xong, được chưa? Thỏa lòng mong muốn rồi. Rồi, cái đầm này em... Ôi nha, nha. Vậy lấy em đi. Cho em một đi nữa. Hì hì. Hồng Thắm, em Hồng Thắm. Ừ, hì hì. Hai kiểu mi, hai kiểu, hai kiểu. Cái này có gì nha, Hồng Thắm. Cảm ơn Hồng Thắm nha. Gửi hì hì mới ghê chứ. Rồi xong, cảm ơn Hồng Thắm. Cái này là đầm này mọi người này, đầm này hôm qua bạn nào chưa lấy thì hốt cái đầm này này. Đầm này đầm hàng hè rồi. Đầm hè này mà sale bao nhiêu nhỏ bé nhỏ? Hả? 35. 35 ngàn thôi hả? Đầm gì mà 35 trời. Trời ơi, đầm gì mà đầm 35 nữa trời. Đây. Hốt nhanh các bạn ơi, mặc rất là cưng. Vải KT, được chưa? Mặc ở nhà em thì em nói thiệt sự luôn đó các bạn, về tháo luôn cái đầm, cái dây này đi của nó cũng được. Tiền gắn thêm cái dây này, tiền công gắn cũng được, thêm mớ rồi tiền dây không cũng mớ đúng không? Nhưng mà nếu mà cột nơ ấy, thì nó cũng xinh.
Nhưng mà bản thân em thì em lại thích tháo cho con mặc đầm chữ A. Đó, tùy các bạn nhá. Rồi ai lấy đầm con mặc đầm. Đầm 35 ngàn một cái đầm như thế này, nó bèo bọt vô cùng luôn, phối ren rồi hạt đính đồ này kia. Ai ở khu vực miền Nam hoặc là khu vực nào nóng cứ lấy bình thường. Còn các bạn ở ngoài Bắc thì hơi lạnh lạnh rồi này kia thì không nói, mà bước vào sang khu rồi. Rồi ai lấy đầm thì có mặt đầm giúp em 35 ngàn mà thôi. Hàng này các chị em lấy về bán mặc hè đồ này kia đã lắm nha. Rồi Trang Thi. Rồi từ từ coi xem màu nào nữa, ba cho lên đủ màu đi nha. Trang Thi, ai lấy Trang Thi đầm, ok. Đấy, đầm quá rẻ mà sang thu mất rồi. Các chị em ở ngoài Bắc mà khổ thân, còn ở miền Nam mình cứ lấy đi, lấy về mà mặc. Ai lộn, lấy về mà bán. Quá rẻ luôn á. Ba cho em cái màu kia đi ba. Ôi, em săn thu gái quá à. Ba cho em một cái cam đây. Ba. Đúng rồi đó. Khổ thân. Nè, còn hai đi này thôi mọi người nhá. Còn những anh hai ai đi hồng này nữa thôi này. Thằng này ngày hôm qua các bạn lấy hết rồi này. Thấy chưa? Vậy chứ mà ra hè không có hàng để bán đâu. Em nói ra Tết là mấy cái hàng này là hiếm hoi lắm luôn á. Thừa nhận với em điều đó không? Rồi ai lấy màu này comment giùm em là hồng nha. Trời ơi các bạn nhìn hàng KT mà nó may này. Lót này. Rồi ai lấy hồng comment hồng giúp em. Ừ, Thủy Ruby chờ chị bình tĩnh xíu. Nó có ít này chị sell hết cho mọi người. Hai đi thôi. Các tình yêu ơi. Rồi Trang Thi và bé xinh luôn hết. Màu đó màu khác. Trang Thi. Bé xinh. Hết rồi. Rồi. Hết rồi. Cho cái màu cam nó xuống luôn. Đó luôn đấy ba ơi. Hồi nãy cũng vậy luôn. Nó khác nha. Để em mở cho mọi người xem. Em để cận mắt cho các bạn, đưa đây cho em. Cho các bạn nhìn hai mắt, nó hai so sánh hai kiểu. Đây, thấy chưa? Nó cũng na má nhau. Nhưng mà thôi kệ đi, cái này gọi là vàng đi. Cái màu đó là cái màu thần thánh của Nhung. Cái màu đó em ưng lắm rồi. Nè, rồi ai lấy vàng thì có bằng vàng. Nó đính hạt này. Cái vải nó đẹp lắm mọi người này. Cái vải nó đẹp lắm. Vải đẹp lắm luôn, 35 ngàn, phí phạm ghê luôn á. Em nói thật sự luôn, phí phạm. Về cắt cái xẹt luôn đi, gặp em thì em cắt xẹt. Em rất thích lòng bồng. Rồi ai lấy má này comment giùm em đây. Cái này là màu vàng, em gọi nó là vàng. Chiến Linh lấy màu vàng này đẹp này, gái ơi. Vải đẹp lắm, vải 35 ngàn một cái áo đầu. Đấy, nhìn cận mắt giùm em nha. Rồi ai lấy comment giùm em 35. Ừ, ok gái. Cảm ơn em yêu. Em Yến Linh. Yến Linh ở quận mấy nhỉ ba nhỉ? Yến Linh này. Rồi Cẩm Vân có lấy luôn ri vàng không? Cẩm Vân cho em đi vàng. Muốn lấy rồi mà. Từ Đình Vi, ok em Đình Vi. Dĩ nhiên là Đình Vi. Hàng này bán shop được nha, Đình Vi nha. Đình Vi. Đình Vi. Rồi ok Yến Linh. Rồi anh Phương cho em nó ri vàng luôn. Hàng này bán shop rất là tuyệt vời luôn. Vải rất là mềm, mềm lắm. Mà nó cũng dày dặn lắm luôn chứ anh Phương. Anh Phương vàng. Ừ chị Nhung nhớ rồi, em ở quận 12. Cảm ơn. Chị Nhung muốn vào má. Rồi có màu cam nữa này. Mạc Huyền ơi, tức là cái gì nhỉ? Em ơi, Su Sóc có lấy màu vàng luôn không Su Sóc? Đây có một cam này. Làm gì đâu mà có 35 ngàn cái hàng này mà đúng thiệt á. Nó sell cho mình, nó sell đầu mù đi nhỉ. Đầu vụ không sell đi giờ này đi, cứ sell giờ này. Thiệt, bữa sau để trách nó. Cam. Ai lấy cam qua bằng cam. Đẹp cực cười luôn. Form to lắm nha mọi người. Đây là size nhỏ nhất á. Chứ nếu mà size lớn nhất của nó thì nó còn to cách mạng luôn á. Rồi ai lấy cam qua bằng cam. Cam nha. Có một ri, 2-3 ri. Cam thì ít rồi. Cam gần hết rồi. Em thích cái màu kia kìa. Anh cho em cái màu kia. Hả? Nhiều cần. Ở đâu ra vậy chị Nhung không thấy. Vàng cho Kiều Trần. Không. Hàng này đâu có đại đâu mà. Đâu có đại đâu, hàng này hết đại rồi. Hàng này bông cơ thịt lai hết đại rồi. Ai lấy cam ủng hộ cam luôn. Ừ không. Kiều Trần đại vàng, ok đại cam.
Chị Lưu Hải Yến không có cam. Ok, Lưu Nguyễn Mai. Rồi, anh cho em cái màu thần thánh. Cái màu này thực sự là với em thích nhất là cái màu này. Em ưng nhất, em nói thật sự luôn đó mọi người nha. Em nói bằng cái tâm của em luôn, em thích nhất là màu này. Nó vô cùng là nhã nhặn và vô cùng là duyên. Nè, mà nó đẹp lắm luôn á. Nó đẹp cực kỳ, mỗi tội là ở trên line nó hơi nhạt nhạt, nhưng mà ở ngoài đẹp lắm. Nó sang lắm luôn, mà giá thì quá bèo luôn, 35 ngàn. Mà cái vải nó xịn chưa, các bạn nhìn này. Ừ, cái hàng này bán đẹp tuyệt vời, nó đẹp chưa này. Đẹp không? Đẹp lắm luôn. Rồi, ai lấy mã này comment giùm em đi. Em không biết gọi nó màu gì nữa. Cái này nó, đây này. Cái này thì không cắt đai nha mọi người, bởi vì em thấy nó hợp lý. Đấy, nó may cái đai này là hợp lý này. Còn cái may đai kia thì nó hơi nổi bật. Còn cái này là hợp lý, đằng sau có dây đai. Rồi, màu này quá đẹp luôn. Em nói quá đẹp luôn chứ không phải là đẹp thường nha. Cái màu này đẹp lắm. Rồi ai lấy mã này comment giùm em. Ở thì cốm đi. Cốm. Cốm nha mọi người nha. Ai lấy cốm thì đẩy cốm giùm em. Thôi là rẻ thực sự luôn á. Ai lấy cốm comment cốm nha mọi người nha. Chị Vân không kìm lòng được hả chị Vân? Em thấy sự nó đẹp thiệt mà. Đẹp lắm luôn á. Mà có 35 ngàn không thể nào tưởng tượng nổi cái đầm này mà 35 ngàn luôn á. Trời ơi, đính hạt, đính ren, tờ lơ hết chị Nguyễn Vân. Rồi, cho ba cho em một ly nữa bạn. Đẹp lấy thêm. Đẹp thực sự luôn chị, đẹp lắm luôn á. Đó, ai mà tinh mắt thì nhìn kỹ giùm em là hàng, biết ngay hàng đẹp lắm luôn mà 35 ngàn. Trời ơi, chị Thu Hằng Nguyễn. Chưa chuyển khoản rồi hả? Thu Hằng Nguyễn. Rồi chị Nguyễn Vân, ok các bạn nào lấy hốt cái màu nó đi. Màu đó là màu thực sự quá đẹp luôn á. Xem lại với em đi thầy cay. Chị vừa nói like xong cho bạn nói từ nãy giờ rồi. Từ nãy giờ rồi mà. Kiều Trần đổi bàn lấy cốm đổi luôn. Cái gì cũng đổi được hết á. Dạ, em nói là nhí nhưng mà form nó to lắm chị ạ. Đây nè, cái form số 1 mà nó to em nghĩ phải 14-15kg mà. 45 ký mà. Đẹp chưa? Chị ơi, hàng này đẹp lắm luôn. Đấy. Màu nó nhã như thế này mà. Nhìn hàng các bạn nhìn là các bạn biết chuẩn hàng rồi. Đây nó là dây nha bé. Ở phần cổ nó đính hạt cường này. Rồi ở trên nó đấm ren này. Hạt này. Thấy chưa? Đằng sau này. Đấy. Hốt đi. Em nói là hốt luôn chứ không phải là lấy nữa bởi vì nó rẻ quá. 35 ngàn. Có mấy đi thôi. Rồi chị Lưu Hải Yến cốm luôn. Lưu Hải Yến cốm. Em Yến Linh hả? Cho em đổi vàng với hả? Đổi vàng lấy cốm hả? Cái vàng đó không? Ờ ok, đổi. Sao không được. Lưu Hải Yến nhá. Đổi làm gì? Màu nào cũng đẹp, đổi làm gì uổng quá à chị hả? Rồi. Em một ri mini canh. Đúng rồi mi ơi. Chị Vân là chị về ngoài, chị em vô thu rồi chứ không? Hả? Ừ, em Yến Linh đổi. Kệ nó, còn hàng cứ đổi cho các em á. Tại vì mấy bạn này dạ như mấy bạn còn bán nhỏ nhỏ chị ạ. Nên thôi kệ các bạn á. Bán thì phải có cảm xúc. Chị lấy 10 đi rồi. À đúng rồi, em nhớ rồi. Em nhớ rồi, chị lấy 10 đi rồi. Hàng này chị lấy 10 đi rồi. Em cũng nhớ rồi. Hôm qua chị lấy màu 3 ri không. Vậy mà kêu sắp thuế thu rồi. Chứ không thì chị lấy nữa. Ừ đúng rồi. Còn một ri duy nhất này mọi người này. Còn ri này em bán đại cho mọi người nhé. Bán lỗ đi chứ để lắm gì đúng không? Đúng không ba? Còn một ri duy nhất này. Cái này còn một ri duy nhất. Ai chốt nhanh thì được nha. Hàng của Super Kit. Hàng của gì nhỉ? Sao qua Kit. Hàng rất là xịn luôn. Bộ con ngựa. Em sale đại cho mọi người giá 43 ngàn. Em lỗ khoảng tầm 2 ngàn. Rồi ai lấy comment giùm em. Hàng đẹp xịn sò. Vải chính phẩm à, đẹp lắm luôn á. Rồi ai lấy comment giùm em 43. Có 43 ngàn. Anh dùng bao bán cho các chị em về. Các chị em sao hồ các chị cũng chạy. Rồi ok hết rồi mọi người ơi. Đừng comment nữa nha. Có một đi thôi. Dạ được chị Thu Hằng. Em dồn hết cho các chị em mà. Ừ. Định không mua nữa. Chuyển xong hết rồi. Thì tối nay dồn mai gửi tiếp. Đúng rồi ok. Rồi chị Nguyễn Vân ok. Chị Nguyễn Vân luôn. Nguyễn Vân luôn 43 ngàn đi 8. Ủa có ri hả bố? Cho em mấy cái chấm đi gì đó bên đó đấy. Rồi cái này còn một ri duy nhất. Hàng này. Hàng xe đại này mọi người này. Bộ đen hết rồi. Vải đẹp lắm. Cái hàng đó vải đẹp chính phẩm luôn mà. Hết. Cái này là bộ vàng nha mọi người nha. Bộ vàng phối này. Hàng xe đại.
Đây là size nhỏ nhất và size lớn nhất của nó là 45 kg. Size số 8 đây. Được chưa? May phối đằng sau đằng dưới. Xẻ tà. Quần đây. Chạy này. Thấy chưa ạ? Nhìn kỹ không ạ? Các bạn nhìn thấy không? Bo chân. Ừ, may ship ok luôn. Thì 43 hết rồi. Rồi ai lấy đại cho mình đại nhá. Đại này là 8 mấy ngàn, nhà bé 5 nhà 8 5 ngàn. Hàng size đại nhá. Đại phong to, hàng cao cấp. Hàng này là hàng siêu cao cấp, bán sóc xịn sò luôn. Rồi ai lấy cho mình giùm em là đại vàng. Đại vàng có ri thôi. Gặp em hơi muộn hả? Trời ơi, em làm năm nay không biết anh. Em làm năm nay là năm thứ 7 rồi mà chị vẫn mới biết em á. Nhưng thực sự em online cũng được có hơn 2 năm, chưa gần 2 năm thôi. Dạ. Rồi anh Phương vàng luôn. Em làm bên ngành may thì năm thứ 7 rồi, nhưng mà online thì bắt đầu em lấn sang cái dòng online này thì chưa được 2 năm. Gần 2 năm rồi, sắp sửa kỷ niệm 2 năm rồi. Thì kiểu ngày 2 năm kỷ niệm, 2 năm ngày cuối. Ê, gọi nguyên như thế thiết kế vụ gì nhé? 85, 85 à. Vừa sinh nhật nó, vừa hấp hôn vợ chồng nó thôi. À, chưa mà, nó chưa cưới mà. Nguyên à? À, Nguyên Úc hả? Nguyên Úc hả? Dạ, em cảm ơn mọi người. Đây còn bộ nhẹ này mọi người này. Chiếu cặp con Úc. Cho biết hấp hôn nhẹ nha mọi người nha, nhẹ này, theo này, cái hàng này là vải chính phẩm nha, nhớ giùm em là em rất là kỵ, em không bao giờ đi hàng TC và không đi hàng pha nhá, riêng những cái gì mà em nói là chính phẩm là chuẩn luôn đó, nên các chị cứ yên tâm, 100% là sợi cô tông luôn, da cá cô tông luôn á, đẹp không? Cái này sale nhiêu mắm? Hình như rẻ lắm đi ạ, năm mấy ngàn đấy, 5-7 ngàn phải không? Thôi kệ đại đi ơi, 5-7 ngàn, 5-7 ngàn, chốt đi, các tình yêu ơi, siêu nhân của em đấy. Mà vải đẹp cực kỳ luôn, khỏi chê rồi. Ai lấy siêu nhân comment siêu nhân. Các bạn đừng comment vàng bởi vì vàng nó sẽ lấn với cái bộ hồi nãy. Rồi lấy và lại gọi nhẹn nhẹn. 57 ngàn, hàng này nghiêm của nó là 82 ngàn. Nghiêm 82 ngàn đó nhá. Nghiêm 82 ngàn hàng Savakit. Hàng của Savakit luôn là hàng rất là xịn sò. Má này nó xá rồi. Form to bùng luôn. Rồi hết rồi các chị em ơi. Đây còn mấy đi này nữa này. Đi ra hàng là thương thảo thì nhớ em mà. Đi 8. Có 57 ngàn ấy. Đúng không đi? Rồi của Lan Mai nha. Lan Mai lấy cái này phải không Lan Mai? Em Lan Mai đúng không ta? Lan Mai là vàng không biết là nào. À của Đình Vi trước đi đã. Đình Vi. Tại vì sao các bạn comment vàng nó bị lẫn với cái anh cho em Đình Vi. Với lại của Trang Thi. Rồi, Đình Vi Trang Thi hết. Rồi, hết. Có hai đi phải không bố? Hàng này hết sạch luôn phải không bố? Hết sạch hả? Mọi người ơi, chiều nay cãi nhau về cái hàng này. Chiều nay cãi nhau vì cái này này mọi người này. Gọi là nội bộ lủng củng này. Gọi là đấu đá chị em này. Nhiều khi... Vậy mà bây giờ nó lại dám nó lòi thêm đi nữa. Hận chưa? Hận luôn. Mà sale nhiêu chẳng hận đâu. Em nói là ghép rồi sale 50 ngàn luôn đó. Không kiện cáo nha. Hàng này là chiều nay là giá cao lắm luôn. Mà cãi nhau nên bởi vậy giờ này hận tìm ra được một ri nữa. Nhí nhí quần quần váy zip cao cấp. Rồi ai lấy comment nhanh giùm em cái này là 50. Không kiện nha bởi vì anh đã lỗ rồi nên các bạn kiện là em cho qua luôn đấy. Kiện là em cho qua luôn đó, hàng này làm lỗ mà. Đấy, bởi vì chiều nay trời ơi mấy bạn rút em trước mà đúng không? Chị Nguyễn Vân ok, chị Nguyễn Vân trúng. Nguyễn Vân mạnh mạnh lắm. Huế mà. Ok chị Nguyễn Vân này. Hết rồi Thư Đình ơi, hàng này hàng size đại nha mọi người, size đại. Size đại 50 á, sốc chưa? Còn ri này. Hả? Đâu bộ dài nào đâu? Ừ, lên bộ dài này luôn. Ui trời ơi, còn cái quần này bán đại 29 ngàn đó các chị em luôn này. Các bạn nhìn lưng thùng may đẹp chưa? Giả jean nhá. Rồi ai lấy comment giùm em 29 ngàn phối này. Rồi ai lấy giả jean còn có ri à? Để nó lạc loài. Giả jean. Hết sạch 50 nha mọi người ơi, Yến Linh hết sạch rồi, cái hàng đó xịn lắm luôn á. Lâu quá quá hả? Lan Lê đi hàng chưa? Yeah. Em Thương Thảo đi rồi mà sao chưa nhận được nhỉ? Yeah. Để mai chị Nhung kiểm tra cho. Lan ơi, Lan nhắn vào trong Zalo ấy. Lan Lê có đi hàng rồi, nhắn vào trong Zalo ngày mai chị Nhung gửi cho cái mã vận đơn nhá. Thương Thảo đi hàng tiết kiệm hả bác hả? Ủa ra hàng tiết kiệm mà sao lại lâu vậy ta? Bình thường ra hàng tiết kiệm nó cũng nhanh nhanh mà.
Lan ơi nhắn vào trong Zalo nhé, để ngày mai chị Nhung sẽ gửi cho em cái mã vận đơn để em kiểm tra, là em sẽ biết được con đi tới đâu rồi. Rồi qua, rồi lên mấy cái hàng khu này đi. Cái gì đấy á? Hàng khu này nhá, nhẹ nhẹ thôi. Hàng thu màu cam còn ri này. Hàng này thì thôi ai có rồi thì đừng lấy nha mọi người. Để nhường cho những chị em nào chưa có nha. Hàng thu có 2 ri cam mà thôi. Hàng thu bé trai. Hàng này đi giá rất là bèo luôn. Thu bé trai rất là cưng thấy chưa. Cái chữ Tony, Tony gì đây này. Đẹp chưa. Chị thuốc Thương Thảo á. Chị sau Thương Thảo chị ạ. Em rất là nghiêm túc. Em chụp một cái tạch một cái là đúng lên á. Chị Thương Thảo, chị sau Thương Thảo qua điện thoại của em. Nói chung là đây hàng này may lót này xịn sò chưa. Rồi ai lấy cam thì con bằng cam, các bạn nhìn lưng thun may rất là chuẩn nhá. Rồi đã chưa, hàng này nhiêu nhỉ, ní 69.000 đúng không, 69.000 ok. Rồi ai lấy cam thì con bằng cam, quá đỉnh luôn. Em nói là hàng này quá đỉnh luôn chứ không thể nào đỉnh hơn nữa. Chất liệu vải bên em mấy cái hàng thu này các bạn về các bạn bán là khách không bao giờ phàn nàn một từ nào luôn nha mọi người. Rồi ai lấy cam con bằng cam nhá. Bạn nào chiều nay mà được chốt rồi thì thôi nhường bởi vì nó có 2 ri à. Rồi anh Phương, cảm ơn anh Phương này. Tại vì hàng này chiều ai rồi. Ừ trai cam Phương cho anh trai, hàng đẹp lắm luôn á. Rồi ai lấy cam thì có bằng cam. Có cam nhí và có cam đại. Ai lấy cam đại luôn. Đó về bán cặp luôn. À, đại là 79, nhí là 69. Đại là 79 và nhí là 69 nha mọi người nha. Còn màu nào nữa, bao cho em lên màu đó. Còn vi cam. Còn ri xanh, bao cho em ri xanh. Xanh bạn. Ủa, xanh nhí đâu? Xanh hết nhí rồi mà. Xanh hết nhí rồi mọi người này, xanh chỉ còn xanh đại thôi. Để em mở cho các bạn xem, xanh đại, xanh đại. Hết nhí rồi, xanh thì hết nhí rồi mọi người nha, chỉ còn xanh đại thôi. Đã chưa? Không nè. Thấy chưa? Hạt đẹp lắm luôn nhá, vải chính phẩm cao cấp luôn. Ai lấy xanh đại cho mình xanh đại. Em không nhớ là các bạn làm. Đó. Lưng thun này các bạn nhìn hàng may kỹ không, may đường kim mũi chỉ sắc nét lắm luôn này. Lót này xanh đại nha mọi người ơi, ai lấy xanh đại thì có bằng xanh đại. Nó có cam đại đó, anh Phương sang lấy luôn về bán cặp cam đại đó, may phối đẹp cực kỳ luôn. Rồi ai lấy xanh đại, xanh có bằng xanh đại giúp em. 79.000 xanh đại vải cao cấp, hàng này nghiêm của nó trên trăm, hàng nghiêm này này đi cả trăm á mà đi có 79.000 rất rẻ. Về bán mấy hàng đại vậy mà nhập vào 79.000 các bạn bán rất dễ, em nói thật sự luôn. Bán 160, 170 thoải mái luôn. Hàng quá cao cấp, vải chính phẩm mà. Rồi, xanh đại nha mọi người nha. Xanh đại cho anh Phương. Ai chiều nay lấy rồi thì thôi, còn ai mà chưa lấy thì ủng hộ luôn, còn ri nữa thôi. Ủa bố, cái hàng kia là của ai vậy? Chốt rồi. Trời, khách chết rồi hả? Hồ Thương hỏi, chị ơi hôm trước em có bảo anh Thái lấy cho em ri quần sọc jean, sọc ri đại, có nhớ lấy cho em chưa? Lan Mai xanh đại, cảm ơn Lan Mai. Anh kêu anh không nhớ để ngày mai anh coi lại cho. Chết rồi đi nào ta. Tội lỗi quá nhờ. Cô Thái cái đó là cái gì vậy? Cái cam nó nhẹ nó. Bán đầu lũ xếp lên. Ủa? Rồi, sao ba đưa em hết đi. Vừa bán xong thì xếp. Rồi, thôi, lỡ rồi. Hàng sale Anvi nha mọi người nha. Sale Anvi còn nhiêu đây thôi nha. Ai chưa lấy áo thì ủng hộ áo nha. Anvi nha mọi người nha. Anvi, áo chính phẩm. Hàng Anvi, áo lẻ bé gái. An Vi, Thư Đình có ở đó, Thư Đình ơi, Thư Đình là hôm qua giờ cứ hỏi chị Nhung khi nào lên áo bé gái đây. Đây, nhí của nó là còn 1, 2, 3, 4, 5 này. 3 ri xanh, 1 ri cam và 1 ri trắng là nhí là hết sạch luôn nha mọi người nha. Nó có tận cả 2 hàng áo mà bây giờ em cũng đã đi hết rồi. Cảm ơn vì tất cả các chị em đã ủng hộ. Rồi, ai lấy nhí này. Hàng An Vi,
Anvi loại 1, tức là em lựa cho các chị em cái loại hàng này, người ta sell mình đó là em lựa cái loại cao cấp nhất. Anvi nó sẽ có 3 4 loại luôn mọi người nhá. Nó tức là tới tận ít nhất phải 2 3 loại Anvi, tức là nó có loại 1, loại 2, loại 3. Đó, mà cái loại chính phẩm, loại cao cấp của nó đây này. Nó đi rất là cao mà ở đây sale mọi người giá chỉ có 29 ngàn thôi. Hàng Anvi cao cấp loại 1 đấy. Rồi ai lấy comment cho em. Em cần đồ bộ bé gái chị ơi hả? À vậy hả? Rồi, trắng cam cho bé xinh. Cái này em có rồi đúng không? Rồi ok, bé xinh. Rồi ai lấy xanh comment xanh hết, có đi cam thôi. Thằng nào lấy xanh comment xanh rất là ngọt ngào. Anh Phương lấy xanh này em nè. Anh ai lấy xanh thì comment xanh nha, có 29 ngàn thôi. Hết trắng luôn rồi mọi người nha. Hết trắng nha. Rồi ai lấy xanh ngọt ngào này comment xanh giùm em. Có cái bơ ngọt quá, màu đẹp lắm luôn á. Thấy chưa? Cái áo này á, mặc với cái quần jean đồ này kia, hai chân váy hay mà cái gì nó cũng đẹp hết mọi người nha. Rồi có 3 ri xanh thôi, có 3 ri xanh thôi là hết. 3 ri xanh thôi là hết sạch luôn á. Hết sạch, xanh cho ta, xanh cho bé xinh luôn. Lan Mai, Lan Mai xanh, còn 1 ri xanh cuối cùng. Còn ri mai xanh cuối cùng. Chị Trần Thanh Trần hết rồi. Trần Thanh Trần hết rồi. Bởi vậy sức khỏe là vàng mà không biết giữ. Đây, kiểu khác nha mọi người nha. Còn một ri xanh ai ủng hộ luôn cho hết luôn. Đấy, đây này. Quốc Huỳnh hả? Đây, xanh này. Ừ, để chị Nhung sắp xếp cho. Đây này, xanh này đẹp chưa? Đó. Bạn nào lấy xanh thì ủng hộ luôn xanh. Còn ri cuối cùng đấy, bạn nào bán mạnh mạnh ủng hộ thì không luôn đi nữa cho xong luôn. Năm nay xanh rồi, năm nay có xanh rồi, lấy thêm hả? Có ủng hộ không? Ai lấy nữa thêm thì bao chị. Chị Hoa Nguyễn ơi, hàng Anvi loại 1 đang sale với giá chỉ có 29 ngàn vào thôi nha chị. Cái hàng này là hàng loại 1 của nó luôn á. Dạ nhí. Bố có xem còn không? Rồi, nhí nè. Cái này là nhí kiểu khác nha. Nhí kiểu khác nha. Nè các bạn nhìn hàng này, màu cam, màu hồng, màu sen. Sen được chưa? Hai đi sen, một cam một hồng phấn. Rồi em cho mọi người xem. Rớt vai nhí. Đẹp chưa? Rồi ai lấy cam comment cam. Rớt vai. Tà này các bạn nhìn hàng tà trước tà sau ngắn như vậy thế này. Thêu toàn bộ luôn. Rồi ai lấy. Ai lấy comment giùm em nha. Ai lấy comment giùm em chọn màu đi các bạn ơi. Màu cam. À màu cà rốt, chính xác là màu cà rốt. Màu phấn. Hai đi xem. 29 ngàn. Em không biết nữa. Rồi anh Phương. Anh Phương là. Anh Phương là hồng hả? Hồng là cái nào ta? Anh Phương. Đây anh Phương. Cái nào ai lấy sen thì có mời sen nha. Anh Phương hồng em. Cà rốt cho Trần Thanh Trần. Nhập cho Hồ Hương cái đi 042 lại á. Trần Thanh Trần cà rốt. Rồi hết cà rốt rồi Xuân ơi. Rồi chỉ còn sen thôi. Ai lấy sen thì có bằng sen nhá. Rồi cái này của bạn Lan Mai. Ủa con còn một cam. Cam của Xuân Hồng Barbie Shop. Xuân Hồng cố gắng lấy nhiều chị Nhung với nhá. Lấy khoảng tầm mấy ri để chị Nhung ship hàng một lần nha em nhá. Rồi Xuân Hồng Barbie Shop rồi cà rốt. Rồi còn một ri sen. Ai lấy sen thì có mần sen để mở sen. Jean Đại Cổ hôm nay Jean đã cháy hàng rồi. Jean không còn một ri nào luôn á. Rồi ai lấy sen ủng hộ nhá. Jean tuần sau có Jean dài nhá. Tuần sau có Jean dài ra luôn á. Rồi ai lấy sen thì ủng hộ em ri sen luôn. Có 2 ri sen thôi. Cái tà này các bạn nhìn hàng tà nó may rất là kỹ càng luôn. Rồi ai lấy sen thì có mần sen hàng Anvi. Sen nha mọi người nha. Bạn nào lấy sen thì ủng hộ sen luôn. Rồi. Ừ. Cái này là đại. Đại đại. Áo vàng này này. Áo vàng này có ri à? Hàng này hôm bữa là hình như là nó nằm ở trong cái lô này em không nhớ nữa mà sale cho mọi người giá 35 ngàn này. Nha. Rồi ai lấy comment giùm em hàng Anvi luôn nha mọi người nhá. Rồi áo đẹp. Rồi ai lấy áo vàng comment áo vàng. Đó.
Hả? Chúng ta nào? À, lấy áo vàng, các bạn áo vàng. Rồi em qua mẫu khác. Đại nha, bây giờ bắt đầu giây phút này là sẽ đại nha mọi người nha. Đại, 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 đại. Các bạn áo lấy áo thì nhiều lắm rồi. Bây giờ nè, ai chưa lấy đại thì rút đại về luôn. Áo là các bạn ngày hôm qua các bạn ôm nhiều lắm luôn rồi ấy. Chỉ có những chị em nào mà vào sau rồi chưa lấy thôi. Áo đại này, có màu hồng, có màu vàng, còn đúng hai màu thôi. Áo đại nha mọi người, hàng Anvi. Vàng cho Lan Mai. Lan Mai 35 nha em nhé. Rồi, rồi cái hàng này này. Hàng này này, đẹp chưa? 39.000 hàng con cá, thêu này. Xuất sắc luôn, khỏi miến, miến chê. Hàng nghiêm của nó năm mấy ngàn đó. Hàng nghiêm của nó là đang là năm mấy ngàn mà bây giờ đi cho ba mọi người 39.000. Trời ơi đẹp lắm luôn, cái vải nó xịn sò lắm. Rồi ai lấy hồng cá comment hồng cá nha. Ai lấy hồng cá comment hồng cá. Hai đi hồng cá nha. Hàng này em đi nhiều quá rồi, các bạn lấy nhiều lắm luôn rồi. Rồi ai lấy hồng cá comment hồng cá. Rồi ai lấy vàng cá comment vàng cá luôn này. Thấy chưa? Màu vàng đẹp chưa? Vàng, ai lấy vàng comment vàng nha. Vàng hồng. Đúng không? Vàng và hồng có đúng hai màu thôi mọi người ơi, hàng hết sạch luôn á. Lan Mai có lấy mấy cái hàng này về mà bán, em này bán shop là xịn sò luôn á, mà giá 39.000 là rất là rẻ rồi. Vàng, vàng Phương Thảo ha, Phương Thảo lấy vàng đó đúng không? Rồi ai lấy vàng có bằng vàng hồng đẹp lắm luôn á các bạn, hồng nước ai, cái màu hồng nước ai á. Rồi ai lấy vàng có bằng vàng, ai lấy hồng có bằng hồng. Quỳnh Nga ok rồi, trái tim tới bồ từ lứa. Anh ơi còn màu nào nữa em chẳng nhớ. Đó, cái tập này lại cho em đó. Cái tập này lại cho bạn. Còn đi cháy. Vàng cho Hà Bùi. Hà Bùi ơi, cảm ơn Hà Bùi nhá. Hàng này rất là xịn nha các bạn. Em cam kết các chị em mà nhận lấy cái hàng này về, các chị em sẽ không bao giờ cảm thấy là đã đặt sai chỗ đâu. Một khi các bạn đã đặt hàng ở bên em rồi thì các bạn sẽ cảm thấy rất là hài lòng. Em đang cam kết luôn. Cái này màu cà rốt này. Cà rốt còn ri này. Cà rốt này. Đẹp lắm luôn á, hàng size đại nha mọi người nha. Cà rốt, ai lấy cà rốt thì comment cà rốt giúp em. Cái màu đẹp chưa? Rồi con mặc lên này đẹp lắm luôn á, màu ngọt ngào nhờ. Cái màu cà rốt năm nay là màu hot á. Rồi ai lấy cà rốt thì comment cà rốt giúp em. Cà rốt, các chị em ơi, cốt cà rốt đi. Cà rốt này, mấy vàng cúc. Mấy màu vàng cúc nha mọi người nha. Cà rốt, mấy vàng cúc. Đó. Ai chưa lấy áo thì lấy đi, để chứ mất công để uổng. Ai lấy vàng cúc thì comment vàng cúc. Ai lấy cà rốt, comment cà rốt thì như nó có màu trắng nữa. Ai lấy trắng comment trắng. Và ai lấy xanh ngọc thì comment xanh ngọc. Để em khỏi mở lên. Được chưa? Còn nếu không em cho qua đi bộ. Cho qua đi, các bạn lấy cái hàng này lắm rồi. Có 3 ri áo này. Có 3 ri quần da cá này. Còn sót 3 ri quần da cá này. Bộ quần. Da cá, bộ da quần. Còn này là xịn cực kỳ. Cà rốt cho em Lan Mai. Quần da cá siêu xịn nha mọi người nhé. Quần da cá này là siêu xịn sò luôn á. Trời ơi cái quần này công ty đúng chất luôn á. May đẹp lắm luôn. Nhìn hàng này. Các bạn lưng này. Lưng đai này. Các bạn nhìn thấy không xịn không? Mà nó mềm mềm cực kỳ. Trắng cho chị Lan, trắng cho Lan Mai đây. Nó mềm luôn á. Mặc rất là êm. Nhìn quần nè. Chất lượng chưa? Nhìn hàng là biết ngay hàng siêu xịn nha mọi người nhé. Hàng xịn sò luôn á. Rồi ai lấy nhanh comment nhanh giùm em. Đô. Bo nha mọi người nha, bo ở dưới này, các bạn nhìn thấy không, bo ở dưới. Bo là bo vải bo luôn, chứ không phải là vải cô tông nữa. Vải bo luôn, may phối này. Phối này, thấy chưa. Rồi túi hai bên này, đẹp, tuyệt vời. Không mấy đi thôi, ai lấy nhanh, có 39.000 thôi. Trắng cho Lan Mai. Áo trắng cho Lan Mai nha. Rồi
Ai lấy quần thì comment quần nhanh giúp em. Hàng này là hàng siêu cao cấp. Siêu cao cấp đô. Sao mờ mờ vậy? Anh phải cho màn hình đi. Để ngủ đi. Làm gì đang phải sửa? Nó đang đi phụ anh em nó bán hàng. Này bây giờ phải sửa. Chị Nguyễn Vân đô. Hàng này xịn lắm luôn chị Nguyễn Vân. Về ngủ ngay này không có nhiều. Ủa sao coi cái hàng ai lấy đô đi các bạn ơi. Cái hàng này bạn nào chưa lấy thì lấy nhá. Hàng cao cấp cực kỳ luôn. Còn ghi nữa này. Ai lấy đô thì ủng hộ luôn cho hết luôn này. Cho hết luôn. Ghi luôn. Còn ba ri len này. Còn ri len luôn. Chắc là hôm nay em cũng sẽ nghỉ sớm. Tại vì do hả? Chị Cao Thanh Nga. Hàng này cao cấp lắm chị Cao Thanh Nga. Hùng hả? Hả? Mọi người ơi có anh bé Hồng đưa chị Nhung cái đi xoay lại đi. Cho chị Nhung điện thoại chính. Điện thoại chính của vợ đây anh. Đây Thái. Chị Nguyễn Vân cho chị thêm luôn đi. Em cảm ơn chị Nguyễn Vân hết sạch luôn là Khánh Nguyên Ngọc ơi có 39 nhà mà. Đây chị Nguyễn Vân 1 ri bây giờ chị thêm 1 ri nữa là 2. Có rồi. Đây mọi người này. Cái hàng nó xịn đến mức độ như thế này mọi người nhá. Đây len đây, len này, em cho mọi người xem. Dạ không, hôm nay em không bán lẻ. Em không để các bạn đây là hàng chuẩn luôn, đúng chất lượng hàng Quảng Châu nha mọi người nha. Nó đẹp xịn sò như thế này này. Đấy từ nhiều khi lát nữa em dơ lên là các bạn không nhìn thấy, em like rất là nhanh với là nhiều khi là dơ lên các bạn không có ngắm được đã con mắt đó. Thấy chưa? Và mã đầm này nha mọi người nha. Đầm đây này có hai cái túi, thấy chưa? Hai cái túi, đầm dài có một cái nơ ở ngần ngực. Hàng Quảng Châu chính gốc luôn, trời ơi đi một cái đôi bốt rất là chất lượng. À, rồi còn lấy đi đây. Nó còn lấy đi em khỏi phải mở. Ý là để đây xanh, ai lấy xanh comment xanh. Hàng Quảng Châu này đi nghiêm của nó là trên 100, chắc chắn luôn không ở đâu rẻ hơn, thậm chí các bạn đi ôm sale cũng phải cả trăm nha mọi người. Nhưng ở đây các bạn đi lấy chỉ có 69.000 mà thôi. Đẹp lắm luôn, mặc lên nó đẹp tuyệt vời luôn. Rồi. Ai lấy xanh comment xanh giúp em, ai lấy xanh comment xanh nhá. Xanh xanh. Quá đẹp luôn. Bạn nào chưa lấy thì hốt về cho em với. Tay của nó là tay loe như thế này và ở dưới cũng loe như thế này luôn. Rồi ai lấy xanh comment xanh nhá. Xanh nha các chị em nha. Xanh nha các chị em. Rồi bạn nào chưa lấy thì lấy đi cho em ha. Nó có mấy ri thôi tại vì do là hàng len này rất là dày dặn và rất là đẹp. Ai mà ở ngoài khu ấy, ngoài miền khu lạnh á, lấy cái hàng này về bán 69.000 rất rẻ. Em nói một cái đầm như thế này. Đỏ hả? Còn ri đỏ kia của chị Thảo Thanh Nga. Ok, còn đúng một ri đỏ duy nhất. Đỏ gì? Đỏ đại á, đỏ đại là chị lấy rồi. Ủa bây giờ mới nhảy lên á, dám ăn chưa? Lấy rồi, chị Thảo Thanh Nga lấy rồi. Tại vì em đọc rồi. Ừ. Sao mà gì đâu mà điện thoại gì bây giờ nó mới đọc được cái comment đỏ đại của chị Cao Thanh Nga. Đúng là thật lợi hại. Người ta đi từ 8 tháng nay rồi bây giờ nó mới tới. Rồi tiếp tục đi ba đứa hàng lên cho vợ. Ai lấy len thì comment len cho em nhá. Còn một cái len đỏ kìa. Mai xe về em đi sớm nên anh tranh thủ giùm em nha. 9 giờ sáng mai chạy nên em cố gắng... mai chuyển khoản sớm ạ. À. Ok mình hoang ngô, ngày mai xe em đi sớm nha ba. Rồi, chị biết rồi. Ok ngày mai như vậy chị nên cho đóng hàng sớm cho. Tội nghiệp. Có nhiều bạn đi hàng xe nó xe đi từ lúc 4 giờ sáng là coi như là sáng ngày hôm nay là lát nữa tụi em chụp bill các bạn chuyển khoản là sáng ngày mai tụi em nó phải đi rất là sớm cho các bạn rồi. Cũng khủng khiếp tại vì nhiều bạn ở tỉnh xe có khi 3 4 ngày mới vào một lần. Có một ri đại đầm này, đầm đỏ này, ai lấy đầm đỏ cứ mình đầm đỏ cho em nhá. Đầm đỏ, thấy chưa? Form nó to lắm nha mọi người ơi. Hàng rất là xịn sò, cao cấp cực kỳ luôn. Rồi ai lấy đầm đỏ, có mình đầm đỏ có một ri duy nhất.
còn có ri à, ai hốt về đi, bạn nào ở miền xứ lạnh á, lấy mấy cái hàng này về mà bán nha, hàng đầm đỏ, ai lấy đầm đỏ cho mình đầm đỏ giúp em. Chị Vân lại ủng hộ nốt, em cảm ơn chị Vân. Chứ cái gì mà em còn có ri hay ri, em nhờ chị. Cao Thanh Nga em lấy đâu, màu đỏ em lấy đâu. Ý chị Cao Thanh Nga là lấy quần. Quần. Dạ, mà ý là bây giờ nó tới đường truyền của em, chị Nguyễn Vân. Rồi, cái này là áo xanh này, đầm xanh này. Được chưa? Chuyên cột hàng mà. Ôi dồi, anh cột kia thế, ngày mai mấy đứa nó ngồi nó cắt lại nó chết luôn. Cho em đi đen đây. Cho em một cái đen đây này, đây này, đây này. Hả? Ừ. Túi đẹp nhỉ. Nó cả cái túi này mọi người này. Đó, qua giờ là quên. Cái này là túi để mà các bạn về các bạn bỏ vô luôn á, để bán luôn á, nó đi kèm luôn mọi người nhá. Tức là một cái đầm như vậy đi kèm luôn. Rồi, ai lấy đầm đen chất lượng comment đầm đen thì em có một cái nơ rất là xinh y như cái hình mẫu luôn. Cổ lọ như thế này, một cái nơ, hai cái túi ở dưới. Rồi, ai lấy đen comment đen giùm em, vải rất là mềm và dày dặn, hàng xịn sò. Ai lấy đen thì comment đầm đen nhá, đầm đen nha mọi người nhá. Đầm đen, đen, đen. Đi với đôi bốt nữa là ta nói nó hoàn hảo luôn. Đầm đen nhá tình yêu ơi. Thôi ai lấy đầm đen ủng hộ em đi, đầm đen này nữa cho nó hết luôn đó mọi người, cho nó cancel. Tức là xong hàng len luôn đó. 1, 2, 3, 4, 5, ok. Rồi ai lấy đen có mần đen, ai lấy xanh thì có mần xanh nhá. Có 2 ri thôi, rồi hết hàng luôn rồi. Nào, trả cái túi này về cho khách. Anh trả giùm em trong cái ri đó chứ không nó lại ấy. Ba đưa hàng đấy cho em đi. Mấy cái quần đó là quần gì vậy bố? Quần caro đó. Ừ, ừ, caro nằm đi đâu mà tự nhiên bây giờ có thể... Ừ, khoảng tháng nữa, hôm nay về hơi sớm. Tháng nữa lạnh là gọi là teo cờ ru. Lại rước ngày chị ơi, có len không, rồi có phao không. Bây giờ đưa len lên các bạn còn đang hờ hững. Chị ít bữa nữa lạnh chết luôn á. Em nhớ năm ngoái rồi, trời ơi, cái bắt đầu vào vụ. Các bạn rước ngày có phao chưa. Em hấp rước ruột các bạn luôn. Cái quần này này mọi người này. Cái quần này á, nó là hàng tay đại, vải thô, hàng kaki thô đó mọi người nha. Đây này, nó may kỹ, cực kỳ kỹ luôn. Cái hàng này may kỹ lắm luôn. À, cảm ơn bé xinh, yêu em. Thôi phải thả tim liền bé xinh, có ri xanh mà nãy giờ bà Nhung bán năn nỉ bé xinh. Ừ, đó. Cảm ơn bé xinh rất là nhiều, có lấy đen không? Này của bé xinh này. Cảm ơn bé xinh rất là nhiều. Ừ, đúng rồi. Bây giờ chị biết mà nhiều bạn bây giờ kiểu dạng như là vẫn còn đang bán lai dai được mấy cái hàng mỏng mỏng nên bởi vậy vốn thì chưa mạnh nên chưa dám ôm. Chưa bắt đầu khoảng tầm là, nhưng mà em sợ tới lúc đó thì lại không có hàng sale. Lúc đó là chắc chắn không còn hàng sale nữa đâu. Chị lấy nốt đen cho em. Ôi, em hạnh phúc nhất thế gian này. Ba Thái ơi, chị Vân lấy luôn đen rồi. Năm nể từ nãy giờ. Em cảm ơn chị Vân. Chị Nguyễn Vân Huế. Rồi. Chị Cao Thanh Nga đầm xanh. Anh Hùng. Anh cái gì anh hỏi. 1, 2, 3, 4. Ủa sao có 4 vậy ta? Em ơi. Thế mai kiểm cho chị Nhung nhá. Đi 5 xong rồi mai kiểm cho chị Nhung nhá. Cao Thanh Nga đầm xanh len. Rồi cái này mọi người này. Em sale đại cho mọi người, cái này là size đại nha, chứ không phải size nhí đâu, đây là size nhỏ nhất nhá. Cái này là quần đại, quần vải đại, may cũng kỹ lắm, ok cực kỳ, mặc ở nhà là tuyệt vời luôn, các bạn nhìn may này. Thấy không? 229 ngàn. Em nói cái hàng này đã đi cũng ba mấy ngàn đó, em chả nhớ đâu. Cũng ba mấy ngàn đó, sale đại cho mọi người 29 ngàn. Ha, rồi ai lấy caro, cầm một cái men caro đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đi mấy ta? Còn đâu chị, nó còn có 3 ri à. Chị Vân lấy 5 ri. Còn gì đấy, chị đi. Này nó đánh giá này, 70 ngàn đấy. Nó bán lẻ rồi bán. Còn gì nữa. Từ từ, em xếp ra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, 8. Nó là cái size lớn nhất đây này mọi người nè. Thấy chưa, nó không phải 25kg giống như cái hàng đâu nhá. Phải 37kg, rất là đẹp. Ui, 29 ngàn cho các bạn luôn đi xem. Rồi, xong. Ơi.
hả? 8 bé ơi. Ừ. Đại mà sao lại ghi 8 ta? Lạ lắm vậy. Mai đếm hàng cẩn thận chị Nhung nha. Này, 8 đúng thiệt. Ba ba cho em có bọc đi nó có tự nó. Đúng rồi, đúng rồi. Hàng này nó cắt 8. Đúng rồi. Có, hết rồi. Hết sạch sẽ rồi My ơi. Chị Nguyễn Vân, Ngọc Anh hết nha. À, Lan Mai hết nha. Trần Thanh Trần hết, Thương Thảo hết. Rồi chị Nguyễn Vân 5 ri. 1, 2, 3, 4. Ôi cha mẹ ơi, đủ 5 ri luôn. Nguyễn Vân. Đếm số lượng mà chị tán nó thôi. Đếm tổng bao nhiêu cái rồi. Hàng này hết rồi. Tức là hàng này nó còn. Đếm tổng cộng bao nhiêu cái cho vô. Chị nó hình như nó còn mà. Hết rồi. Chị nó còn hết rồi. Hết rồi. Thương Thảo hết rồi, đừng buồn nha mọi người nha. Hàng này bán dễ bán lắm luôn. Mấy cái hàng này rất là dễ bán. Tại vì hàng các bé nó mặc ở nhà, mặc đi học mầm non ấy, những cái hàng này vô cu tí nhà em là em hay cho mặc những cái quần vải như vậy, nó mềm, nó đủ để cho các bạn lịch sự, đủ cho các con cảm thấy nó lịch sự và đủ cảm thấy các bạn thoải mái nhất. Nhưng mà nó còn có 5 ri này, còn vẫn còn sót á, có 1 ri thôi hả? Trời ơi, còn có ri à, nên mọi người ơi này, 1 ri duy nhất nhá. Em sale đại cho mọi người giá 45 hàng đại cồ. Cái này là đại cô, đại bé trai, quần đùi đại bé gái. Oh sorry mọi người, là đại bé gái. Được chưa? Rồi Hồ Thương này. Hàng Quảng Châu. Hồ Thương mà xăm mắm túi kia. Rồi. Còn có ri à, nên sale cho mọi người giá 45 ngàn. Ai lấy comment giùm em 45. 45 nha, 45 theo. Chưa không? Để chị Nhung kiểm tra. Anh bỏ giùm em thay bao giùm em với. Thay bao giùm em 45 ngàn đó. Rồi còn một ri này nữa này. Mấy cái áo này đã lắm luôn. Muốn làm cho chị Vân luôn. Ôi, chị Vân nhận hàng này rồi, chị Vân biết rồi. Đây này, chờ neo này, các tình yêu này. Thương không? Yêu lắm, 30 ngàn. Chờ neo này cũng cao lắm này. Mà em chả nhớ hàng xây đại nhá. Cái này là chờ neo xây đại nhá mọi người ơi. Thế bán đại cho mọi người giá 30 đấy. Chứ bây giờ hàng này mắc lắm ấy. Hàng này hình như 39 ngàn đây này. Mà bây giờ đi 30 ngàn, kệ nó đi. Sell mà đã phải sell rồi. Sell của sell, cái này gọi sell của sell mọi người. 1 2 3 4 5 ok đại đi 5. Ba chục ngàn chờ neo hàng xe đại. Rồi còn một cái thằng Candy. Áo cho bạn áo Fendi. Bé ơi, điện thoại nó lại cà chớn rồi, bé giúp chị không với? Khánh Ngọc Uyên ơi. Đúng rồi. Các bạn chấm chấm giùm em với, hay là các bạn làm điều gì đó, các bạn cho em một cái comment bất kỳ một cái gì đó yêu thương hay là gì gì đó nha mọi người, cho em lên với, điện thoại em nó lại đơ rồi. Lên một cái gì kìa. Cái này là set đen nha mọi người nhá. Set đen Fendi như thế này đấy. Được chưa? Áo phọc dài, áo phọc dài form rộng và đi với cái quần ngố, quần kiểu dạng như quần bụi bặm á, các bạn nhớ không? Cái này là size đại hay sao mọi người ạ? Hàng này hàng size đại đúng không? Cái này là bộ size đại. Bộ đen này size đại, em sell cho mọi người giá 49 ngàn. Đại mà 49 ngàn là không bao giờ có mà hàng bộ ngố nữa. Set đại nhá. Set đại, ok chị Fendi, chị Fendi. Chị Nguyễn Vân em đã thấy chị rồi. Đấy, điện thoại bắt đầu lại thấy nhau rồi đó. Ôi, ừ có 49 ngàn hàng size đại này, bố hôm trước đi tới tận nào. Chả nhớ nữa. Đủ 2 hả? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đúng rồi, size đại này. 6, ừ. 33 tổng hết luôn rồi. 33 cái tất cả không ơi. 33 cái quần hả? Nguyễn Văn hả? Ừ, thì chỉ nằm trong góc kia kìa. Rồi. Cái này hả bảo? Này luôn rồi. Rồi, ba tiếp nhiên liệu cho em với. Cái đó là cái gì vậy? Mọi người ơi, có cái mớ quần này ai ủng hộ, ai thương thì ủng hộ cho em hết luôn nha. Nè, 1, 2, 3, 4. Cái quần này các bạn cũng lấy nhiều lắm rồi, cũng tội nghiệp rồi này. Nếu mà bạn nào lấy nhiều quá rồi thì thôi, không cần lấy thêm đâu nha, không tội nghiệp, khổ. Nhìn qua like các bạn lấy nhiều lắm luôn này, nó vẫn còn mớ này. Em like cho nó hết sạch luôn đi, để tuần sau em còn về hàng mới. Xét đại hết rồi, Hồ Thương. Này, nó còn mấy đi nè. Nó đi đỏ kìa. NK81 Dorex, cái hàng này là hàng kaki của nó là siêu cao cấp. Ôi, thôi đá cái chơi. Đây này nó lẻ sai này. Mọi người ơi bây giờ như thế này đi cho nó hết sạch hàng luôn, cho nó
em thích kiểu dạng như là cái mã nào cho nó hết mã đó luôn, nên cái bởi vậy cái hàng này em sẽ chấp nhận thiệt về phần mình lỗ 2.000 nha mọi người nha, kệ đó, bù qua xuất lại cuộc sống mà mọi người, đúng không, thừa nhận với em điều đó. Hàng này các bạn biết rồi đúng không, cái nhãn hiệu này là các bạn biết rồi nha, nhãn hiệu này là khách hàng Zara mà cùng lô mà Zara mà chị em mình lấy hàng cao cấp á. À, lấy cho con trai của mẹ nha, đẹp lắm. Cái này sale nhiêu nhỏ mắm nhờ? 55.000 đúng không? Bây giờ nó là lẻ size, em đi cho mọi người một giá, không ai kiện cáo nhá, đừng ai kiện nhá, em chịu thần thiệt cho mình 50.000 lẻ size. Rồi ai chốt thì comment giùm em. Bạn chả biết nó có gì đi ơi. Đấy trai, lẻ size. Lẻ size 50.000, tức là nó sẽ là màu trắng rồi màu kia, em chịu thiệt phần thiệt nha mọi người, đừng kiện em nhá và đừng buồn em nhá. Nếu như ngày hôm qua thì vừa giá hôm qua mà hôm nay vừa giá này thì mọi người đừng buồn em, bởi vì em muốn cho nó kết thúc, cho nó rộng nhà để các bé nhân viên bên em toàn là nữ mà toàn mấy bé còi còi không à, mà mấy bé nó cứ ngồi nó xếp hàng suốt, nó lội cụi xếp suốt là tội nghiệp lắm, cứ để mà xếp tới xếp lui thấy thương luôn á đó. Đấy nha, ba coi xem em còn bao nhiêu đi bé trai, em nhớ nó còn một cái cây nào đó nằm đâu á. Mấy bé còi nhà em cứ ngồi lụi cụ nó xếp suốt à, nhưng mà vậy có những cái hàng mà em vừa bán xong nó xếp rồi nó cất luôn mấy tháng sau lôi ra. Không, nó có một cái cọc hàng lẻ sai em nhớ mà. Đó, nó lại xếp lô rồi đó. Hàng đâu? Nó phải là sai vậy. Lẻ sai đó. Nó của mấy gái mà. Thế là lẻ sai bé gái rồi nè. Còn lẻ sai bé trai có một cái cọc, em thấy nó cột lại một cây luôn á. Coi xem bé còi nó cột đâu. Lẻ sai bé gái. Không, em thấy nó cột một cái cọc rất là dài bé trai, ngày hôm qua em còn năn nỉ các bạn lấy giùm em mà. Em nhớ mà, chờ em xíu thì... ừ. Không, không có đâu. Bé thùng nó để đâu hết. Không. Hay nhỉ. Hay gì? Đấy rồi, qua dưới nằm rồi đấy rồi. Hôm qua chị Vân, chị lấy mấy đi. Hôm qua chị Vân, chị lấy mấy đi, chị Vân. Trời ơi, tội nghiệp các bạn lấy lẻ sai quá trời luôn. Rồi thôi, vậy chị lấy cho một bạn Thương Thảo trước nhé. Thương Thảo này. Trời ơi, nó hồi nãy giờ được có ri. Này, Thương Thảo một ri 50.000. Ok, này chị. Lẻ sai bé trai. Đây này, lẻ sai bé trai nó có cái màu này mới là đỉnh này. Cái màu kem màu ấy này cho Khánh Ngọc Quyên nhá. Hàng này rẻ lắm luôn á. Ừ. Còn có ri hả em hả? Không. Tức là nãy mi kiếm còn đúng một ri đúng không? Vậy là hết rồi nhá. Cảm ơn các chị em đã ủng hộ nhiệt tình. Rồi đây còn một ri cam, hàng Gucci này, hàng này hàng. Cái cua, trí não của em rất là tốt. Rồi bạn nào lấy cam thì có mình cam. Lẻ đó mà lẻ. Màu của lẻ đó mà lẻ. Cam. Đẹp chưa? Đây. Trời ơi đẹp quá hả? À. Ai có một ri cam nguyên này, cam nguyên nha mọi người nhá. Cam nguyên này còn có ri à, tôi đi cho mọi người giá đại luôn 52.000, ai lấy cam thì có mình cam. Em đi cho mọi người giá đại luôn đấy. Tức là cho nó hết đấy mà, còn có ri à. Dây nịt đi kèm luôn nha mọi người nhá. Đi kèm dây nịt luôn. Đừng buồn em nhá, đừng buồn em nhá. Kem chẳng có kem đâu mi ơi, còn co cam mà. Cam mê đô này. Cam mê đô đi kèm dây nịt rất là xịn tò, hàng này là quá đỉnh luôn á. Có 52.000 mà, có 2 ri, 3 ri này để làm gì đâu. Mất công mai bay là cứ phải ngồi xếp lại nữa. Ủa mà hay ngày qua đùi Nhung đi giá nhiêu vậy? Coi lại chị Nhung, hình như là giá không phải đâu. Chị xem mọi người giá khác đó. 49.000. 49.000, treo lớn luôn đi. 49.000 nha mọi người nha. Đúng không? 49 chuẩn luôn. 49.000, ai lấy đô comment đô. 49 nha mọi người nha. Hàng rất là xịn, hàng siêu cao cấp. Các bạn nhìn hàng này. Hàng đúng kinh đỉnh luôn, kinh điển luôn á các bạn. Từ từ đã. Rồi ai lấy đô cơ bằng đô. Màu đô, màu là màu đô.
Thử coi có hồng đâu. Đó ba, còn đi hồng thì em lấy hết đi. Rồi rồi. Có 49 này. Ừ. Rồi. Dạ. Hồng thấm. Rồi ai lấy cam cho mình cam. Ai lấy đô cho mình đô. Đô thì hoa nguyễn. Hoa nguyễn cam. Đô. Một anh xanh. Cái hàng này cao cấp lắm luôn. Cái này đại. Đại không? Đây rồi nha. Hàng này đỉnh lắm nha mọi người. Đây nè. Đúng cái len nó cột hết lại. Thương hiệu cùng của nó đây nè, tức là cùng một cái dòng này luôn mọi người nha. Các bạn nhận về đấy, các bạn cảm nhận cái chất lượng hàng của nó đẹp như thế nào nha mọi người. Rồi ai lấy xanh thì comment xanh giúp em nhé. Đây, cái thương hiệu này. Đó, đây. Các bạn là quen lắm luôn cái mác này luôn rồi, quen cực kỳ quen rồi. Rồi ai lấy comment giúp em rêu rêu, cái này mà kết hợp với áo trắng, áo đồ này kia đẹp lắm luôn á. Rồi, ai lấy rêu comment rêu. Rêu đi các chị em, ai lấy rêu có một rêu, à còn một ri đen nữa này, cái màu đô này, màu đô, màu rêu, để sai đen này. Rồi còn một cam, ai lấy cam thì có một cam ủng hộ luôn cho hết. Rồi bé trai để sai, còn à, bé trai còn đô, nó có hồng nữa hả, còn một hồng. Dạ vâng, hàng này đẹp mà chị lấy nhiều lắm rồi, đúng rồi, ngày hôm qua các bạn lấy nhiều lắm luôn rồi, ủng hộ em nhiều lắm luôn rồi nên em biết mà. Còn đen không bố? Hết đen là chị Vân ạ, à, nó là lẻ sai chứ không phải là đen đâu. Em nhìn thấy nó có sót một cái đen duy nhất thôi. Đây này chị này, có một cái đen nào mà đi nguyên mớ dây đen. Mà em thì em bán hàng là ví dụ như cứ lẻ như thế này là buộc em lại tính giá khác. Đấy nhá, à rêu cảm ơn Trần và Tân Thùy. Mà công ty nó sale không bao giờ nó tính lẻ cho mình. Nó cứ tính hết, Trần Tân Thùy. Cảm ơn em yêu. Ừ, rêu bé gái. Cái này các con mặc lên nhìn ghét lắm, ghét lắm luôn đó, mà con đâu phải đi đai đi đồ này kia đầy đủ lắm đó. Rồi hết đen rồi. Rồi ai lấy cái hàng bé trai này này, bé trai còn đi đô này. Cái bé trai là lửng nha, hàng này là hàng em nói là chất liệu kaki của nó là tuyệt vời, trên cả tuyệt vời luôn, không phải là tuyệt vời mọi người nhìn này, kaki lửng nha, hàng size đại, cái size này là đại trung chứ không phải là nhí nha mọi người. Sao thì ngủ quên lại em. Rồi cái này là rêu này, các bạn nhìn thấy không ạ? Hàng à, cái này hàng đô này, màu đô mà hàng lửng, hàng hàng cao cấp của nó luôn á. Hàng này mấy cái hàng này nghiêm của nó cao lắm luôn. Hàng nghiêm cao lắm luôn nha mọi người, về bán cứ trên trăm giúp em chứ đừng bán rẻ uổng. Thực sự luôn, em thấy cái mấy con này. À, hàng này thôi. Còn có hai ri này ai ôm cho em luôn đi. Em bán cho mọi người bằng giá mà đi cắt buôn cho các bạn luôn á, là 52.000 luôn á, là hết luôn á. Là coi như là đi kiểu dạng như đi xe đơn cho nó hết á. Ai lấy comment giúp em 52.000 luôn. Đô còn hai ri. Còn đúng hai đi thôi, đô đô đô. Dễ thương quá chị Vân. Ờ, tâm thủy tâm thủy. Ok này, ai lấy đô ủng hộ em luôn nhé, còn có 52.000 em đi cho mọi người cho nó sạch cái nhà cho em. Không, không có đen. Rồi ok, ai lấy đen thì có mình đen. Bé trai mê rêu. À em nó có sót gì ạ? Rồi Trần áo dài anh Nhung. Áo dài anh Nhung. Rồi em ơi, mọi người đừng buồn em nhé, tại vì em muốn cho nó hết hàng luôn á. Rồi Ngọc Anh Silver. Rồi hết đô luôn, có hai đi thôi. Hết đô nha, đố mi mơ, đố. Còn một đen này em này, Minh Hoa Ngô này. Còn một đi đen duy nhất này. Một đen. Còn cái áo vô trong không vậy? Còn đúng một đen duy nhất, ai lấy đen ủng hộ đen luôn. Nó hơi rách rách như vậy nha mọi người. Cái mã hàng của nó là NK77 đen rách. Đó, nó ghi như vậy là rõ ràng luôn. NK77 đen rách, rất là xịn đằng sau. Mấy cái này đẹp lắm, mấy cái hàng này đẹp lắm luôn. Ok Thương Thảo. Bé ơi hôm nay cái này hàng tính cho các bạn bằng giá buôn luôn. Rồi đen cho bạn Thương Thảo. Cảm ơn Thương Thảo nhé. Chị đi hết luôn mọi người, đừng buồn em nhé. Thương Thảo cho nó sạch cái nhà. Thương Thảo. Rồi rêu, rêu cho bạn Ngọc Anh luôn. Trời ơi rêu mặc đẹp lắm luôn đó Ngọc Anh.
Hai bán shop lấy mấy cái hàng này về bán cho nó đã. Bố Hải ơi, anh, bố. Ghê này, chẳng Ngọc Anh này, anh này. Gì? Ghê chẳng Ngọc Anh. Hết đen rồi. Đây còn bé trai, nãy giờ là toàn trai không mà. Cái này là hàng size đại chứ phải hàng size nhí đâu mọi người nha. Nó là đại trung á, chứ không phải đại cô, nó cũng không phải ấy. Này có một ghi lính nữa này. Lính còn mấy ghi. Đẹp lắm, thấy chưa? Bị sò lắm, nói chung là mấy cái hàng này mặc lên là phải nói là quất như đứa chết luôn. Mặc cái áo trắng, em thích cho con mặc cái áo trắng. Nó sạch, nhìn nó sang, nó lịch sự nữa. Đó, rồi ai lấy lính thì comment lính giùm em. Ai lấy lính thì comment lính giùm em nhá. Lính nhá, lính rách, mã của nó là NK77. Rêu lợn lính, lính. Rêu lợn. Trời ơi, phối với áo trắng, áo xám, đồ này kia rất là đẹp. Cảm ơn Linh Hoa Ngô nha. Anh để ý lưu ý giùm em mai Linh Minh Hoa Ngô đơn này đi đầu tiên. Đơn sớm, em nó đi sớm. Cảm ơn Minh Hoa Ngô. Ngọc Anh à. Rồi, lính cho Hồ Thương, cảm ơn Hồ Thương nha. Ai lấy lính nữa ủng hộ lính nhá, còn rêu với lính nữa thôi. Còn hai cái mã đó thôi ấy, là hết sạch luôn rồi. Hết sạch sẽ luôn đó mọi người ạ. À. Bố Thái ơi, cái hàng này còn không anh? Anh, ba. Này như của khách luôn nè. Của Hồ Thương, bên Linh Hoàng, Minh Hoàng Ngô. Cảm ơn tất cả mọi người. Rồi em lên mã khác luôn. Hai cái hàng này vẫn còn vậy. Cái này mà cái gì nhỉ? Bé Liên nó lấy rồi. Tên gì? Đó tên gì à? Cái này của em Ý Nguyễn. Ý Nguyễn tuần trước. Hàng này là 72.000 đây mọi người này. Mà em xem cho mọi người giá bao nhiêu nhỉ bé nhỉ? 65.000 luôn, hàng đại mà cái vải này thì quá cao cấp nha mọi người nha. Còn một ri duy nhất. Còn có ri à, nên em xem cho mọi người giá 65.000 luôn. Hàng form to lắm. Hàng xịn lắm luôn á. Rồi ai lấy comment giùm em 65.000 nha. Đừng buồn nha, bởi vì sao em đã sell như thế này đồng nghĩa việc có khi là còn dưới giá nhập luôn rồi. Rồi ai lấy cam comment cam. May này, phối này, hàng của solo kit á, hàng cùng với cái hàng Apple kit á, nó cùng luôn á. Nó đẹp quá mà nó rẻ nữa, tụi thì không lấy nữa chị em, vải đẹp lắm, nhìn xịn nó. Trời ơi. Tiên hàng shop này bán cô thấy. Em bay mất cái lọ rồi, em giúp em đấy. Nó bay hết rồi, em để dưới kia nó bay rồi. Còn đi nào, hết rồi phải. Cái này của chị Nguyễn Vân, ok chị Nguyễn Vân. Hả? Mày hả? Ai? Chị Nguyễn Vân nhưng mà chị thấy rẻ là chị lấy thêm à, rẻ quá mà. Hàng này nghiêng của nó cao lắm. Ai mà sành hàng là biết ngay à. Cam cao cấp đi ơi. Đâu ra xếp ly mua bé gái thế. Làm gì còn xếp ly nữa, hết hàng xếp ly rồi. Cái này là hàng gì đây bố? Có 65.000 à. Ủa sao cái này của Hồng Dương? Xếp ly hả? Xếp ly thì giờ này like áo khoác. Siêu xịn luôn. Áo khoác không thể nào tưởng tượng nổi nha. Một ly duy nhất. Cái này giá nhiều bé. Đúng rồi anh. Ai nhớ hàng này em cùi luôn á, ai nhớ bé? 55.000 sale 50. Các ghi trên đây không hả? Đã sale 50.000. Sao chục ai lấy comment giùm em là 50 nhá. Ai lấy comment giùm em 50 được chưa? Áo khoác là rất là cao cấp. Hàng của Tina mọi người ơi. Hàng của Tina mà 50.000 là không thể nào, không bao giờ có. Ai lấy comment giùm em 50. Không bao giờ có hàng Tina mà em đi cho mọi người giá 50 đâu. Em nói thiệt sự luôn, hàng Tina nó sale bèo bèo cũng phải 65.000. Hàng Tina kích á, Thương Thảo 50. Chị Nguyễn Vân hết mất rồi. Sorry à. Này. Hết rồi, hết rồi. Ơi An Mai Trinh ơi, tức là một ri của nó là ví dụ như cái này đang cầm này là 8 áo. 8 áo, hàng của Tina kích á. Hàng Tina kích mà giá 50.000 là sốc chưa? Bao về lời luôn. Ai rồi? Thương Thảo. Tâm thủy hết rồi bé. Có ri à. Rồi, có ri quần này này mọi người này. Cái quần này
Cái quần này thì không phải là jean xịn sò đâu. Minh Hoa Ngô trước hả? Thôi, chị Nhung cứ thấy ai là chị Nhung chốt là chị bột luôn. Cái hàng này em nói trước là không phải hàng xịn nhá, nó không phải là jean đỉnh của bên em. Được chưa? Mặc ở nhà cho vui vui, hoặc là mặc đi học mầm non, hoặc là bán kiểu nhiều khi mình cũng phải phục vụ đủ các đối tượng luôn á. Xem cho mọi người 50, áp có lộn 30 ngàn. Đó, nha. Thấy chưa? Các bạn nhìn rõ nhá, nó là jean xịt phe chứ không phải là cái jean mà đỉnh đỉnh giống như hay chị em mình hay ôm đâu. 30 ngàn, nhưng mà mặc lên rất là sướng. Đẹp, ừ đúng rồi, nó đủ size. Chị đi nguyên ri mà, chị đi xỉ mà ăn ra chi. 30 ngàn, ôm cái hàng này về. Thấy chưa? Sớm quá thế lạ hả? Nhà không có thói quen làm sớm gì đâu không ấy. Thương Thảo hoạt động toàn về đêm không? Cảm ơn Thương Thảo nhá, chị Phương hết rồi, chị Phương là có ri à. Rồi ở đây còn một cái ri áo khoác jean đại này. Jean đại mà chiều nay bạn nào hỏi nhá, tôi quên mất tiêu rồi. Dạ. Một cái anh khoác đại, đại jean đại này. Bé ơi, cái hàng này jean này bao nhiêu nhỏ? 7 mấy ngàn? Hả? 7 mấy? 79 hả? 72 ngàn. 72, 79. Mở lại đi, mở lại tháng trước coi. Ngủ trước hỏi. Tâm Thùy nhớ cái hàng này không? Bởi vì chị thấy em nè, thấy ri tên của em nè. Hàng này khỏi chê luôn. Form to đồ. Ghê gớm chưa? Đằng sau yếm nè. Hàng này mắc lắm á, 79 ngàn. 79 ngàn khỏi coi, ta nhớ rồi. Đúng không? Hàng áo đại nha mọi người ơi, áo khoác đại 79 ngàn, sale 75. Đúng chưa? Bé nó đang kiểm tra máy nhập. Bao nhiêu? Chết mẹ, 89 hả? Em nhớ là cái hàng này mắc lắm luôn, thiệt tình luôn á. Rồi thôi lỡ lời rồi, lỗ 10 ngàn cái thôi chứ có nhiêu đâu. Lỡ lời rồi. Thề là lỗ nha chứ không không có lời và không có huề nha mọi người nhá. Chết chắc luôn. Vậy mà ông giả mình còn phán cho cô xanh gần nữa. Thôi chúc mừng áo dài anh Nhung trúng một cái ri hào này về bán bao lời luôn á anh Nhung. 75 ngàn, bao Nhung bán nói là bao không thay đổi mà. Em nói thèm à, thôi 75 ngàn rẻ đi lỗ rồi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lỗ 70 ngàn. Lỗ 70 ngàn á, em thề luôn rồi à. 100 ngàn muốn đi cà phê của bà Tân mà ông Thái. 89 thôi à, em không nhớ đâu. Em nhập vào 89 thì đồng nghĩa việc là em bán 89 đồng nghĩa việc là em nhập thấp nhất là 85 ngàn. Em nói rất nghiêm túc mọi người nha. Nhập thấp nhất 85 ngàn là em bán mọi người 75 em sẽ lỗ 10 ngàn. Thôi kệ đi, mất mấy cái đi cà phê. Coi như ngày mai chồng nhịn uống cà phê khoảng 4 ngày. Tiếp chồng. Mới tiếp hàng đi. Chị không lấy hàng lên. Ông coi xong ông lắc đầu về này mọi người. Sơ mi nhá. Sơ mi các tình yêu ơi. Anh lấy cái kéo cắt đi cho nó cứng lắm. Cái này anh cắt được. Ê, còn mới cái hàng này em năn nỉ này, em chuyển sang giai đoạn năn nỉ ỉ ôi nha mọi người nhá. Ôi trời, em nói là không biết làm sao mà nó sale mà nó sale cái lô gì đâu mà nó cắt. Hàng thì hàng giá cao. Nhớ mới nhập chị. Đây nè, cái hàng này là hàng mà gọi là gì nhỉ? Hàng GF là hàng rất là mắc, hàng của công ty á. Nó may mà em thiệt mấy cái bạn công ty này bạn làm kiểu gì mà cắt một lô hàng nó quá nhiều đi. Đây, nó cắt lô hàng cả mấy ngàn hàng mọi người ạ. Nên bởi vậy khi mà nó sale cho em ôm cả lô thì cái giá nó mới tốt. Mà ôm cả lô thì về bán hoài không hết. Một màu không cả tới tận 50 ri thì bán khi nào mới hết nổi các chị em một màu đấy. Nên bởi vậy hôm nay bán sale cho các chị em lỗ gọi là lòi cái... Sale cho mọi người nhá. Ai chưa lấy thì lấy ủng hộ em luôn, hàng cao cấp. Hàng này là hàng cao cấp, hàng này giống như hàng của Kenkit á, chất liệu giống y hàng Kenkit mà đi nghiêm của nó. Nghiêm của nó là 8 mấy, 7 mấy, 8 mấy nha mọi người nha. Hôm nay em sale cho các chị em giá 45 ngàn, ok không? 45 ngàn, ai chốt nhanh, hàng Liên Quân. Đó, thấy chưa? Liên Quân, ai lấy comment giùm em 45. Chưa lấy thì lấy đi các bạn, vải đẹp lắm mà. Hàng của GF, các bạn biết hàng GF là hàng rất là xịn và rất là mắc. Mắc lắm, hàng GF rất là mắc. Rồi, Liên Quân 45 ngàn. Đi cho hết đi các bạn ơi, ủng hộ cho hết nha. Ai chưa lấy thì lấy đi các bạn này, các bạn em biết là các bạn lấy ủng hộ em nhiều lắm rồi. Coi như là hầu như bao nhiêu bạn xỉ là ôm hết hàng này luôn rồi đó.
Hầu như bạn sĩ nào cũng đi qua cái hàng này hết rồi. Rồi, Trang Thi, cảm ơn Trang Thi, cảm ơn chị nhờ. Ác thiệt là cái màu nó như thế này thì viết không nhìn thấy được cái chữ nào. Rồi, Trang Thi, cảm ơn em yêu hàng này, hàng siêu cao cấp. Em có đại rồi đúng không chị hả? Chị cũng nhớ luôn á, Trang Thi này, Trần Thanh Trần này. Rồi, Khánh Ngọc Nguyên này. Yêu các bạn rất nhiều luôn, cảm ơn các bạn. Ừ, hàng GF cao lắm, chính xác luôn. Hàng GF thì khỏi nói luôn. Có cao giả man mà không ai bán thì mọi người giá 45.000 luôn. Chắc chắn là chị Nhung lỗ chứ không có hề nha. Mọi người đừng có nghĩ là ồ chắc bán nhập giá rẻ như vậy nên bán sao rẻ thế. Không, không hề, no hề. Mà cái gì muốn đẩy đi thì chúng ta sẽ bán rất là rẻ để các bạn lấy hàng. Được chưa? Rồi còn một đi nữa cuối cùng. Có đi hàng GF cao lắm. Nói chung hàng GF thì rất là cao. Nó cao ngang ngửa với sinh kít á. Sorry xanh dương này, ai hốt xanh dương thì lấy luôn xanh dương này. Đẹp ha, Liên Quân. Liên Quân. Cái này nhí mắm ơi, chưa có đại đâu. Nhí. Nhí nhí. Thôi nhí 45 ngàn là muốn chết luôn này. Rồi xanh dương, ai lấy xanh dương không, mình xanh dương. Bán từ 59 còn 45. Lỗ nặng luôn mà. Đấy, chơi lớn như vậy đấy. Rồi ai lấy xanh dương không, mình xanh dương. Xanh dương nha mọi người nhá. Xanh dương, ai lấy xanh dương. Ôi trời ơi, em yêu Hoạt Huyền của chị Nhung. Quấn bon chen ủng hộ thì được ri thương quá à. Hoàng Huyền đi hàng chưa bố? Hoàng Huyền đi hàng rồi. Ngày mai chị ship code cho em đi này đi. Chứ không để. Và một ri 45. Ôi chị hạnh phúc nhất thế gian luôn. Mạc Huyền. Còn ri em lấy nốt cho chị nhé. Mạc Huyền 2 ri. Xanh dương và xám. Ok chị cảm yêu em yêu rất là nhiều luôn. Rồi xanh dương còn không bố Thái? Đây. Của em Trang Thi. Dạ, có lẽ cái đó của Mạc Huyền. Đi chứ để đi cùng hả? Hàng nay em đi chưa? Ý là Mạc Huyền em hỏi đi rồi. Đi rồi, nhà chị được cái đi nhanh hàng lắm. Chỉ dục dịch tiền một cái là đi hả? Không bao giờ giữ hàng. Trừ khi là các chị em có nhu cầu giữ nhưng mà bần cùng bất đắc dĩ. Chứ mê chuyển tiền mà chị không cho đi hàng này các bạn nhảy ngược lên hả? Rồi, ok. Nên bởi vậy cái chuyển tiền là chị cho đi ngay lập tức luôn đó. Ông xã, anh Thái là được cái là cứ ai mà hú tiền một cái là chở cục hàng nữa thì còn chở trước khi chuyển. Cảm ơn Mạc Huyền. Rồi, còn xanh dương. Đại ơi bố. Ý hả? Đại còn một ri này. Huyền ơi, các bạn ơi còn đại này, đại còn một ri này. Đại của nó 80 mấy ngàn đấy. Bây giờ sale cho mọi người giá 55 ngàn luôn nhá. Ai lấy đại cơ mà đại, đại xám còn một ri duy nhất, đại đẹp lắm. Ủa thế là không hết rồi gì? Ây, cha mình thật là giỏi đi chứ. Các bạn thật là yêu thương. Đại, ai lấy đại thì có mặt đại nha. Còn một ri xám, à còn nhí và... Đúng, còn 2 ri thôi. Còn nhí 2 ri và mỗi màu 2 ri. Và đại, còn một ri đại. Chắc phải mở cho mọi người để mọi người nhìn thấy đẹp lắm. Đại Cánh Ngọc Viên. Yêu thương vô cùng luôn. Đại 55, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Cánh Ngọc Viên. Hết hàng. Tức là hết hàng đại luôn. Cảm ơn tất cả các bạn. Hết rồi. Không dám đâu. Tức là chỉ cần alo, anh ơi đi hàng đi, em chỉ đang đi chuyển tiền đây. Thế là anh chở đi à. Mà xong rồi ví dụ như đang trên đường, gọi điện ngược về cho vợ. Em ơi nhận được tiền chưa? Alo nhận được tiền chưa? Chị kêu ok nhận. Thì anh gửi lên xe, còn không là ông lại cụ lụa cùi ông trở về. Ông lại cụ, toàn vậy không á. Tức là giống như là buổi chiều vào nhà chị Nhung đi cùng một chuyến xe. Chị Nhung cho đi một chuyến xe luôn. Chị gom tất cả các hàng, ví dụ như đi bến xe miền Đông em cho đi một lượt. Ví dụ như hàng thì nhiều, ví dụ như là có những đợt em phải gom đi xe tải một chuyến, đi một vòng ra ngoài bến xe luôn. Nên có những đơn hàng các bạn chỉ cần hẹn là ừ, lát em chuyển thì cho đi luôn. Ra đó nếu không chuyển thì cho bục về. Mọi người ơi đây này, chiều nay còn sót đi này này. Ủa sao hàng này vẫn còn bố? Cái này là đại nha mọi người ơi, dài đại nha, dài đại, dài đại, dài đại. Đây. Đẹp lắm luôn, sale 55 ngàn, lỗ chắc luôn. Ô khoan khoan, xin lỗi mọi người, nhí là 55, còn đại là 65 nha, là cực kỳ rẻ luôn. Đại HA hàng cao cấp. Rồi ai lấy comment giùm em là đại, được chưa? Ai lấy đại comment đại nha, lưng khóa, có tăng đơ đầy đủ hết. Dài đại, đúng rồi, em biết mọi người đang cần nhiều lắm luôn. Dài đại cho Trần Thanh Trần, 65 ngàn.
hàng này cao lắm, hàng mấy cái hàng HA này là nó cũng phải tới chín mấy ngàn đấy mọi người ạ, chứ không có cái giá đâu. Ừ. Năm. 2, 4, 5 này, bố bỏ vô cho em hộp lại đi. Rồi. Còn một đại này nữa này. Mấy cái hàng này xịn lắm, Vin mấy hàng Vin này đẹp lắm luôn. Đây chiều nay cũng có một Vin này rồi đúng không? 60 ngàn này, hàng đại đây mọi người này. Hàng này là khỏi chê nhá. Hàng này cũng rất là cao cấp, cao lắm luôn, mắc cực kỳ mắc luôn. Rồi ai lấy lửng đại, có mình lửng đại giúp em. 60 ngàn, còn có ri em không để làm gì hết. Lửng đại 60. Hả? 1, 2, 3, 4, 5, 6 đấy ơi. Ngày mai chỉ được bốc thôi. Lửng đại, ok lửng đại. Em mà hiền. Mà hiền. Ừ. Anh. Hả? Có một ri thôi, ừ. Đây còn một ri dài nữa này. Ủa sao lại nằm đây còn một ri này. Mọi người ơi, chiều nay là ai chưa lấy được cái này thì lấy luôn mọi người này. Cái này là dài nhí này. Dài nhí 55 ngàn này, hàng của HA luôn đó mọi người. Ôi sao thì chiều nay là ủa. Nó lại lòi ra thêm một ri nha. Rồi. Dài nhí lưng thông, rất là xịn xò luôn. 55 ngàn. Hàng cao cấp lắm, nói chung là mấy cái ri này là ri siêu cao cấp rồi. Các bạn mà đã lấy ri ở bên em rồi là các bạn sẽ mê cái chất liệu ri bên em luôn á. Em rất là kỹ, nó zin là kỹ nhất luôn á. Em không nhập zin đại trà bởi vì zin nhiều khi là zin nhiều khi nhập mà không kỹ á, về các bạn giặt hàng nó ra màu ra đồ á, mất khách. Nên bởi vậy zin mà em cứ những cái dòng zin này em nhập thôi. Nên các bạn khác chào zin em không bao giờ em lấy luôn, em không bận tâm luôn. Thì ruby hả? Thì ruby ok. Dài nhí, không phải là đại nhí đâu, có 55 ngàn thôi. Anh mai cho em cái này. Thế rồi. Hết ri này, hết sạch chưa? Hết. Còn một ri đại này. Chiều nay ai chưa lấy thì lấy ủng hộ cho em luôn nhá, 60 ngàn này. Đại của BM Kit này. Mấy cái ri này là ri cao cấp nha mọi người. Đây này, thấy chưa? Đại BM Kit, được chưa? Ri nhìn biết ngay là ri chất lượng rồi, ha. Không nói nhiều, đại ai lấy đại cho mình đại giùm em 60 ngàn luôn này. Đại 60. Đại cho Thương Thảo, cảm ơn em yêu. Cảm ơn Thảo nhiều nhá. Thanh Trần ơi em hết mất rồi. Hồ Thương hết luôn rồi gái ạ. À. Còn... hết rồi, chiều nay có nguyên cây đại em lấy hết rồi. Có một ri áo này. Áo này em treo đại cho mọi người giá 22 ngàn đại đi nhá. 22 ngàn, ôi ai lấy cho mình giùm em áo trắng này. Vải chính phẩm nha, vải cô tông 4 chiều luôn ấy. Vải rất là đẹp, bán shop ok. Em treo cho mọi người giá 22 ngàn, ai đẩy nhanh thì comment nhanh giùm em 22 ngàn. Cái này ri 10 nha bé. Đại lượng hết rồi ạ. À. Rồi ai lấy cho mình được em 22 nhá. 22 các bạn ơi. Áo cho Hồ Thương. Rồi cho một ri màu xám, ai lấy xám thì có mình xám. Y như vậy luôn, ai lấy xám thì có mình xám nhá. Xám. Không khỏi đi 22 ngàn luôn. Ai lấy sáng thì có mần sám. Được chưa? Ai lấy sáng thì có mần sám. Đấy, ba viết cho em mấy cái áo này. Tại hết rồi, sám cho Trang Thi. Hàng này đẹp lắm nha Thi. Trang Thi, ok. Rồi, còn cái anh gì đây? Gọi là... rất là đầm Mickey như vậy này. Đầm Mickey này sale cho mọi người giá 35 ngàn này. Mochino thì thế này, 35 ngàn nha mọi người nha. Đầm 35, các bạn comment giùm em là 35 nhá. Đầm 35 nha mọi người nhá. Rồi, còn một cái áo dài như vậy nó treo cho mọi người giá 25 ngàn luôn. 25. Rồi, ai lấy 25 comment 25 giùm em nhá. Mickey nào? Mickey của Du.
đầm Mochino này của Du. Hết Kim Mickey rồi. Rồi ai lấy 25 thì con mình 25 này. Áo tay dài 25 nha mọi người nha. Áo tay dài 25. 25 cho Thương Thảo. Hết sạch sẽ rồi. Nó còn một cái gì đây này. Cái này hình như là nếu không lầm là set. Set rất là xịn sò, rất là đẹp luôn. Hàng set thiết kế, may may chéo như thế này đây nè. Trời ơi, siêu thịt, đi với quần chân váy. Cưng không? Chân váy có quần chip ở trong luôn rồi. Có quần chip ở trong, sale cho mọi người giá 45 ngàn đấy. Hàng này đi, nó người ta đi hàng thiết kế người ta toàn đi năm mấy không mọi người. Đi sale là năm mấy không á, sáu mấy không á. Mà em đi, em sale cho mọi người giá rất là rẻ luôn rồi, 45 ngàn. Tại vì em nhung thì phương châm là em đi số lượng, chứ em không đi cái chất lượng. Em ý là không phải đi chất lượng tiền á. Em đi số lượng, 45. Xét cho Trang Thi. À, xét, sorry, xét cho Võ Hàn. Ok, Trang Thi hết. Rồi, còn một ly anh này. Cái này là đại. À. Đại nha mọi người nha. Đại này. Còn ri à. Đại này hình như là năm mấy, sáu mấy ngàn. Đây, xe cho mọi người giá 50. Đại bé trai sách nách. Cười hả? Tình ngủ hả? Lấy được một ri hàng mà tình ngủ luôn. Du le. Từ chập tối giờ lấy được một ri hàng. Nó khổ thân bé ghê gớm luôn á. Ai bên ở bên sinh mà. Đời 50 ngàn nhá. Ai lấy đại, comment đại. Đại 50. Còn một em ngựa Bonnie này. Hàng không thái, hàng không cao cấp này. Thấy chưa? Đẹp chưa? Tuyệt vời. Tao nói đẹp lắm luôn. Ôi cái đại này đẹp lắm luôn mà các bạn không lấy. Ủa ngoài đại cho chị Thu Hằng Nguyễn. Nhiều quá à. Thu Hằng Nguyễn chiều nay chuyển khoản rồi hả? Thu Hằng Nguyễn nhanh lắm. Lúc nào bắn bill cái là chuyển tiền lên. Thu Hằng Nguyễn cảm ơn nha. Bởi phải thương em nhiều chút. Đi năm nhá. Tuần sau đẹp lắm. Ngựa. Còn có ri à? Hàng này cao lắm. Hàng này năm mấy thôi. Xem mọi người giá 45. Còn có ri đúng không? Cho sạch nhà. 45 ngàn cho ngựa. Ngựa Bonny của Lưu Hải Yến. Hàng BN Kit màu đen. Màu. Một ri quần đỏ này. BN Kit là hàng cũng hàng thương hiệu Kaki xây đại bé gái. Rách rách nghèo nàn như vậy sale mọi người giá 39 ngàn. 39 ngàn nha mọi người nha. 39 ngàn. Trời ơi, mặc đẹp lắm. Vải Kaki cao cấp hàng của BN Kit mà. Nó cùng với cái dòng jean mà các bạn lấy hàng xịn xịn đó. 39 ngàn quần đỏ. Ừ, đại. Hết Bonny rồi. Các bạn ơi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vừa đó như 35 giờ sale. Trời ơi, chị nói là còn có ri mà. Đó là sale cho rổ lỗ mà. Sale lỗ chứ không phải nghĩ rằng là bà Nhung bà bán một bộ đồ lời 10 ngàn đâu nha. Ơ, chị Nguyễn Vân là lấy cờ 39 à? Là sao? Cờ. Ơ, cờ đâu ra ta? Chị Vân ơi. Anh, trên đó coi. Đại cho Thủy Ruby này. 39 ngàn vải jean đẹp lắm, vải kaki đẹp lắm luôn. Anh chịu khó đấy, anh trèo lên. Ôi ba đừng mà đứng lên một cái là coi như là tiêu lam luôn đấy. Nghĩ đại ai biết đâu. Thì ba lấy hết xuống đây cho em với. Nguyễn Vân. Nguyễn Vân em nha. Chị Nguyễn Vân 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thay đại. Từ đã. Khánh Ngọc Nguyên, Thủy Ruby. Thủy Ruby trước đã. Dạ, có cái hàng này bán cho em là tuyệt vời luôn á. Rồi Khánh Ngọc Nguyên. Hàng cao cấp nha mọi người ơi, mà rẻ quá. Tiếp tục bộ. Thủy Ruby, Khánh Ngọc Nguyên. Em An Phương. Cho thêm một ly nữa. Anh Phương. Khánh Ngọc Nguyên. Dạ. Chị Hằng Phạm một ly nữa. Con nghĩ luôn á. Vậy anh cho em xin nghĩ luôn. Hằng Phạm.
Ok hàng bạn rồi. Còn không? Nhí. Cái này bán tết là tiền đấy. Nhí, nhí, quần, quần. Nó là váy. Nhí, váy. Quần jeep, thấy chưa? 39 ngàn luôn. Đẹp lắm luôn. Hàng BN Kit, mấy cái hàng này là rất là xịn sò nha mọi người nha. Rồi ai lấy váy có mình váy. Gọi là nhí nhưng mà form rất là to. Hàng này là form nó không tiếc vải. Em nói thật sự luôn, không tiếc vải luôn theo. Ồ cha mẹ ơi, váy 39 ngàn, rẻ bèo luôn. Dạ. Nó có đại luôn á. Anh cho em nhí xuống đi. Mặc lên cưng lắm, mặc cưng lắm luôn. Anh cho hết xuống đây đi. Một tám mà. Hết dí rồi, đại không à? Cái đó là gì à? Đại hết. Chà. Trên đó còn không? Có còn bé trai. Dạ, còn bé trai nhiều chị ạ. Nhưng hôm nay không bán lẻ nhá. Từ chờ em một xíu nha mà, mọi người. Hết sạch dí hả? Rồi, có một viên dí duy nhất thôi. Khánh Ngọc Nguyên. Vậy là hết rồi hả? Khánh Ngọc Nguyên nhí. Khánh Ngọc Nguyên nhí. Rồi, vậy thì cho em đi đại đó đi. Chân váy đại. Trời ơi, cái váy đại này xeo lỗ chết mọi người luôn. Hàng này là lỗ nặng luôn á. Rồi, 39 luôn nha mọi người nha. Ai lấy đại thì có mần đại luôn. Chân váy luôn á, xẻ luôn, y như vậy luôn. Thấy chưa? Y như vậy luôn. Váy đại. Máy đại 1, 2, 3, 4, 5, 5 đi đại. Hả? Ừ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 đại. Nhí là 8 nha bé. Nhí có 1 ri thôi. Rồi ai lấy đại thì comment đại nha. Đại, đại, đại. Các bạn comment đại giúp em đi. Tại vì là em đi cho mọi người một giá luôn. Cho bé nó nhập máy cho nó dễ. 39 ngàn. Dạ, cảm ơn chị Lưu Hải Yến. Hàng này không bao giờ có cái giá này. Em nói thực sự là không ở đâu có cái giá này cho các chị em đâu. Lưu Hiển, Hải Yến đại. Anh ơi, Lưu Hải Yến ở đâu vậy? Rồi, cho em ri đại nó đi coi xem nào. Đại váy ra đẹp lắm luôn á. Trời ơi, cái này mà Tết mà không có mà bán á. Em nói thực sự là Tết không có mà bán á. Anh Phương. Rồi, Thủy Ruby. Thủy Ruby, ok. Ừ. Bây giờ thì hết nhí rồi. Tức là không còn ri nhí nào luôn. Rồi hết rồi. Anh cho em cái còn ri đại này. Đại chị bảo ăn tạ. Bảo ăn tạ. Bảo ăn tạ rồi. Còn một ri hồng này. Ôi cái này là nhí rồi. Đại chị Hằng Phạm. Rồi, ok. Còn ri nữa mọi người nhé. Còn ri nữa thôi. Còn ri đại cuối cùng á. Rồi, anh cho em ri hồng đi. Hồng này là nhí nè. Hồng này là... Hồng là nhí. Khoan từ từ mọi người ơi. Hồng nhí trước đã. Hồng nhí này. Em đi cho mọi người giá này là rất rẻ luôn. Trời ơi, hàng nói là kaki đẹp lắm luôn mọi người nha. Kaki, hàng này kaki chất liệu vải, kaki đẹp lắm. Tuyệt vời chưa? Hồng nhí cho chị Nguyễn Vân. Nó là quần đùi nha mọi người. Nhưng mà nó rách rách ở phía dưới. Chị Nguyễn Vân. Từ coi xem cần hồng nhí hay không, có ri vậy trời. Có ri hả? Đúng luôn, một cành luôn. Có ri hả? Đúng luôn, đúng luôn, đúng luôn, có ri thôi mọi người. Rồi, y vậy luôn. Rồi, hồng đại. Hồng đại chân váy. Cái hồng đại chân váy mọi người ơi. Đại chân váy. Ờ, y như vậy, đại chân váy. Ai lấy đại chân váy thì có phần đại chân váy thì nè. Đúng là cuộc sống thiệt luôn. Hết hồng nhí rồi, còn mới hồng đại thôi. Có ri à, tưởng nhiều.
Rồi, chân quần chip đầy đủ hết rồi nên không cần phải lo lắng về cái gì hết nhá. Rồi, Hồng Đại. Trời ơi, hàng này vải đẹp lắm. Dạ, em cảm ơn chị Vân. Thủy Ruby Nguyễn Vân. Nguyễn Vân Thủy Ruby. Ủa sao này là cái cây? Ủa nó là một à? Thủy Ruby này. Đúng rồi, cậu bảo an tạng. Hồng Phương Ánh Phương. Hết. Rồi xong. Còn một cái ăn phấn này này. Còn một cái anh dâu phấn này. Dâu ai lấy dâu cơ mà dâu mặc vẫn rất, mặc rất là sướng. Jean quá đẹp luôn. Kaki quá đẹp. Ừ, để chị coi xem còn nhí không. Dâu còn ri này 39.000 luôn nha mọi người nhé. Về em nói là bán kiểu nào, các bạn bán nhập vào mấy cái giá rẻ rẻ như thế này, các bạn nhập hàng mà hàng cao cấp nữa chứ. Cảm ơn chị Hằng Phạm. Hằng Phạm Hồng. Chị Hằng Phạm Hồng. Hằng Phạm Hồng nghe bé. Hằng Phạm Hồng. Rồi dâu. Tới lượt dâu cho Thủy Ruby. Rồi. Mấy đứa nhỏ nhỏ người mà nó cột hàng chặt lắm. Rồi. Thủy Ruby Minh Hoa Ngô đẹp lắm nha mọi người. Hàng này hàng kaki đẹp lắm. Minh Hoa Ngô. Rồi dâu cho Hồ Thương. Rồi tam. Có ai lấy nữa không? Còn ý không? Đây, à cái này đặt. Đặt không? Còn hai đi đặt, ba đi đặt. Rồi, xong. Ai lấy đại nữa thì ủng hộ em luôn nhá. Xong hết luôn. Rồi, lại lên. Đấy, bao bới tiếp đi. Thế nào bạn tìm thấy được những nguồn hàng cảm xúc không? Còn đi đại, đi đại. Anh dạ. Đây này đây. Đúng, đúng, chính đó. Hàng này hôm bữa là nhiều bạn nhận được rồi. Chị Vân dễ thương quá. Ờ, mọi người ơi, cái hàng này là đây này. Này hàng xe đại này. Hàng xe đại, hàng của chờ neo ấy, hàng của trụ này mọi người nhớ không? Mỗi tội là nó màu đen à, nó còn mới đen à mọi người ạ. À. Đại bảo nhí, ơi chị Hồ Thương, chị lấy cho em gái rồi. Đây này mọi người xinh chưa? Áo đẹp lắm luôn, mà bây giờ làm sao ta, nó còn mối màu đen. Hàng này đúng thực sự là trước giờ thì nó vẫn có một màu đen duy nhất thôi. Tại vì nó cắt cái cây va đen này nó hơi nhiều nên bởi vậy họ sale cho mình. Em đi sale cho mọi người nhé, hàng áo đại mà sale cho mọi người thì chả nhớ giá nữa mọi người ạ. À. Hàng này cao lắm luôn, tôi đi đại 30 ngàn đấy. Đại nha, đại 30 ngàn. Ôi, hình như là 5 hàng của Savakit này, hàng này mắc lắm. Từ 30 ngàn. 1, 2, em nói là để bán lẻ cũng đi hết liền đó. Nhưng mà thôi kệ, em bán cho mọi người luôn. 1, 2, 3, 4, 5. Vi 5, đại. Trời ơi, mặc lên là không xịn xò mới lạ luôn. Vải đẹp lắm. 30 ngàn bạc. Không đủ, không đủ tiền công ngay. Nó không đủ tiền để mà ép keo, ép cổ đâu mọi người ạ. Thủy Ruby. Rồi, chị Nguyễn Vân. Chị nhận rồi, chị thấy đẹp rồi. Không nhận hàng đây, nhận đâu nhận. Ủa vậy chị Hoa Nguyễn. Ủa nhớ là đi đơn rồi mà. Tương Thảo. Hàng này các bạn nhận nhiều rồi. Rồi Tương Thảo, ok. Tương Thảo nó nhắc cột lắm mà. Tương Thảo nó vừa cột lắm. Thôi nghỉ. Dạ.
một nhà cha cha. Đâu ra vẫn còn lòi được cái thằng Lido vậy trời. Bé nào chiều nay hỏi chị Nhung Lido nhỉ? Hồng Thắm đúng không? Hồng Thắm đúng không? Cổ tròn hả gái hả? Cổ tròn, eo ơi cái hàng này này. Em nói thật sự luôn á. Ồ, em cũng em nói thẳng luôn này. Em không hiểu luôn cái bạn này Bảo An Tạ yêu quá. Ui em cảm ơn chị Bảo An Tạ luôn. Một khách hàng rất là dễ thương. Lần đầu tiên em nhớ chị em mình đến với nhau, chị Bảo An Tạ không biết đặt hàng online, kêu trời ơi chị không biết đặt làm sao. Thương chị lắm mà bây giờ chị đặt hàng rất là nhiệt tình luôn. Hướng dẫn có hai lần thôi bây giờ chị đã biết cách đặt rồi. À, mọi người ơi cái hàng này này. Em nói thật sự luôn là nó theo cái hình. Nó theo thì công phu, nó theo thì thật sự luôn, nó theo thì nó quá công phu luôn. Các bạn nhìn hàng theo này, mỗi tội nó hơi giả. Em tự thấy vậy luôn đó mọi người ạ. Nha. Trời, bởi vậy khi mà cái bạn này bán chào em xoay xeo cái lô này, em nói là biểu sao mà nó không gọi là không xeo mới là lạ đây này, lỗ nhưng mà nó là hên rồi sao mà nó là xe đại. Nó là xe đại các bạn ạ, xe đại nhá. Đấy, đằng sau này, xe đại thì thôi nó cũng không sao được, vớt vát được nhá. Mẹ bạc được, cái hàng này nó to giá man luôn. Mẹ mặc được, đây. Em lấy cho mọi người xem. Có khi em mà còn mặc vừa ấy, chứ đừng có nói. Đây. Mẹ em nghĩ là cái này nó bắn nhầm rồi. Cái này chắc không phải là hàng trẻ em đâu mà nó hàng người lớn thì đúng hơn. Mẹ mặc được, em mặc vừa luôn 60 kg. Về chắc ai mà bán shop thì thôi vô mẹ mà bạn nào còi còi mẹ nào mà giống như là năm mấy 60 kg á. Năm mấy ký. Bán cho mẹ cáo. Em sell cho người giá 25.000. 25.000 thì hỏi các bạn có nên lấy không? Thì các bạn, em hỏi thiệt sự các bạn. 25.000 nha bé. Nó đi nghiêng 60 mấy ngàn đấy các chị em, nó đi nghiêng 60 mấy ngàn đấy. Mà sell 25.000. Khổ chưa? Rồi vậy em nói là trong ngành may, nhiều bạn làm trong ngành may khổ lắm các bạn, tội nghiệp lắm, tính toán không kỹ hay là mắt thẩm mỹ không chuẩn một cái là chết luôn. Em nói trời ơi sao mà đi cái hàng nó may rất là đẹp, may đẹp lắm, mỗi tội cái hình gì đâu mà in cho cố vô, tìm theo không chết cha chết mẹ luôn. Để rồi bây giờ sell 25.000. Ủa? Một người chỉ ứng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ý hôm trước là em nhập cái lô này em còn phải chửi. Em chửi mà. Em nói. Khoan từ. Ôi hồi chúc quyên ơi em chị yêu em. Ồ vậy hả? Thì chúc quyên đi là. Có đi à? Khoan Thu Thiên là ai vậy em? Thu Thiên là bạn nào ta? Đây này còn một ri vàng. Nó còn một ri vàng, ai ủng hộ nốt đi cho em với. Em nói thiệt cái này hàng lầy lớn chứ không phải hàng chị em đâu, nó kho nó to lắm. Đây, à màu vàng thì chấp nhận được mọi người ạ, màu vàng thì chấp nhận được. Màu vàng thì nhí à, bé gái bé trai à, bé gái mặc được, cái hàng xây đại đại ấy. Cái này nó đẹp hơn 25.000 bạc. 25.000 trời ơi nó sale mà em nói là đau lòng luôn, không đủ tiền dây kéo. Em thề mọi người không đủ tiền dây kéo thì đừng có nói. May kéo may đồ không rồi. Vàng, vàng. Thôi ai lấy vàng cho mình vàng. Vàng đi. Tóc xù luôn rồi. Tóc bà Nhung lúc nào bà chẳng xù mà. À vàng cho chị Phương. Em yêu chị, em cảm ơn chị rất là nhiều. Nhưng mà em thì em nghĩ chị hợp đó. Bởi vì do là chị có tiệm mẹ. Chị bán cả hàng mẹ mà, hàng người lớn mà. Chị Phương Biên Hòa. Ok đi 8 giá có 25.000. Rồi có một cái set Lido này. Chiều nay bạn nào hỏi em mà em không nhớ Lido nhá. Lido thì nó là hàng đỉnh rồi, đúng không? Các bạn biết rồi, hàng Lido của bên em mà, trời ơi em mà, em cũng bị mắng vốn vì cái lô Lido này. Em nhập vào xong rồi các bạn kêu trời ơi chị ơi chị CD cái hàng gì đâu mà sao rẻ quá vậy. Nhập được rẻ thì bán rẻ, đó là quan niệm của em ha. Thu Thiên hả? Vậy hả? Chị Thu Thiên ơi em xin lỗi chị nhá. Em Nhung thì không được nói chung là tại vì do là một phần là do là ông xã thì cứ đi theo ông xã thì quản lý giống như là đơn hàng đồ này kia. Nay không like Thu Đông hả chị? À không Thu Thiên đây nhá, Lido này sell cho mọi người giá đại đi 45.000 đấy, còn có đi à 45.000. Ai lấy comment được em 45.000 đi chứ không hề mọi người lại buồn em đảm bảo luôn các bạn, ai cũng tranh nhau hết á. 45.000 còn có đi để làm gì cho nó sạch sẽ nhà cửa, không bán 49. Các bạn ạ, à, em thấy các bạn comment nhiều lắm luôn thôi. Chị Phương. Các bạn comment 45 đi cho nó chuẩn.
trời bạn lấy, có trời bạn lấy nhưng mà toàn lấy comment video thôi. Ô chị Phương ơi, chị lấy hàng này nhiều lắm rồi, em thấy chị lấy quá trời luôn rồi đó. Ủa sao đâu ra vậy? Lộ con bạn ơi, em thấy các bạn comment nhiều lắm luôn á, bây giờ còn ri này. Đấy, hàng Lido, hàng siêu cao cấp nè, 45, các bạn comment cho em số 45. Em kéo xuống hả? Em thấy chị rồi, em thấy nãy giờ luôn rồi. Em thấy chị này, em thấy chị Phương này, em thấy tất cả mọi người comment 45 đi. Ôi anh Phương, ok. Em xin lỗi tất cả các chị. Em đã lỡ lời là comment 45 nên bởi vậy em chờ con số 45. Mà các bạn thì cứ comment, các chị cứ comment là Lido. Rồi em lâu lâu mới lấy à. Đấy thấy chưa? Chị Nhung không nhớ Thu Thiên. Chị biết em, chị mà các bạn mà cứ ủng hộ dài dài là nhớ hoài luôn á, nhớ mặt hoài luôn. Có một set này này. Không, Thu Đại, Thu Trai Đại hết rồi. Kiên ạ, thôi đi nghỉ đi. Em comment đầu tiên nhưng mà em lại comment là Lido nên chị không dám chốt. Mà tại vì chị lỡ lời nói là ai lấy mã này comment giùm em là 45. Nên em chờ con số 45 đấy, các bạn đừng buồn em nhá. Đó, đó. Nhiều khi chị em mình chưa hiểu với nhau. Đây, cái này là hàng đầm đại cao cấp như thế này đây. Thấy chưa? Và đi mấy yếm. Nó là yếm đó. Khuyến mãi cho các bạn thêm một cái yếm ren màu đỏ. Các bé mặc đi học, đi Tây đồ này kia đẹp lắm. Đó. Hiểu hình dung chưa? Trời ơi, học đi tiệc hơi bị xịn luôn. Đi tiệc thay vì mà mấy bé lớn lớn mặc mấy cái set này đẹp lắm luôn này mọi người. Theo nhiêu nhỏ bé nhỏ, hàng này của nó là tới tận 9, cả trăm mấy á, hàng này đi nghiêm cả trăm đó. Đó. Ui trời ơi, sao rẻ vậy? Đọc rồi lại nói vậy. Rồi, ai lấy thôi được chị ạ. Rồi, ai lấy comment giùm em. Không, nhưng mà em nói 45 thiệt mà. Đại này đi nhiêu nhỏ bé nhỏ? 59 ngàn hả? 59 hay 55? 59 hay 55, chả nhớ nữa. Rồi, cho Thủy Ruby luôn này. Rồi, còn không bé? Anh gì? Có hai con này nào? Anh gì? Cái này vải đẹp lắm, anh Phương sao biết vậy? Tiền vi mà. Sao bé biết hàng này vải đẹp? Đó. Hàng khỏi chê luôn. Cái này nó là một cặp mà anh và em hay là cái gì đây mọi người này? Còn đúng một cái duy nhất thôi anh em. Hàng này là vải của nó cũng xịn xò vô cùng, hàng chính phẩm đó mọi người nha. Hàng Quảng Châu gì đây này. Nó là quần. Đây, thấy chưa? Quần và đi với áo ống. Tức là nó hở nguyên cái phần vai, cầu vai của con. Quần, áo ống. Hàng này cũng vậy, năm mấy nhiều bạn lấy sỉ là cứ phải nhập năm mấy rồi. Xong rồi khi mà bắt đầu thấy em bán giá 35 ngàn hết hồn luôn. Hôm nay bán cho mọi người giá 29 hết hồn không? 29k. Lấy đi các chị em. 29 ngàn. Em nói là em đã treo là em treo lỗ nên các chị em cứ hốt này mà bán. Tranh thủ lúc bà Nhung bá khỉnh bá lên hàng cho. 29 ngàn. Lấy cặp đi nha mọi người nha. Cả trai cả gái luôn. Đó. Ôi trời đẹp lắm luôn đó mọi người ơi. Này, cái trai này vải chính phẩm nha. Hàng Quảng Châu luôn ấy. Vải đẹp lắm. Thấy chưa? Rồi ai lấy anh em của mình, anh em 29 ngàn. Em sẽ có những cái mặt hàng các bạn không thể nào ngờ tới cái giá này. Võ hàng, ok chị lấy cho em nguyên cặp nha, cặp anh em đó nha bé. Võ hàng nha. Ủa anh ơi, cái hàng em, anh em mình không còn đi nào hả bé? Còn không ta? Võ hàng, nhắn tin anh Thái, kêu anh Thái gửi cho cái hình nha. Cái này có hình, tại vì do là nó cách đây cả lâu lâu rồi nên chị không có đăng hình lại cho em, nhưng mà nó có hình. Nhắn cho Zalo anh Thái gửi hình cho. Hả? Đó, ba bơi xuống cho vợ đi. Hả? Ai biết đâu mà. Để từ ông xã em bới coi xem còn ri màu xanh đen nào không. Ừ, lấy cả cặp anh em về bán. Có 29 ngàn bán đây, còn nhiêu đây này. 29 ngàn bán kiểu nào cũng được. Trời ơi, nó thực sự bán cái bộ cái trai không đủ lời đấy. Bán bé gái, bán cái quần không cũng lời đấy. Cái quần ta, quần cô tông chính phẩm của nó là 29 ngàn thôi. Em nói thiệt đấy. Bán cái quần của bé gái không cũng đủ lời đấy, không cần gì hết đâu. Đây, đây một set nữa này. Cái
Không, chị không có đăng hình ở bên Zalo nhưng có đăng hình bên trang xưởng. Nhưng mà cái này hình như là nó có kéo xuống ở phía dưới nữa Võ Hằng ạ. Nói chung là em cứ nhắn cho Zalo anh Thái anh gửi cho nhanh nhanh. Ý là thay vì em phải ngồi lục đỡ vất vả để dành thời gian cho con. Rồi, Trần Thanh Trần. Cái này về bán bao lời luôn chứ không phải bao lời. Hai, cột lại mà. Trần Thanh Trần hai. Lấy cặp chị Phương Biên Hòa. Hàng này là bán bao lời nha mọi người nha. Cha ơi, hết chai rồi chị Phương Biên Hòa ơi. Đây. Phương Biên Hòa. Cặp. Chị Phương Biên Hòa một cặp. Bố Thái. Này, nó sao đói bụng rồi ta? Mình ăn tối chưa ta? Ủa, anh ơi cái hàng này mình còn ấy không? Anh còn màu đỏ không? Sao còn một cái đỏ? Không. Ai bảo bán chai không cho chết hả? Thôi Biên Hòa. Ừ. À, nói giỡn. Nói giỡn vậy thôi. Ôi Trần Thanh Trần em lấy gái nha chị hả? Cái kia à? Sao mà lại yêu thế? Áo vàng. Anh trả em Trần Thanh Trần. Đâu? Lấy chai lại cho em. Lấy chai lại cho em liền để em đi nạp cặp. Rồi, Trần Thanh Trần. Trần Thanh Trần là gái. Hết chai đen rồi. Chị Phương Biên Hòa có chưa? Phương Biên Hòa có rồi. Rồi, ai lấy cặp thì có mình cặp. Nó lẻ không? Hả? Không, hết chai rồi My ơi. Rồi, cặp cho anh Phương luôn. Vì nó là màu đen nên bởi cái đầm áo màu đen nên viết cái chữ lên không nhìn thấy cái gì hết, mắt thì nó đắt hoa nữa. Anh Phương. Cảm ơn anh Phương nha. Rồi. Ừ, còn gái không các bạn ạ? Còn gái không. Chết rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Lấy gái đi. Trai gái hết rồi. Còn mỗi gái không các bạn ơi. Hết rồi, hết nam rồi. Đây còn 3 set gái, ai ủng hộ luôn cho hết. Hình đẹp lắm. Cái hàng này mặc hơi được đỉnh luôn. Hàng bên em đẹp quá. Ôi nó rẻ lắm đó chị. Các bạn, nhiều bạn không hiểu là sao mà bà Nhung bán săn được nhiều hàng đẹp mà giá rẻ nữa. Nên các chị em cứ yên tâm để mọi thứ. Cái đầu chán hói này chỉ làm mỗi nhiệm vụ đó thôi mọi người, không còn nhiệm vụ khác nữa. Các bạn chờ em xíu để em coi cái hình coi. Nó có hình mà chắc là nằm ở điện thoại nào rồi. Gái có đỏ cho em đỏ. Không, tức là cái hàng này là bé trai đỏ. Bé trai đỏ mọi người ơi, bé trai đỏ. Bé trai đỏ G8 hay G7 gì đó, bé ơi, hàng Quảng Châu đó, nào Võ Hằng. Hàng Quảng Châu đây này, mặt đây. G7 Võ Hằng ạ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nhưng mà form nó to lắm. Không có đỏ lấy đen hả? G7, này cho anh Phương đi đỏ luôn này. Anh Phương bé trai đỏ này, ý là không có gái. Đó, nha, rồi bây giờ, trai đỏ, bây giờ chỉ còn chai đỏ hết rồi, bây giờ chỉ còn gái đen thôi. Ai ủng hộ luôn, gái đen ủng hộ đi. Có 29.000 thôi, các bạn khỏi lo. Về bán cái quần không đủ lời rồi. Còn cái áo ống thì về nhiều khi thành váy cũng được. À, đứa nào ghế chủ. Mọi người ơi, thôi chuẩn bị nghỉ đây, em không bán nữa đâu, em nghỉ đây. Em đói bụng quá. Cuộc sống thiệt nhiều khi nó không cho phép những điều mình mong muốn. Đây nhá mọi người nhá. Một câu chuyện rất là vui đó là gì ạ? Một bạn sỉ của em trung thành với em là lâu lắm lắm luôn rồi ấy. Chị em với nhau đồng hành với nhau không biết bao nhiêu năm nay rồi. Mà nó gọi điện cho em, chị ơi chết rồi, sao mà chị gửi cho em cái set gì đâu mà toàn quần với váy. Đây, cái quần. Cái này là quần nha mọi người nha. Còn đây không phải là váy, không phải là zip nha mọi người. Mà nó là áo ống mặc lên như thế này và đi với quần dài như thế này nó mới chất. Nó đẹp lắm luôn. Nhưng có sự sáng tạo về bán cái quần riêng thôi, xong rồi kiểu dạng như là nếu ví dụ như ai không chịu mua cả bộ bán cái quần xong rồi còn cái này bán zip. Em thấy được đấy mọi người ạ, bán cái hai, bán một thành hai. mình cứ giả vờ chị ôi chết rồi, bây giờ nó còn rớt lại cái váy này chị lấy không. Thế em thấy là cũng ok cực, mà giá thì có 29.000 thì coi nhà chia ra có 10 mấy ngàn một cái, không đủ tiền công. Thôi ai lấy gái đen thì con mình gái đen cho em chứ em không biết làm sao đâu. Em gái đen. À, Minh Hoa Ngô. Hoa Ngô. Đôi khi cái khó bó cái khôn các chị em ạ. Nên bởi vậy các chị em cứ lòi ra những cái ý tưởng độc hại đó đi. Em ơi Thu Thiên, Ba Thái, Thu Thiên.
em Thu Thiên. Thu Thiên thì biết rồi, mà giờ có một cái chốt hả? Chốt. Ê qua mà, Thu Thiên. Thu Thiên, ok Thu Thiên. Cảm ơn Thu Thiên. Còn thi nữa năn nỉ nốt thế ai lấy luôn cho em. Em nói, em hướng dẫn sử dụng như thế mà mọi người còn không ủng hộ nốt cho em ri này, đừng để em. Nói chung là em đang hướng dẫn sử dụng mức độ đó mà mọi người không ủng hộ nốt cái ri này thì đau lòng luôn mọi người ạ. Đấy, à, còn một ri này dài tay này, trao cho mọi người 29 ngàn luôn này. Cái này 36 ngàn đó, xưởng nó may ra và nó đi xỉ là 26 ngàn và em đi cho mọi người 29 ngàn, còn ri không không đương tiếp nha mọi người nhé. Ai lấy bộ dài, cho bộ dài 29 ngàn, vải xí nghiệp. Vải xí nghiệp nha mọi người. Các bạn phải là tập làm quen dần, nhất là những các bạn mới tập làm quen dần với chất liệu vải nha. Khi mà em nói là nó là đúng chất liệu vải luôn đó mọi người nha. Dài cho Khánh Ngọc Nguyên. Dài. Mai úp hết hình nha chị hả? Nó có hình hết đây. Nhưng mà cái này là có hình lâu rồi, tức là đã đăng rồi. Này ba này, ba Khánh Ngọc Nguyên, em Khánh Ngọc Nguyên. Nghỉ nha, đói ơi là đói luôn á. Sao cuộc sống thiệt luôn á. Hận ghê, có cách nào mà không đói không? Cái đi lửng này. Hả? 29 này. Đi 6. Cái quần lửng bé trai này, đẹp chưa? 29 ngàn luôn. Đại nha, cái này là đại nha mọi người nha. Đại, 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 đại. Các tình yêu ạ, đại. Ai lấy con vật giùm em 29 ngàn. Đại. Các bạn comment đại đi. Vải đẹp lắm, nói chung là mấy cái hàng này vải đẹp lắm luôn á. Số 29 ngàn giá bèo, em nói là giá bèo chứ không phải là giá thường nữa. Em nói đố ai may nổi cái hàng này. Các bạn đừng comment 29 bởi vì em sẽ bị nhầm với cái bộ con cừu. Các bạn tốt nhất là comment giùm em là quần nha mọi người nha. Ghi giùm em là quần. Em không biết các bạn đăng 29 quá trời nên em sợ nhầm với cái bộ con cừu hồi nãy tại vì lỡ hai cái đây là cùng giá. Rồi ai lấy ba Thái, em nhớ là ba Thái ơi, ba Thái cái này, ba Thái gì? Cái quần này em nhớ là còn lấy đi ở trên góc kia kìa, anh kiếm giùm em với. Nhanh lên đi mọi người, chờ em một xíu để em kiếm nhá. Đây nó màu gì? Tôi lửng lửng đại. Ủa, hết hả? Rồi, chị Nguyễn Vân một đi. Cái vải nó là vải da cá phối, có 29 ngàn rất là rẻ nên các chị em cứ yên tâm. Chị Nguyễn Vân. Ngọc Anh Silver. Ngọc Anh. Ngọc Anh, rồi còn ông bố. Hết hả? Còn một cái ri cắt kít gì đây này mọi người, em chả biết cái hàng này nó như thế nào luôn á. Đây, đen, lửng, được chưa? Nhí, nhí nhá, nhí, nhí, nhí. Một bên em ơi. Nhí, đen, phép nhí, nhí, họ, à, áo quần ngố, cho cho mọi người giá 43 ngàn. 43 ngàn. 43 ngàn, ai lấy cho mình em hàng của Shop Kit, hàng của Shop Kit phải chính phẩm á. Cái hàng chính phẩm phải mắc lắm nha mọi người, hàng mấy cái hàng này nó nghiêm cao lắm luôn á, mà có 43 ngàn thôi. Quần hồng. Thôi đừng có mình quần nữa, quần em hết sạch sẽ rồi. Ơi, sao giờ này vẫn còn đai quần vậy? Các bạn vẫn còn răng lối. Chị Hoa Nguyễn, cảm ơn chị. À, 43 ngàn. 43 ngàn, có chị Nguyễn Vân luôn. Nguyễn Vân. Nguyễn Vân. 8, ok. Rồi. Ở đây có một quần nhí này mọi người này. Quần nhí này treo cho người giá 25 ngàn nhé, còn riêng. Còn một ri như vậy là sẽ chắc chắn là cao thanh nga này, có đẹp lắm luôn. Nhớ có một cái gì nữa mà đẹp chưa, may phối quần này, em có may kỹ lắm, nói chung là quần nhí, hai lấy quần nhí gì vậy, quần nhí nha mọi người nha, quần nhí 25 ngàn luôn. Còn một ri gì á, mấy cái hàng này các bạn đi nhập nghiêm cao lắm. Có còn một ri gì các bạn nhập như thế này là còn rẻ hơn cả giá buôn lô rồi đó, em nói thiệt luôn, rẻ hơn giá buôn lô luôn. Chị Nguyễn Vân. Có ri hả? Bố, hôm nay hết rồi hả? Còn có ri mọi người ạ, nên đừng buồn nhá. Rồi, còn một ri này luôn. Sell 19 ngàn, hàng chính phẩm luôn. Mỗi bộ là 3 lỗ nên bảo vệ buộc phải sell 19k.
ba lỗ 19, comment giùm em 19. Quả chính phẩm nha mọi người. Rồi. Còn một anh này không để làm gì hết, cuộc sống mà 25 ngàn. Ai lấy comment nhanh giùm em. Ai comment 19 và ai comment 25. Đúng rồi nội. Con chưa tới, vẫn còn đang ra quần nhí, quần nhí, quần nhí. Ba lỗ Ngọc Anh Silver. Yêu em 19k, rất rẻ. Rồi, áo 25 cho Huỳnh Trúc Quyên. Cảm ơn Huỳnh Trúc Quyên. Còn một ly này, ai lấy này 25 ngàn luôn. Chị Hoa Nguyễn, em lấy luôn cho chị ly này nhá. Vải đẹp lắm luôn chị ạ. Chị ạ, khỏi lo luôn. Vải đẹp lắm, vải mê luôn á. Chị Hoa Nguyễn nhá. Áo rẻ quá trời luôn. Thế rồi, có cách nào mà không ăn mà nó vẫn no không? Tôi đói lắm ta. Cái hàng này xem cho mọi người để các bạn về các bạn bán này. Nó hơi bủ, với em thì mặc rất là sướng. Cái hàng lưới bây giờ nó hết mùa rồi mọi người ạ. Ví dụ như ở miền Bắc thì chắc chắn không thể nào đi hàng này nữa rồi. Đấy, nhưng mà miền Nam mình thì vẫn ok, tại vì do là nó vẫn nóng. Nó là hàng lưới nha mọi người nha, không lưới sale 25 ngàn luôn. Không lưới 25 ngàn, được chưa? Quần là quần chính phẩm luôn á. Quần cô tông nha, quần sợi cô tông nha mọi người nha. Quần cô tông luôn đấy. Mỗi tội là cái bộ áo là áo lưới. Đây, Adidas chạy sọc. Nó hơi bụi bặm một xíu. Cái này bán hè quá sướng luôn. Vải lưới này, vải lưới mềm lắm, vải lưới mềm lắm. Rồi 25 ngàn. Đã biết được bao nhiêu gì rồi, em bới rồi mọi người. Hả? Đủ rồi. Còn đâu? Rồi, còn. Rồi để chốt đi, để chốt này ngày mai chị lấy cho. Bộ lưới ô sa đông với ấy. Bộ lưới bắt đầu từ bạn nào đây nhỉ? Chị Nguyễn Vân một ri. Ri 8 đó. Nó làm nhiều kiểu lắm nhưng bây giờ đi hết mọi người luôn mà. Mọi người ủng hộ cho hết luôn đi, em sale đã sale lỗ rồi nên các chị em đừng lo nhá. Nó cả mấy cái này nữa này, thật cẩm bóng rổ, bóng đồ này. Thấy chưa nhá. Nó có 25 ngàn nên về hết, bán hết luôn cho mọi người nhá. Đây này. Tức là chủ yếu là bán mùa hè thôi, chứ hàng này là mùa thu là không đi được đâu. Nhưng mà cái này để đúng ra để ra riêng bán là sướng nếu mà ở ngoài Bắc. Đúng không? Vải đẹp lắm. Hả? Cha mẹ giờ sao ta? Chết rồi. Còn đâu? Đây này nó còn thập cẩm, nó cùng một cái lô này luôn. Em đi hết cho mọi người giá 25 ngàn luôn á. Lưới em có tay nhé. Đây, cái này là sách nách. Bây giờ chị lấy có tay trước cho mọi người này. Một có tay này. Hai có tay này. Cái này là sách nách. Đây là sách nách rồi. Mọi người ai lấy sách nách thì có mở sách nách đi. Lấy thêm sách nách đi, đẹp lắm. Sách nách không mọi người. Sách nách không à, có 3 ri thôi bé ơi. Chị Nguyễn Vân. Sao tay. Ri mấy anh đến nhìn em đi. 5. Nguyễn Vân, Huỳnh Trúc Quyên. 1. Năm luôn. Rồi, bạn Võ Hằng. Năm luôn. Còn ta cùi. Chị ơi, có hàng tồn kho không? Em ôm hết á. Mày qua kho nhà chị Nhung, mày ôm được cái gì mày ôm? Nhà chị một kho một nôi. Qua kho đi. 102/56 phường Bình Long, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Chạy qua kho. Mày muốn ôm cái gì mày ôm, mày ôm hết luôn cho chị Nhung cũng được ôm luôn. Cả tài sản nhà chị về luôn cả tốt. Xưởng hơn 100 mét vuông. À quên, bao nhiêu mét vuông? 736.
270 mét, 270 mét vuông mà hàng không có chỗ lối chứa đâu đấy, nên ai muốn ôm gì nhưng mà hàng hàng hè nhiều lắm, bay qua mà ôm chị không có thời gian đâu, mà chị nhận chị có thể gửi hình cho các bạn, tại vì nhiều bạn muốn ôm lắm nhưng mà chị không có thời gian chị gửi hình nhá. Nói giỡn vậy thôi, nhưng mà hàng của chị Nhung là sản xuất ra nên bởi vậy đủ chủ yếu đóng buôn, không có hàng ít, hàng tồn lắm, tức là nó chỉ có những cái hàng nhỏ nhỏ như thế này thì các bạn ôm lắm ma gì, những bạn ôm lớn ấy, tức là những bạn ôm số lượng lớn thì có vài đi để ôm lắm ma đi. Vậy cho nát đầu sách nách hết hết có tay rồi, thành tâm thần cho nó, bây giờ chỉ còn có sách nách thôi, ai ủng hộ sách nách thì lấy sách nách nha. Rồi anh Phương, Phương sách nách ghi địa chỉ này, 102/56 phường Bình Long, biết địa chỉ chưa? Trên trang bìa trang Facebook, bìa trang Facebook là địa chỉ nhà chị, 102/56 phường Bình Long của Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh đó. Rồi. Trên trang bìa là có luôn á, bay qua thẳng, không cần đem nhiều tiền đâu, còn mấy thẻ đi được rồi, mua hàng sale thì cần vậy thôi. Sách nách cho Thu Hà Trần, Thu Hằng Nguyễn thì xin lỗi. Rồi Trần Thanh Trần, thành phố Hồ Chí Minh ghé xưởng mà lấy hàng. Rồi cái gì hỏi Sophia Ngọc, bố hôm trước em có nhắn tin cho chị rồi đúng không, nhưng mà chị lu bu quá xong rồi chị cũng không thể nào luôn. Thầy qua đây. Bo zip hả? Bo zip còn mi ạ, Kiều Hanh Đỗ còn, ngày mai chị lấy cho. Rồi Việt Nguyễn Nam là con cực kỳ luôn. Việt Nguyễn Nam, Việt Nguyễn Nam. Ừ đúng rồi, em thích ghi gửi trang nào, bởi vì chị có hai kho. Em nhắn tin đi, chị nhắn cho, chứ nhiều khi là chị ghi như vậy mình không có nhớ được địa chỉ đâu. Nhắn vào Zalo ấy, mày muốn hỏi cái gì mày cứ nhắn vào Zalo ấy. Thái anh trả lời cho, anh nhắn cho. Khoan từ, Việt Nguyễn Nam là ai nhỉ? Toàn khách ngồi cũ không, chả nhớ được thôi. Ai để các bạn cứ lấy thầy bóng mới thôi, đi nghỉ đi mọi người, đói bụng quá. Ai lấy bóng rổ, ủng hộ bóng rổ luôn này, có hết luôn đây này. Khánh Ngọc Nguyên còn mắm thúi hả? Khánh Ngọc Nguyên đã, Khánh Ngọc Nguyên vàng với đỏ à, đây vàng với đỏ cho bạn anh Phương. Thôi ngày mai qua kho lấy hàng cho nó được nhiều, chứ mi đừng lấy mấy cái ri này, nó ít lắm anh Phương, nó có 3-4 ri này ôm làm gì, các bạn buôn lớn thì ba bạn đi lấy ít lắm. Bóng rổ này, bóng rổ cho Võ Hàng này. Rồi Võ Hằng này, Trần Thanh Trần luôn. Có 25.000 bạc về bán cho vui vui ấy mà. Rồi còn bóng rổ không? Đây còn cái bóng rổ nữa. Ừ, Ngọc Anh ơi, bóng rổ luôn là Ngọc Anh ấy gì nhỉ? Nó vừa em nó vừa nói xong, Nguyễn Việt Nam và Khánh Ngọc Nguyên. Rồi. Ngọc Anh Silver. Ok, ok mọi người. Còn mấy cái con này này, cái này là hàng hàng lộn xộn nha mọi người nhá, hàng lộn xộn. Nhớ hàng này không? Cô tông luôn đây này, hàng cô tông luôn á, mà nó là lộn xộn. Vải cô tông luôn 25.000 hết à, cái hàng cô tông này 29.000 chứ 25.000 là chết luôn, lỗ nặng luôn. Rồi hai lấy comment giùm em cô tông luôn đó, cô tông xịn sò luôn, mà có 29.000. Trời ơi về bán. Đến đầu đeo có 50.000 đừng bán rẻ nha mọi người. Vải đẹp lắm, vải chính phẩm đấy. Chị Vân là chị tinh cực kỳ, em nói thực sự luôn. Đúng là những người đàn chị trong ấy. Nhìn hàng là biết xịn sò. 29k 1, 2, 3. Eo có 4 bộ. Anh giúp em đấy, nó bị mất đâu cái bạc này. 29 này, chào em xin. Đây Nguyễn Vân. À cái đó của Nguyễn Vân, Nguyễn Vân rồi phải không? Vậy thì bên này Thảo Hồ là ai nhỉ? Thảo Hồ khách cũ hả bố? Thảo Hồ khách cũ. Thôi có 4 ri đừng lấy nữa em ạ. Bạn nào mới có 4 ri thôi, à ý là khách cũ nhưng mà ý có 4 cái thôi đừng lấy, tại chị không nghỉ rồi nhá. Tuần sau ủng hộ nhá. Khánh Ngọc Liên. Rồi Trần Thanh Trần. Có. Trần Thanh Trần. Nó là siêu nhân, siêu đồ từ luôn á.
Ai lấy bóng rổ nữa ủng hộ luôn đi. Minh Hoa Ngô. Cái hàng này đẹp lắm nha mọi người. Ok Minh Hoa Ngô. Từ từ chờ em xíu. Còn bóng rổ này. Hết rồi. Hết sạch rồi. Còn mớ bóng rổ thôi. Cô Tâm, cô Tâm. Sách nách mà cái hàng này đẹp quá. Hàng này đẹp lắm luôn á. Ai lấy sách nách này, sách nách siêu nhân này, lưới này. Ở cái thân trước là lưới, thân sau là cô Tông, quần là cô Tông luôn. Đây này. Cái hàng này đẹp này. Hết rồi. Hết sạch sẽ luôn. Chị Lưu Hải Yến biết hàng này đúng không? Lấy hàng này đi chị à. 29.000 vải đẹp không? Các bạn nhìn hàng này. Trời ơi, cô Tông chính phẩm của em mà giá 29.000 đấy. Nhưng mà bố tội là sách nách. Bố tội là sách nách. Lưới ở phía trước và đằng sau là cô Tông nha. Bố tội là sách nách thôi. Đấy. Chị Lưu Hải Yến lấy cái này đi chị ạ. Nhưng mà em thấy ở ngoài Hà Nội, chị ở ngoài Hà Nội lạnh rồi mà. Chị Lưu Hải Yến ở đâu rồi? Vô. Ai ở thành phố Hồ Chí Minh hay ở miền Nam rồi này kia thì lấy. Kim Giang. À Kim Giang thì ok này. Lưu Hải Yến này, lấy cái hàng này về bán chị này. Hả? Cái hàng này đẹp lắm. Lưu Hải Yến có lấy không? Để em lấy cho chị, còn không là em lại lấy. Chị lấy cho tay. À vậy thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cho Thu hàng Nguyễn luôn cho xong. Hết rồi nè. 8 29.000 hàng siêu cao cấp. Cái hàng đó cao cấp lắm. Hàng đó đi bôm trước có bé nào nó lấy, nó phải lấy với cẩn thận 59.000 á. Đây. Siêu nhân này. Siêu nhân là bạn hôm trước bé nào nhỉ, hình như là Ngọc Anh phải không, hay bạn nào Nguyễn Anh hay ngạ đứa bạn nào đó lấy hàng này xong rồi. Chị ơi em mới nhập về tới tận năm mấy ngàn đó. Xong em like luôn, em like 35 hay ba mấy ngàn xong bé nó hết ổn, bé kêu trời chết mất em lỗ quá nặng. Siêu nhân cho bạn Khánh Ngọc Nguyên đi 8 luôn này anh này, 8 cái luôn. Ok Khánh Ngọc Nguyên luôn nhá. Xong rồi, tạm biệt mọi người và yêu mọi người rất là nhiều. Tất cả mọi người tối hôm nay hoặc là sáng sớm ngày mai ông xã em sẽ gửi bill cho các chị em. Các chị em sẽ kiểm tra bill giúp em nhá. Kiểm tra bill và chuyển khoản đi hàng giúp em trong ngày mai luôn mọi người nhá. Đồng thiết kế hết sạch luôn. Tuần này hãy để cho em yên, các bạn cứ yên tâm đi, hãy để nhiệm vụ săn hàng là phần của em. Em sẽ tìm tất cả các mã nào các bạn đang cần, các bạn sẽ có được những mã hàng đẹp để tuần sau chúng ta lấy tiếp. Và sáng ngày mai các bạn chuyển khoản để đi hàng giúp em trong một ngày. Tại vì bên em sẽ cố gắng tập trung hết tất cả nhân lực giải quyết đơn trong vòng một ngày và trễ nhất là ngày mốt thôi. Tức là tụi em đóng hàng rất nhanh và giải quyết rất nhanh nha mọi người nhé. Rồi cảm ơn mọi người và tạm biệt mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon ạ. Yêu mọi người rất là nhiều ạ.